mảnh thiên không này tựa hồ bị liên lụy, lập tức tối sầm, năng lượng khủng bố không ngừng ngưng tụ, chỉ có đạo thanh bạch ám tím quang mang tiếp tục phóng lên cao. Sao lại thế này? Chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy? Thiên địa hôn ám làm vô số người kinh hãi, mây đen tràn ngập không trung, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào trong tối đen. Một cỗ năng lượng vô hình dao động, mặt đất chấp lên, không gian run rẩy. Trong không gian của Độc Cô gia tộc, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, núi non nứt nẻ, mang theo âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra, phảng phất như linh hồn đều run rẩy lên. Thiên địa biến sắc, nháy mắt hoàn toàn tối đen. Lúc này trên thần hoàng thai chỉ còn nhìn thấy thanh bạch ám tím quang mang phóng lên cao, biến hóa làm người sợ hãi. Chỉ nháy mắt không ít chân khí vô hình tràn tới, động tĩnh kinh người đã kinh động bọn họ, trong thiên địa lại biến thành yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng sấm sét vang rền làm người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Oanh long long. Thiên địa biến sắc, đây là xuất hiện dị tượng. Lục Lâm Thiên gây ra thiên địa dị tượng. Trời à! Trên quảng trường, thực lực thấp đã bắt đầu phủ phục xuống đất. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ đan dược đế phẩm xuất thế hay sao? Nghe đồn đãi có thể tạo ra thiên địa dị tượng cũng chỉ có đế giả xuất thế hay đan dược đế phẩm xuất thế, thần khí xuất thế mới có được. Oanh long, chân khí đan dược tuyệt đối vượt qua bát phẩm. Tiểu tử này đúng là nghịch thiên. Vân Tiếu Thiên ngây người, ánh mắt hoàn toàn dại ra. Tiểu tử này đúng là mạnh mẽ. Kim Huyền không nhịn được tán thưởng. Đan dược có phẩm cấp, sau bát phẩm cao giai đỉnh chính là đế phẩm. Nghe đồn đế phẩm đan dược xuất hiện, thiên địa dung chuyển. Mặc dù tiểu tử kia gây ra thiên địa dị tượng, nhưng còn chưa hoàn toàn đạt tới thiên địa dung chuyển. Nhưng đan dược kia đã vượt qua cấp độ bát phẩm. Nam Thúc ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Một trận đan chiến, đế linh tấn thần đan, thần hoàng thì thế nào, chỉ làm đá kê chân cho ta. Lời nói cuồng ngạo bá đạo quanh quẩn trong không trung, thanh ảnh xuất hiện phía trên thanh bạch ám tím quang trụ, một đạo giải lụa sáng ngời rơi lên trên quang trụ kia. Phanh! Một tiếng sấm vang, quang trụ nứt toác thành vô số mảnh nhỏ. Ca! Quang trụ phá nát, hào quang bao phủ trên người Lục Lâm Thiên, nhìn qua giống như thần thích, trong mắt hắn bắn ra tinh quang, một viên đan dược lớn cỡ ngón cái không ngừng xoay quanh lòng bàn tay của hắn. Thật mạnh! Đó là đan dược đế phẩm hay sao? Thiên địa dị tượng xuất hiện, đan dược đế phẩm ra đời. Không ngờ Lục Lâm Thiên có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm, thật sự là khó tin. Hắn chính là yêu nghiệt. Thu! Lục Lâm Thiên quát một tiếng. Tử lôi huyền đỉnh hóa thành tử sắc lưu quang thu vào trong ấn đường của hắn, hết thảy xung quanh đều bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt Độc Cô Trường Linh khiếp sợ nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ vẻ không tưởng tượng nổi, mà người thần hoàng đoàn đều ngây dại, vô cùng rung động. Huynh ấy làm được, thật sự làm được. Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn đều run lên, cười rạng rỡ. Suy, Lục Lâm Thiên rơi xuống thần hoàng thai, kim mang thu liếm, lập tức quay về trên tiểu hồn anh xoay quanh. Nhưng linh lực cùng linh hồn lực của hắn vẫn tràn đầy. Chẳng qua ý cảnh có thể nắm giữ hết thảy trong tay cũng biến mất, trong đầu thoáng đau đớn, tựa hồ tu vi của hắn còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ý cảnh khổng lồ kia. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Trường Linh, nói. Không biết vị nào có thể đi lên làm đánh giá phẩm cấp của hai viên đan dược ai cao ai thấp. Sắc mặt người Độc Cô gia tộc biến hóa, không ai nguyện ý đi lên. Người nào cũng đã biết phẩm cấp của đan dược mạnh yếu ra sao. Nam Thúc nhìn thần hoàng thai, ánh mắt thu liếm, khôi phục lại vẻ thản nhiên. Độc Cô Cảnh Văn đi tới, nói. Cha, hay là cha đi lên bình phán được không? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi, lại nhìn thần hoàng thai, thân ảnh chợt lóe đã đi lên đài, nhìn Nam Thúc nói. Đại ca, không bằng ngươi tới bình phán thế nào? Ngươi làm đi, ta sẽ không xen vào. Nam Thúc nói. Vậy đệ đệ sẽ làm chủ. Độc Cô Ngạo Vũ gật đầu, nhìn cửu chuyển hóa linh đan, nói. Độc Cô Trường Linh luyện chế cửu chuyển hóa linh đan, đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ, lưu cho linh tôn thất trọng sử dụng, có thể gia tăng một tầng tu vi, mà linh tôn bát trọng vừa đột phá sử dụng, tăng tới bát trọng đỉnh cũng không vấn đề, rất khó luyện chế. Sau đó ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Đan dược có phẩm cấp. Sau bát phẩm cao giai đỉnh là đế phẩm, nghe đồn đế phẩm xuất thế, thiên địa dung chuyển, phong vân biến sắc. Nghe nói tới đây, ánh mắt mọi người dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, đều kích động chờ đợi kết quả cuối cùng.
Dừng một thoáng, Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, nói tiếp. Vừa rồi mặc dù ngươi gây ra thiên địa dị tượng, nhưng còn chưa hoàn toàn đạt tới thiên địa dung chuyển, nhưng đan dược này đã vượt qua cấp độ bát phẩm, vì vậy cấp độ hẳn phải là chuẩn đế phẩm, so sánh với cửu chuyển thiên linh đan, cách biệt một trời, vì vậy ngươi thắng lợi. Trong mắt Độc Cô Ngạo Vũ lộ vẻ tán thưởng không hề che giấu, thậm chí khi hắn nói tới chuẩn đế phẩm đan dược, thân thể cũng run lên. Nghe được lời nói của Độc Cô Ngạo Vũ, thân hình Độc Cô Trường Linh run rẩy, lảo đảo bật lui ra sau mấy bước, vẻ mặt xám như cho tàn lẫn kinh hãi. Đan dược chuẩn đế phẩm, là chuẩn đế phẩm. Lục Lâm Thiên có tu vi linh tôn tứ trọng lại có thể luyện chế ra chuẩn đế phẩm đan dược. Mọi người khiếp sợ, thân là tộc nhân trực hệ Độc Cô gia, tự nhiên cũng biết điều này đại biểu cho chuyện gì, đại biểu Lục Lâm Thiên tuyệt đối là yêu nghiệt, là một tồn tại nghịch thiên. Ca ca thành công. Lâm Thiên thắng. Không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi thế giới bên ngoài. Nhóm người Hiên Viên Triệt đều cảm thán. Lục Lâm Thiên cũng không ngờ mình luyện chế đế linh tấn thần đan chỉ có cấp độ bát phẩm cao giai đỉnh, nhưng không hiểu vì sao luyện thành lại là cấp độ chuẩn đế phẩm. Theo hắn suy đoán, chẳng lẽ sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã phỏng đoán sai lầm, dù sao tuy sư phụ hắn có đơn thuốc nhưng cũng chưa từng luyện chế qua. Có lẽ có quan hệ với kim sắc tiểu đao, nhờ có tiểu đao phụ trợ cho nên hắn mới có thể đạt tới trình độ này. Lục Lâm Thiên, có thể nói cho ta biết tên của đan dược này là gì, và có công hiệu gì hay không? Độc Cô Ngạo Vũ hiếu kỳ hỏi. Tiếp xúc ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ, Lục Lâm Thiên chỉ cảm thấy như bị đại hải mênh mông bao quanh, một cảm giác vô biên vô hạn lao tới, trong lòng âm thầm run lên, thực lực cha của Cảnh Văn thật sự khủng bố. Sau thoáng do dự, Lục Lâm Thiên nói. Đây là đế linh tấn thần đan, dù là vũ tôn hay linh tôn, sau khi sử dụng sẽ gia tăng 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Cái gì? Từng ánh mắt nóng cháy rơi lên đế linh tấn thần đan, đây chính là dụ hoặc trắng trợn mê hoặc những cường giả ở đây, hấp dẫn như vậy đủ làm cho tôn giả phát điên. Giờ phút này nếu không phải đang ở trong địa bàn của Độc Cô gia tộc, nếu không phải có mặt nam thúc cùng cường giả yêu tộc, chỉ sợ toàn bộ cường giả đều liều chết lao tới tranh đoạt. 1/10 cơ hội đột phá thành đế, loại hấp dẫn như vậy không phải ai cũng có thể kháng cự. Đan dược chuẩn đế phẩm A, có 1/10 cơ hội thành đế, không biết tiểu tử này còn có thể luyện chế thêm hay không? Ánh mắt Vân Thiếu Thiên lộ ra tinh quang, tập trung vào Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ run lên, giá trị của viên đan dược này thật sự không cách nào cân nhắc. Lục Lâm Thiên cũng không để ý, đột nhiên nhìn qua Độc Cô Trường Linh còn đang sững sờ. Hàn ý chợt lóe, nói. Độc Cô Trường Linh, người thua, dựa theo đánh cuộc, tự phế tu vi đi. Thần hoàng đoàn lặng ngắt như tờ, ánh mắt Độc Cô Trường Linh chợt nhoáng lên, thần sắc ngây dại thối lui ra sau 2 bước. Lời của Lục Lâm Thiên đánh thức toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, bọn hắn làm sao cho phép hậu bối trẻ tuổi cực mạnh nhất trong tộc phải tự phế tu vi. Nhưng các đại hoàng tộc đều có mặt ở đây, nếu không tuân thủ đánh cuộc, chỉ sợ mặt mũi Độc Cô gia tộc đều mất hết. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe, nhưng lại không nói lời nào. Độc Cô Trường Linh, ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi? Lục Lâm Thiên bức bách nói. Lục Lâm Thiên, các ngươi đều là tuổi trẻ khí thịnh, ta xem thôi thì tới đây đi, ngươi đã thắng lợi đã đủ chứng minh thực lực của ngươi, Độc Cô gia tộc cũng xem như biết rõ thực lực ngươi, có thể cho ngươi lựa chọn một món bảo vật trong bảo khố thay thế, thế nào? Độc Cô Phàm Vân nói. Một kiện bảo vật, ha ha. Lục Lâm Thiên cười lạnh, âm thanh vang vọng trời cao. Một kiện bảo vật đã muốn đuổi ta sao, ta cũng không thiếu bảo vật, vừa rồi nếu ta thua các ngươi sẽ bỏ qua vậy sao? Sắc mặt các trưởng lão Độc Cô ra run rẩy, vừa rồi nếu là Lục Lâm Thiên thua bại, bọn hắn đương nhiên không bỏ qua. Lục Lâm Thiên, các ngươi chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, bằng không như vậy đi, cho ngươi lựa chọn 3 kiện bảo vật như thế nào? Độc Cô Phàm Vân nói, không thể để cho Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi, bằng không đây là đả kích đối với cả gia tộc. 3 kiện bảo vật, cho dù là 30 kiện cũng không được, hôm nay ta chỉ nhận lấy phần đánh cuộc của mình, nếu Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ, vậy nói rõ ngay trước mặt toàn bộ đại gia tộc là được thôi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Độc Cô Phàm Vân, không chút khách khí nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, cho dù hắn có vào bảo khố của Độc Cô gia tộc, chỉ sợ cũng không thấy được thứ gì tốt, hơn nữa bản thân hắn cùng Phi Linh Môn đều không thiếu bảo vật,
Độc Cô gia tộc có chủ ý gì, trong lòng hắn hiểu được rõ ràng. Ngươi! Độc Cô Phàm Vân nhìn thấy Lục Lâm Thiên không chịu bỏ qua, tức giận tới sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm. Độc Cô Trường Linh, nếu ngươi không tự động thủ, hãy để ta giúp cho. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Độc Cô Trường Linh kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên, lãnh ý trong mắt làm toàn thân hắn phát run, không khỏi lui ra sau vài bước, thối lui tới trước người của thần hoàng đoàn. Lục Lâm Thiên, cần gì phải nhất định bức bách người như vậy? Một tiếng quát truyền tới, hai thân ảnh lướt qua quảng trường rơi xuống đài, trong đó có Độc Cô Trường Không. Người còn lại khí độ bất phàm, khuôn mặt có ba phần tương tự Độc Cô Trường Không, khi nhìn thấy người này Lục Lâm Thiên chợt híp mắt, chân khí của người này tựa hồ còn mạnh hơn Độc Cô Trường Linh một ít. Bái kiến tộc trưởng. Hai người đi tới hành lễ. Đứng lên đi. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Bái kiến phó thống soái. Người thần hoàng đoàn hành lễ nói. Phó thống soái, Độc Cô Trường phàm sao? Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Độc Cô Trường không lui ra sau, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Lục Lâm Thiên, lại tràn đầy vẻ oán độc, nhưng không còn dũng khí kêu gào trước mặt hắn. Vừa rồi nhìn thấy Lục Lâm Thiên thành công luyện chế đan dược chuẩn phẩm đế, hiện tại trong lòng hắn vẫn còn rung động. Lục Lâm Thiên, người cần gì phải bức bách người? Độc Cô Trường phàm nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta chỉ là thu hồi kết quả đánh cuộc của mình, làm sao lại có chuyện nói ta bức bách ai? Lục Lâm Thiên liền đáp. Không ngờ là đánh cuộc, vậy ta và ngươi đối chiến một trận, nếu ngươi thắng ta cũng tự phế tu vi, nếu ngươi bại xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca của ta. Độc Cô Trường phàm nói. Ta đối chiến với ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đan chiến? Lục Lâm Thiên cười nhạt. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách này đi. Lục Lâm Thiên, nếu ta suy đoán không sai, ngươi có thể luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm tuyệt đối vì chỗ quỷ dị trên người ngươi mà thôi, có lẽ vì tâm cảnh của ngươi vượt qua tu vi, đạt được bảo vật tăng cường tâm tình. Độc Cô Trường phàm nói. Lục Lâm Thiên thoáng giật mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Độc Cô Trường phàm này thật sự có ánh mắt, sở dĩ hắn luyện chế thành công đan dược là nhờ có kim sắc tiểu đao giúp đỡ mà thôi. Độc Cô Trường phàm nói tiếp. Lục Lâm Thiên, như vậy ta đã đoán đúng, cho nên ngươi cũng đừng tự cho là mình siêu phàm, nếu có bổn sự lại đối chiến với ta, đan chiến thì cũng thôi, động thủ với ngươi thế nào, nếu ta thua ta cùng đại ca ta tự phế tu vi, nếu ngươi thua xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca ta, ngươi cũng không thiệt thòi, ta cũng không lợi dụng, không biết ngươi dám hay không, nếu ngươi không dám thì việc đánh cuộc giữa ngươi cùng đại ca ta xem như xong. Lấy lực quan sát của Độc Cô Trường phàm, Lục Lâm Thiên có thể luyện thành đan dược là nhờ tâm cảnh hơn người mà thôi, trong thực lực tu vi chỉ đạt tới linh tôn tứ trọng, tu vi như vậy dù có chiến đấu cũng không có lực đối kháng với hắn. Không ít người nhíu mày, nếu Lục Lâm Thiên không chiến, xem như bỏ qua việc đánh cuộc với Độc Cô Trường Linh, đây rõ ràng là bức bách Lục Lâm Thiên phải đối chiến. Độc Cô Trường phàm, người rõ ràng là ép buộc, Lâm Thiên tiêu hao quá nhiều, làm sao có thể bồi ngươi đối chiến. Ta xem hãy để cho ta thay thế Lâm Thiên đối chiến với ngươi đi. Độc Cô Cảnh Văn chợt lóe, đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tiểu thư, nếu Lục Lâm Thiên tiêu hao quá nhiều, có thể lựa chọn ngày khác tái chiến, ta cũng không chiếm tiện nghi của hắn. Về phần tiểu thư muốn đối chiến cũng danh bất chính ngôn bất thuật, hay là thôi đi. Độc Cô Trường phàm thái độ đúng mức, đích xác xem như kẻ bất phàm. Cha, cha xem Độc Cô Trường phàm. Độc Cô Cảnh Văn tức giận nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ run lên, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, đây là chuyện của người trẻ tuổi các ngươi, ta cũng không tiện xen vào, ngươi tự mình làm chủ đi, nếu tiếp tục một. Trận chiến, có thể chờ sau khi ngươi khôi phục thì tùy ý tái chiến. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng biết Độc Cô Ngạo Vũ thiên vị cho Độc Cô Trường Phàm, điều này cũng khó trách, hắn không tiện mở miệng. Nhưng trong lòng đương nhiên không muốn Độc Cô Trường Linh xảy ra sự cố. Chỉ sợ toàn bộ người của Độc Cô gia đều có tâm tư như thế, tốt nhất là làm cho hắn biết khó mà lui. Ta đồng ý một trận chiến, hiện tại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, sao có thể cho phép Độc Cô gia tộc Như Nguyệt, nếu Độc Cô Trường phàm lựa chọn chiến đấu, vậy đừng trách hắn không khách khí, bản thân hắn còn lo lắng tiếp tục lựa chọn đan chiến đâu. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, sắc mặt mọi người kinh ngạc. Lục Lâm Thiên lại chấp nhận, còn là hiện tại, căn bản không hề lo lắng bản thân đã bị tiêu hao quá nhiều. Người Độc Cô gia cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng biến hóa.
không ít ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, người của Thác Bạt gia tộc đều là như thế, vốn đang chờ đợi nhìn xem Lục Lâm Thiên tự hủy tu vi, nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm, điều này thật sự làm cho bọn họ không cách nào thừa nhận. Hừ, tự tìm tai vạ. Lục Tâm Đồng vừa nghe đối phương đòi chiến đấu thực tế, đã không còn lo lắng, với thực lực hiện giờ của ca ca, lại thêm Linh Vũ Quyết, thời không lao ngục, bất diệt huyền thể, hai kiện thần khí hơn nữa còn thủ đoạn khác, cho dù trong toàn bộ tôn cấp cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vẫn lo lắng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên muốn tiếp chiến, nói. Lâm Thiên, sao nhất định phải hôm nay? Yên tâm. Lục Lâm Thiên nhìn nàng mỉm cười nói, lại nhìn Độc Cô Trường Phàm. Ta đáp ứng đối chiến với ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Nói ra điều kiện của ngươi. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Lâm Thiên muốn đối chiến ngay hôm nay, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không biết là do Lục Lâm Thiên thật có chút bổn sự hay làm người quá cuồng ngạo, nhưng bất kể thế nào với thực lực của hắn hiện tại muốn thu thập Lục Lâm Thiên cũng đã đủ. Ngươi muốn đối chiến với ta, nhất định phải có thêm một người, nếu không đại ca của ngươi tự phế tu vi đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Là ai? Sắc mặt Độc Cô Trường Phàm biến hóa. Vậy hắn đi. Lục Lâm Thiên đột nhiên xoay người chỉ vào trong đoàn người Bắc Cung gia tộc, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một thanh niên chừng 28-29 tuổi. Thanh niên kia tuấn mỹ tuyệt luân, mày kiếm mắt sáng, tràn ngập vẻ đa tình, bề ngoài thoạt nhìn giống như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt toát ra tinh quang, nhìn qua chẳng khác gì Mỹ Ngọc. Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song biến hóa. Là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Bắc Cung gia tộc, mặc dù mộc hoàng khí của nàng cao hơn người này, nhưng trong tu vi bởi vì Bắc Cung Ngọc được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, vì vậy nàng vẫn không sánh bằng hắn. Ánh mắt mọi người tập trung vào Bắc Cung Ngọc, ngay cả người của Bắc Cung gia tộc cũng cực kỳ ngạc nhiên, mà người Độc Cô gia tộc cũng như thế. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng có ý nghĩ của chính mình, người của Bắc Cung gia tộc luôn có ý xấu đối với hắn. Vừa vặn có cơ hội này hắn cũng đồng thời kinh sợ cả Bắc Cung gia là tốt nhất. Mặc dù Lục Lâm Thiên nhìn không thấu thực lực của Bắc Cung Ngọc, nhưng là bởi vì người của sáu đại hoàng tộc luôn sẽ có bí pháp che giấu khí tức chính mình, bình thường rất khó nhìn ra được tu vi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngươi nhất định phải cùng hắn đối chiến với ta mới có tư cách, nếu không ngươi không cần xuất đầu cho đại ca của ngươi. Lục Lâm Thiên, ngươi thật quá khinh thường người khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể càn rỡ trước mặt ta hay sao? Bị Lục Lâm Thiên điểm danh, sắc mặt Bắc Cung Ngọc hiện tia lãnh ý, đột nhiên dậm chân bay thẳng tới, rơi lên thần hoàng thai, nói. Bằng không ta lãnh giáo ngươi trước, ta đang muốn biết ngươi có bao nhiêu bổn sự chiến đấu thực tế. Dứt lời ánh mắt hắn trầm xuống, lộ ra khí thế ngạo nghễ bất phàm. Mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ tư cách một mình đối chiến với ta, hai ngươi cùng lên đi. Ta có thể tiết kiệm thời gian. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên, người thật ngông cuồng. Độc Cô Trường Phàm lạnh lùng nói, nếu làm vậy cho dù hắn thắng được cũng vũ nhục chính bản thân mình. Nếu các ngươi không cùng lên, vậy thì thôi đi, ta không thời gian dây dưa với các ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, vị Độc Cô huynh đệ này, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, cùng nhau giáo huấn kẻ cuồng ngạo kia. Đây là chuyện tốt, là do hắn tự chuốc lấy. Bắc Cung Ngọc lạnh lùng nói. Được rồi. Độc Cô Trường Phàm nói tiếp. Tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy, hôm nay ngươi phải trả giá thật đắt. Đột nhiên chân khí thổi quét, thần hoàng khí khuếch tán, cả không gian đều vặn vẹo. Linh tôn bát trọng, Độc Cô Trường Phàm là linh tôn bát trọng. Thiên phú hiếm thấy, không ngờ trong Độc Cô gia tộc có nhiều hậu bối cường hãn như vậy. Mọi người kinh ngạc. Khí tức của Độc Cô Trường Phàm đã đạt tới linh tôn bát trọng, mạnh hơn Độc Cô Trường Linh không ít. Quả nhiên mạnh hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, nhưng dù Độc Cô Trường Phàm đã đột phá tới linh tôn bát trọng nhưng hình như mới đột phá không lâu, nếu thật sự động thủ, cũng không kém hơn huyền kình cùng huyền doanh của huyền vũ hoàng tộc. Lục Lâm Thiên, đây là do ngươi tự chuốc lấy, nếu hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp. Bắc Cung Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Trường Phàm, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Vừa dứt lời khí tức mộc hệ lập tức nương theo mộc hoàng khí tràn ra, cả không gian giống như đều cô đọng lại. Vũ tôn bát trọng, khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, khí tức mộc hệ bị mộc hoàng khí ảnh hưởng, ngay lập tức kim hệ trong vũ đan tràn ra kim mang, uy áp mộc hoàng khí nhất thời biến mất vô tung,
nhưng tu vi của Bắc Cung Ngọc cũng làm Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Bắc Cung Ngọc cũng là vũ tôn bát trọng. Bắc Cung Vô Song kinh ngạc, không nghĩ tới Bắc Cung Ngọc cũng đã đột phá. Bắc Cung Ngọc cũng là vũ tôn bát trọng, đều là thiên tài a. Giới trẻ tuổi lại có thực lực này, bao nhiêu năm rồi cũng hiếm thấy. Hừ, tự cho mình siêu phàm, như thế có chuyện hay để nhìn. Ánh mắt đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc chợt lóe, hai tôn cấp bát trọng, một linh một vũ vô cùng cường hãn, Lục Lâm Thiên dám cuồng ngạo như vậy, chẳng khác gì ôm tảng đá tự đập vào chân của mình. Hai tôn cấp bát trọng a, Lục Lâm Thiên gặp phiền toái. Trời ạ, hai người này lại là tôn cấp bát trọng, quá cường hãn, cũng thuộc loại cường giả biến thái đi. Ánh mắt nhóm người Hiên Viên Triệt liên tục chớp động. Tiểu tử này lại tự rước lấy phiền phức. Vân Thiếu Thiên nhủ thầm. Hai kẻ tự tìm tai vạ. Ánh mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe, khóe môi cười lạnh, dù là hai tôn cấp bát trọng cũng không phải đối thủ của ca ca, đương nhiên, kể cả Dương Quá cùng Tuyết Sư cũng không lo lắng, chỉ riêng Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn không hiểu rõ nội tình của Lục Lâm Thiên nên căng thẳng mà thôi. Lục Lâm Thiên, hiện tại ngươi còn có thể lựa chọn thay đổi ngày tái chiến, dù sao ngươi đã tiêu hao không ít. Độc Cô Ngạo Vũ cảm giác được chân khí của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng, nhưng không cần đâu. Lục Lâm Thiên nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cảnh Văn, muội đi xuống trước đi, chỉ cần đợi một lát là được rồi. Lâm Thiên, huynh, đi xuống đi, ta không sao. Độc Cô Cảnh Văn chưa nói xong đã bị Lục Lâm Thiên ngắt lời, đành mang theo lo lắng rời khỏi Thần Hoàng Thai. Người trẻ tuổi cần đối chiến, ta cũng không ngăn cản được, nhưng tận lực điểm tới thì dừng đi. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe, rời khỏi Thần Hoàng Thai. Trên đài, chân khí Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc thổi quét, bao phủ trên người Lục Lâm Thiên. Không gian xung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió, thần hoàng khí, mộc hoàng khí tràn ngập uy áp, vô hình trung phóng nhanh về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn cũng không có cảm giác áp lực, có thể dùng kim sắc tiểu đao ngăn cản thần hoàng khí, dùng kim hệ năng lượng ngăn cản mộc hoàng khí. Huống chi cấp độ của hai người này chỉ mới đạt tới địa cấp mà thôi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, chân khí nhất thời biến đổi, nháy mắt khí tức lan tràn, không gian xung quanh rung động, khí tức thổ hệ vũ tôn lục trọng lập tức phóng thích. Vũ tôn lục trọng, hai tôn cấp bát trọng, Lục Lâm Thiên chỉ là vũ tôn lục trọng có thể đối kháng sao? Chỉ sợ lần này Lục Lâm Thiên gặp phải phiền toái rồi. Nếu hắn còn có thể đối kháng, vậy thật là yêu nghiệt. Khí tức thật mạnh. Ánh mắt Nam Thúc nhìn chăm chú lên thần hoàng thai, trong mắt thản nhiên, bộ dáng như không hề có chút lo lắng. Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thấy Lục Lâm Thiên đứng nhắm mắt, giống như không hề xem hai người họ vào trong mắt, điều này làm sắc mặt hai người càng thêm âm trầm, thái độ như vậy chẳng khác gì vũ nhục bọn hắn. Vài đầu cầm điểu bay qua, cảm nhận được không khí khẩn trương bên dưới, hoảng hốt kêu vang trốn mất. Giác! Ngay trong tích tắc này! Ánh mắt Bắc Cung Ngọc trầm xuống, một chân dẫm xuống đất, thân ảnh nhảy lên, chân khí tuôn trào, nháy mắt phá không lao thẳng tới trước người Lục Lâm Thiên, một đạo lục mang trường ấn đột nhiên đánh tới, tiếng nổ vang trầm đỡ Upsilon, C, không gian trực tiếp bị đánh vỡ, trường ấn bao phủ Lục Lâm Thiên. Phanh! Trong tích tắc trường ấn đã rơi lên người Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lục Lâm Thiên không hề tránh né, nháy mắt đã bị thổi quét bên trong. Lục Lâm Thiên không xong. Mọi người khẽ hô. Phanh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ, nhưng không nhìn thấy có máu tươi phun ra, kinh khí cuồng bạo phát tán khắp bốn phía. Là tàn ảnh. Bắc Cung Ngọc không hổ là tôn cấp bát trọng, lập tức phát hiện mình chỉ đánh trúng tàn ảnh mà thôi, Lục Lâm Thiên biến mất lúc nào hắn cũng không nhận thấy. Ngay lúc này hắn cảm giác được sau lưng có chân khí dao động. Không xong. Bắc Cung Ngọc thầm hô. Đột nhiên xoay người, thân ảnh Lục Lâm Thiên mang theo ý cười tà khí, cười lạnh xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Bắc Cung Ngọc phất tay ngưng tụ ra một quyền. Thời không loạn. Long ảnh tí. Một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, nháy mắt bao phủ Bắc Cung Ngọc. Vào lúc này các cường giả đều kinh ngạc chứng kiến thân hình Bắc Cung Ngọc tựa hồ khựng lại, nhưng dù là tôn cấp cũng không nhìn ra được dấu vết gì. Chỉ có ánh mắt các trưởng lão có chút biến hóa, khí thức kia thật quá quỷ dị. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng từng thi triển, nhưng do Lục Lâm Thiên sử dụng uy lực cách biệt một trời. Lục Lâm Thiên vung ra một đạo quyền ấn,
hoàng mang như cuồng phong gào thét ập tới. Ngao! Hư ảnh hoàng kim cự long rít gào, nháy mắt đỡ upsilon.ng vào trước người Bắc Cung Ngọc, trong hoảng hốt Bắc Cung chỉ có thể bố trí được một đạo cương khí. Ca! Tốc độ hư ảnh hoàng kim cự long quá nhanh, tuy bị cương khí ngăn cản không ít nhưng vẫn va chạm lên người Bắc Cung Ngọc, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét. Phanh phanh! Cơ hồ cùng một thời gian, hư ảnh kim long va chạm, thân ảnh Bắc Cung Ngọc lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh cách đó vài chục thước. Oanh! Bắc Cung Ngọc rơi xuống đất, mặt đất run lên, lập tức nứt nẻ. Nhìn thấy Bắc Cung Ngọc vừa bị một chiêu đã trực tiếp văng ra, mọi người không nhìn được hít sâu một hơi, chỉ mới giao chiến một vũ tôn bát trọng đã trúng một kích bay ra ngoài, thực lực Lục Lâm Thiên thật sự quá cường hãn. Nháy mắt Bắc Cung Ngọc đã bò lên, sắc mặt tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị một ít thương thế. Những người vây xem đều kinh hãi, nhóm người Bắc Cung Vô Song cùng Vân Tiếu Thiên tuy kinh ngạc nhưng vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt vô cùng rung động. Cha, Lâm Thiên ca thật mạnh. Độc Cô Mị gắt gao nắm chặt cánh tay Độc Cô Bắc, ánh mắt cực kỳ kích động, Độc Cô Bắc đã sớm run rẩy, một chiêu đã đánh bay vũ tôn bát trọng, thực lực như vậy thật sự làm hắn chấn kinh. Lục Lâm Thiên thật sự quỷ dị, tu vi vũ tôn lục trọng đã đánh bay vũ tôn bát trọng, tốc độ cùng lực lượng đều khủng bố. Không ít cường giả ánh mắt phi phàm đều nghi hoặc lẫn kinh ngạc. Nhưng mọi người đều nhìn ra, vừa rồi Bắc Cung Ngọc bị thương cũng chỉ vì quá xem thường Lục Lâm Thiên, nếu hắn phối hợp với Độc Cô Trường Phàm cuối cùng ai thắng ai thua vẫn khó nói. Trên thần hoàng thai, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt Bắc Cung Ngọc, vừa rồi hắn cảm nhận được thực lực của Lục Lâm Thiên, rõ ràng tu vi tôn cấp lục trọng nhưng mộc hoàng khí của hắn cũng không gây ảnh hưởng gì cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rơi xuống đất, nhìn thẳng vào hai người. Không chịu nổi một kích, nếu hai người chỉ có thực lực như vậy, thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Có chút bổn sự, nhưng ai thắng ai thua phải tới cuối cùng mới biết được. Bắc Cung Ngọc dứt lời, tâm thần vừa động, quanh thân chợt lóe lục mang, một bộ khải giáp xanh biếc lập tức bao phủ toàn thân. Khải giáp có lớp vảy như vỏ cây bao trùm, cực kỳ quỷ dị, chân khí cổ xưa lan tràn, khí tức khiến khí tức của người khác tiêu hao không ít, hoặc có thể làm khí tức của người ta ngày càng chậm chạp. Vũ linh khí phòng ngự địa cấp đỉnh bất phàm a. Trong lòng Lục Lâm Thiên thoáng kinh ngạc, vũ linh khí phòng ngự kia thật không tệ, có thể làm chân khí trong người hắn trống rỗng tiêu hao không ít. Ca. Cơ hồ cùng một thời gian, trên người Độc Cô Trường Phàm chợt lóe bạch mang, một bộ khải giáp thanh bạch sắc bao trùm thân thể hắn, chân khí cường hãn dao động khiến linh hồn người run rẩy, cấp độ đã tới hồn linh khải giáp địa cấp đỉnh. Lục Lâm Thiên thật sự có thể đánh bại hai người này sao? Mặc dù một chiêu vừa rồi thật cường hãn, nhưng không ai xem trọng Lục Lâm Thiên, dù sao tu. Vì giữa họ hơn kém quá lớn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên, khóe môi cười nhạt, mặc cho ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa ba người. Lục Lâm Thiên, người quá mức hung hăng càn quấy, hôm nay nếu ngươi thắng hai người chúng ta, Bắc Cung Ngọc này nguyện ý đi theo làm tùy tùng, nếu ngươi thua, hôn ước giữa ngươi cùng Vô Song hủy bỏ, ngươi có dám hay không? Âm thanh Bắc Cung Ngọc trong trẻo, mang theo vẻ cao quý. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, chân khí run lên, dựng thẳng trời cao, âm thanh bá đạo truyền ra. Nếu không thắng được hai người các ngươi, ta làm sao xứng đôi với Vô Song, ta tiếp nhận đánh cuộc với ngươi. Dứt lời hắn dẫm mạnh xuống đất, chân khí thổi quét, mặt đất nứt nẻ, nói. Các ngươi còn chưa động thủ sao, chẳng lẽ không dám? Tiểu tử hung hăng càn quấy. Độc Cô Trường Phàm quát lớn, lưu quang quanh quẩn, nương theo thần hoàng khí bộc phát, hình thành một cỗ gió lốc cực lớn. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Một thân ảnh trực tiếp lao ra, Độc Cô Trường Phàm đi tới trước người Lục Lâm Thiên, một đạo giải lụa linh lực bắn xuống, nương theo linh hồn công kích dao động trực tiếp xuyên thủng không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, không gian thổ hệ tràn tới, giải lụa năng lượng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ. Không gian thổ hệ nháy mắt bao phủ Độc Cô Trường Phàm, trọng lực lan tràn, đem thân thể hắn bao phủ ở bên trong. Suy, thình lình bị mất trọng lượng, làm thân hình Độc Cô Trường Phàm run lên, trọng lực không ngừng phủ lên thân thể của hắn. Linh Vũ Quyết. Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, từng đạo hồ mang lướt qua, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh như thiểm điện, ngay lập tức một đạo quyền ấn oanh tới,
hung hăng va chạm lên giải lụa năng lượng kia. Phanh! Quyền ấn cùng giải lụa va chạm, giải lụa nhất thời tiêu tán, Độc Cô Trường Phàm lộ vẻ cười lạnh, công kích của hắn vốn xen lẫn theo linh hồn công kích. Một đạo bạch mang lao ra nhanh như chớp lao vào trong ấn đường của Lục Lâm Thiên. Suy! Nhưng sắc mặt Độc Cô Trường Phàm lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì linh hồn công kích của hắn vừa xâm nhập vào não hải của Lục Lâm Thiên nhưng phản ứng của Lục Lâm Thiên vẫn hoàn toàn vô sự. Vào lúc này quyền ấn tàn ảnh mang theo hoàng mang bắn ra, trực tiếp rơi thẳng lên mặt Độc Cô Trường Phàm, linh hồn công kích lập tức thổi quét. Linh hồn công kích, không xong. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm trầm xuống, linh hồn công kích nhập vào cơ thể, thân ảnh lảo đảo lui ra mấy bước, nhìn qua không xảy ra chuyện gì. Lại quên thần hoàng khí miễn dịch linh hồn công kích a. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhủ thầm. Lục Lâm Thiên, lại đón ta một chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt thân ảnh Bắc Cung Ngọc đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Thổ sinh mộc, khó trách. Lục Lâm Thiên chợt hiểu, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn thi triển thổ hệ ngược lại phụ trợ cho lực lượng của Bắc Cung Ngọc càng thêm gia tăng. Suy, chỉ chớp mắt một đạo quyền ấn lục mang tiến vào trong không gian thổ hệ của Lục Lâm Thiên, mang theo năng lượng khiến không gian thổ hệ như muốn khô héo hung hăng nện xuống. Thanh linh khải giáp. Trong tích tắc thanh linh khải giáp xuất hiện, cùng một thời gian hỏa hệ thổi quét đầy trời, trong không gian hỏa hệ mộc sinh hỏa, một quyền nện xuống làm năng lượng hỏa hệ càng thêm mạnh mẽ, Bắc Cung Ngọc lại cảm giác được lực lượng một quyền của mình lập tức yếu bớt. Phanh! Quyền ấn bàng bạc đánh lên người Lục Lâm Thiên, không gian vặn vẹo, nhưng không biết vì sao không gian đột nhiên dao động, quyền ấn lại đi chệch hướng ban đầu, vừa vặn lướt qua bờ vai Lục Lâm Thiên. Ngay một khắc quyền ấn lướt qua vai Lục Lâm Thiên, chân khí mộc hệ đánh nát không gian lực, làm khuôn mặt cùng bả vai Lục Lâm Thiên thừa nhận cự lực áp xuống. Hư linh huyễn ấn thời gian loạn. Nhưng cùng một thời gian, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hào quang kỳ dị bao phủ Bắc Cung Ngọc, đồng thời gian loạn thổi quét, thân thể Bắc Cung Ngọc ngây ra, cường giả giao thủ chỉ ngây ngẩn trong tích tắc cũng đã đủ. Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn biến hóa, một hỏa cầu cỡ bàn tay lướt ra, lập tức đánh lên người Bắc Cung Ngọc. Hỏa cầu nện xuống, uy áp nóng cháy khủng bố như rời non lấp bể khuếch tán. Không xong. Chỉ nháy mắt Bắc Cung Ngọc đã phục hồi lại tinh thần, hắn không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng, sắc mặt hoảng hốt vội vàng thối lui. Bảo! Lục Lâm Thiên cười lạnh, thủ ấn biến đổi, bàn tay nắm lại, hỏa cầu lập tức nổ tung. Oanh oanh! Tiếng nổ vang vọng trên không trung, ngọn lửa nóng cháy thổi quét, nhiệt độ đáng sợ tới mức không gian xung quanh đều biến thành đỏ tươi, năng lượng khuếch tán, như hoa lửa bay đầy trời. Phanh! Thân hình Bắc Cung Ngọc bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, cả thần hoàng thai đều run rẩy lay động, khi Bắc Cung Ngọc bò dậy toàn thân chật vật, khóe môi hiện vết máu. Hô! Mọi người hít sâu một hơi, Độc Cô Trường Phàm liên thủ cùng Bắc Cung Ngọc nhưng chỉ dưới một chiêu đã bị thương, mà vết thương của Bắc Cung Ngọc càng nghiêm trọng hơn một ít. Thủ đoạn của Lục Lâm Thiên quỷ dị khủng bố. Thật nhiều cường giả đều chú ý tới vừa rồi Lục Lâm Thiên thi triển không ít thủ đoạn quỷ dị, đặc biệt có vài cường giả đều nhướng mày, bởi vì thủ đoạn kia giống như có quan hệ với Bạch Hổ thú hoàng tộc. Sắc mặt người Bắc Cung gia tộc đều run rẩy lên, có chút không nhịn được. Bắc Cung Ngọc lảo đảo đứng dậy, ánh mắt âm trầm tới cực hạn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hừ, hai lần bị thương làm Bắc Cung Ngọc không thể nhẫn nhịn, lục mang chợt lóe, bay ngược lên cao đứng bên cạnh Độc Cô Trường Phàm. Thiên Mộc Sát, Bắc Cung Ngọc âm trầm quát lớn, lăng không đứng thẳng, khí tức mộc hệ tràn ra. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm run lên, mặt trầm như nước, chân khí bạo tuôn, một đạo dao động khủng bố mang theo linh hồn khí tức tràn ngập ra ngoài. Thiên Linh Phong Bạo, Độc Cô Trường Phàm hét lớn một tiếng, chân khí dao động khủng bố phóng lên cao, linh lực khuếch tán thổi quét, nhất thời động tới thiên địa năng lượng hội tụ tràn ngập cả không gian. Thiên Mộc Sát, vũ khí địa cấp cao giai đỉnh của Bắc Cung gia tộc, đây cũng được xem là bí mật bất truyền của họ, có lẽ Bắc Cung Ngọc thật sự muốn dùng toàn lực. Thiên Linh Phong Bạo cũng là linh khí địa cấp cao giai đỉnh của Độc Cô gia tộc, cả hai người họ đều muốn dùng toàn lực. Đi! Độc Cô Trường Phàm không chút chậm trễ, năng lượng phong bạo vặn vẹo cả không gian, giống như hải dương khổng lồ lan tràn, không gian xung quanh bị chấn nát mang theo linh hồn lực trực tiếp thổi quét về hướng Lục Lâm Thiên, nhất thời đem hắn bao phủ vào bên trong. Đi! Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bắc Cung Ngọc vừa động,
năng lượng lốc xoáy bùng nổ, lục mang tràn ngập cả thần hoàng thai, năng lượng bao trùm tới lục lâm thiên. Năng lượng công kích khủng bố khuếch tán khiến Độc Cô Trường Linh cùng nhóm thần hoàng đoàn đều nhảy ra khỏi đài. Ánh mắt đảo qua, lục lâm thiên cười lạnh, thủ ấn kết xuất, từng đạo. Hồ mang huyền ảo lướt qua. Thời không lao ngục. Lục lâm thiên quát một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bàng bạc hội tụ, linh hồn lực cuồn cuộn dung hợp cùng thời gian lực khoảnh khắc tràn ra. Ca ca. Đồng thời trong thời không lao ngục còn có băng đống không gian, trực tiếp va chạm cùng hai cỗ năng lượng đánh tới, hàn băng lực nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng mộc hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, đem cả không gian đều đóng băng. Gì? Bị thời không lao ngục chút xuống, ánh mắt Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đều đại biến. Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Lâm Thiên ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến thêm, lực công kích ngược lại bị Lục Lâm Thiên ăn mòn đóng băng. Đi! Hai người nhìn nhau, đồng loạt phóng thích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, chân khí, linh lực, linh hồn lực toàn lực, động tới thiên địa năng lượng tràn qua, hai người liên thủ vây công Lục Lâm Thiên. Trên thần hoàng thai một mảnh gió dục mây vần. Hai người toàn lực liên thủ, nhất thời làm thời không lao ngục bị áp chế, nháy mắt đã muốn bước lui. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh rơi xuống, quanh thân Lục Lâm Thiên có ba cỗ năng lượng truyền vào thời không lao ngục, trong tích tắc một cỗ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt thời không lao ngục gia tăng 8 lần uy lực, đem cả không gian ngàn thước bao phủ bên trong, phạm vi đã sớm lan ra khỏi thần hoàng thai, tính cả Bắc Cung Ngọc lẫn Độc Cô Trường Phàm đều bị bao phủ bên trong. Ca ca! Bên trong thời không lao ngục thổ hệ, giờ phút này công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc đã sớm bị áp chế bên trong không gian thổ hệ, giống như bị cô đọng lại, lực công kích không cách nào tiết ra ngoài. Đây chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Hình như không phải. Uy lực trong không gian này thật mạnh. Lục Lâm Thiên thi triển loại công kích gì, mỗi lần thay đổi thuộc tính uy lực đều tăng lên gấp đôi, chẳng lẽ đây là chỗ khủng bố của vũ giả ngũ hệ hay sao? Những người vây xem đều kinh hãi, uy lực thời không lao ngục nháy mắt kéo lên gấp 8 lần, thuộc tính thay đổi, phạm vi mấy ngàn thước gió dục mây vần, làm thật nhiều cường giả đều khiếp sợ. Mà lúc này Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đều kinh hãi, rơi vào trong không gian bản thân họ như bị đông cứng lại. Nhiều loại công kích quỷ dị ập tới làm họ hỗn loạn, trong nháy mắt thật khó thể chống đỡ. Bảo. Sắc mặt hai người tối tăm, không chút do dự gian nan biến hóa thủ ấn, đột nhiên khống chế hai cỗ công kích trực tiếp nổ tung. Ca ca. Hai cỗ công kích lập tức nổ thành 4-5 mảnh, trực tiếp hóa thành hai cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Phá. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng, một trường áp không. Thời không lao ngục nhất thời nổ tung, giống như quang hồ bao phủ phạm vi ít nhất là mấy ngàn thước. Oanh oanh! Không gian nổ tung, năng lượng ba đào cuồng bạo dao động điên cuồng, cả không gian bị va chạm biến thành bóp méo, chẳng khác gì sơn băng địa liệt. Những người vây xem trên quảng trường đều thối lui nhanh về phía sau. Phốc! Bên trong không gian hỗn loạn, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Mặt đất ầm ầm run lên, đá vụn kích tán. Mọi người rung động, không nghĩ tới cả hai người kia lại bị thương, chẳng khác gì bị người chà đạp. Lục Lâm Thiên khoanh tay trước ngực, hoàng mang bao phủ xung quanh, khí tức làm lòng người run rẩy. Phốc! Bên trong đống đá vụn, thân hình hai người chậm rãi đứng lên, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, ha ha, không chịu nổi một kích. Chỉ thường thôi. Lục Lâm Thiên cất tiếng cười to, ý cười cuồng ngạo tận trời. Các trưởng lão hai gia tộc sắc mặt xanh mét, chỉ sợ bọn hắn chưa từng nghĩ tới một màn này sẽ xảy ra, Bắc Cung Ngọc liên thủ với Độc Cô Trường Phàm nhưng vẫn không thể đối kháng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người đừng hung hăng càn quấy, người muốn chiến thắng, còn sớm lắm. Ánh mắt Bắc Cung Ngọc âm trầm, đưa tay lau máu trên khóe môi. Ta chờ đây, ta có thể nói cho người biết. Ta chưa từng đem ngươi để vào trong mắt, một đám linh giả dựa vào tổ ấm bảo hộ, nhưng còn tự cho là mình siêu phàm. Lục Lâm Thiên từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh một tiếng, lời nói cuồng ngạo bá đạo vô cùng. Đông đảo cường giả hai gia tộc sắc mặt thật khó xem, nhưng lại vô lực phản bác,
bởi vì Lục Lâm Thiên có bổn sự cuồng ngạo như thế. Càn rỡ! Trong mắt Độc Cô Trường Phàm chợt lóe hàn mang, sắc mặt tái nhợt, vừa quát lớn lập tức lăng không bay lên, từ trong mi tâm bắn ra đạo bạch quang. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh, trong tay Độc Cô Trường Phàm hiện ra một vòng tròn đường kính chừng một thước, bí văn quanh quẩn, chấn động lòng người. Suy! Một tiếng sấm vang, Bắc Cung Ngọc cũng bay lên không, Lục Mang chợt lóe, trong tay cầm một kiện vũ linh khí giống như trường tiên. Trường tiên dài chừng 5 thước, lại giống như trường xà, có 9 đoạn, bí văn bao phủ, năng lượng mộc hệ lan tràn, không gian xung quanh bên cạnh vô thanh vô thức tán khai. Diệt hồn cô, bảo vật Độc Cô gia tộc, nghe đồn đã tiếp cận thần khí, là hồn khí địa cấp đỉnh. Mộc Long Tiên, bảo vật Bắc Cung gia tộc. Nghe đồn cường giả Bắc Cung gia tộc đã chém giết 9 đầu yêu long, dùng long cốt luyện chế mà thành, là vũ linh khí cực mạnh chỉ kém thần khí. Vận dụng linh khí rồi sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt, nói. Ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa. Đừng hung hăng càn quấy. Bắc Cung Ngọc quát lớn một tiếng, thân ảnh bay tới, chân khí mộc hệ lan tràn, vung mạnh trường tiên. Mộc Long Tiên. Trường tiên run lên, trực tiếp xuyên thấu không gian. Ầm ầm bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, không gian bị xuyên thủng lưu lại khe không gian tối đen. Diệt hồn cô. Hàn ý chợt lóe, Độc Cô Trường Phàm thúc dục diệt hồn cô, năng lượng bàng bạc xoay tròn, hào quang sáng rực, linh hồn năng lượng hung hăng đánh thẳng tới trước. Hai cỗ công kích đều khủng bố, tốc độ sắp tới cực hạn, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian bao phủ trước người Lục Lâm Thiên. Đột nhiên sau lưng Lục Lâm Thiên hiện lên một đạo thanh quang nhanh chóng lan tràn. Ông, mọi người liền nhìn thấy một đôi vũ rực màu xanh hoàn mỹ xuất hiện, thanh quang bao phủ, nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ cỗ năng lượng làm lòng người run rẩy. Là các ngươi muốn so đấu linh khí, ta thành toàn các ngươi. Hai kiện linh khí oanh kích tới, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, thúc giục huyễn ảnh thanh vũ rực, một đạo cương khí tối đen xuất hiện. Phanh phanh, hai đạo công kích rơi lên người Lục Lâm Thiên, không gian run lên. Nứt vụn thành từng khúc, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Cơ hồ đồng thời hai người vừa ý thức được mình chỉ đánh chúng tàn ảnh, Lục Lâm Thiên đã đi tới sau lưng họ, song trưởng. Chấn động, hai kim long hư ảnh bạo lướt bay ra. Ngao ngao. Hai hư ảnh kim long rít gào dựng lên, phá hủy không gian xung quanh, nháy mắt va chạm vào hai người. Phá. Hai người kinh hãi. Lập tức xoay người, Mộc Long Thiên cùng diệt hồn cô trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng cuồng bạo nghênh đón. Công kích va chạm, năng lượng ăn mòn lẫn nhau, không gian hư vô lan tràn khe không gian thật nhỏ, mọi người đều cảm nhận được công kích khủng bố. Phanh phanh, năng lượng lập tức nổ tung, hư ảnh kim long cùng năng lượng linh khí khuếch tán, hóa thành kình khí ngập trời lan tràn bốn phía. Ông, đó là thần khí phi hành. Tử Lôi Huyền Đỉnh còn có vũ rực kia, hắn có hai kiện thần khí. Thân hình Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm bị đẩy lui, nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ rực, trong mắt tràn ngập rung động. Âm thanh Lục Lâm Thiên vang vọng trời cao chẳng khác gì tiếng sấm sét. Hiện tại tới lượt ta. Vừa dứt lời, thân hình Lục Lâm Thiên bước tới, tâm thần khẽ động. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Khẽ quát một tiếng, Lục Lâm Thiên thúc dục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân hình lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung. Suy, lớp vải thanh sắc quỷ dị bao trùm, điện mang quanh quẩn khắp toàn thân của hắn. Chỉ nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên đã hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, thân hình biến thành đầu cự hổ màu xanh vân trắng thật lớn. Huyễn ảnh thanh vũ rực cũng hóa thành 200 thước lớn, tiếng sấm nổ mạnh không ngừng, khe không gian như ẩn như hiện, nhìn qua chẳng khác gì đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ khí gì vậy? Mọi người cực kỳ kinh ngạc, thủ đoạn quỷ dị của Lục Lâm Thiên thật sự là quá nhiều. Hống! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, âm thanh mang theo uy áp khiến không ít người tu vi hơi thấp đều dùng mình. Lục Lâm Thiên vỗ cánh, thân hình xuyên qua không gian đi tới trước người Độc Cô Trường Phàm. Đi! Độc Cô Trường Phàm phục hồi lại tinh thần, từ diệt hồn cô bắn ra một đạo linh hồn quang mang đánh thẳng vào ấn đường Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không hề tránh né. Đồng thời vung hữu chảo tới trước. Suy, linh hồn công kích trực tiếp xuyên vào ấn đường, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, hổ chảo lan tràn điện mang đột nhiên gấp khúc, chảo ấn lưu lại một ít tàn ảnh giống như tùy thời sẽ xé rách không gian.
Tê Thiên Liệt Địa chảo. Hàn mang bắn ra, hữu chảo ầm ầm xé tới. Hưu. Năng lượng hỏa hệ tràn ngập, không gian bị biến thành một mảnh đỏ đậm. Chảo ấn nổ bắn bay ra, trong tích tắc đã đặt lên người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ tới Lục Lâm Thiên không sợ linh hồn công kích, vì thế không kịp né tránh bị chảo ấn vỡ áp xuống. Phanh. Không gian bức xé, một thân ảnh văng ngược ra ngoài. Hưu. Cùng một thời gian, Mộc Long Tiên xuyên thủng không gian xung quanh phá nát, hung hăng quất về hướng Lục Lâm Thiên, sắp đánh trúng lưng hắn. Hống. Thân hình Lục Lâm Thiên lập tức đứng thẳng, không hề tránh né, huyễn ảnh thanh vũ rực bao phủ trên người, đem thân hình gắt gao bao vây. Ca ca. Tiếng va chạm vang giòn, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, hai tầng phòng ngự giúp cho hắn không chút tổn thương, nhưng thân hình lại bị nện xuống. Ông. Huyễn ảnh thanh vũ rực chấn khai, thân hình đáp xuống, trong tích tắc vũ rực mở rộng, một cỗ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, hữu chảo lại vung xuống. Thời không loạn. Tê Thiên Liệt Địa chảo. Ca. Không gian run rẩy, kinh khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp xé rách không gian lộ ra năm khe không gian tối đen. Ca. Bị cự lực chút xuống, Bắc Cung Ngọc bị đánh rơi xuống đất, cơ hồ cùng một lúc với Độc Cô Trường Phàm. Phanh phanh. Thân thể hai người nện xuống đất tạo ra hố sâu thật lớn, đá vụn kích tán, đất rung núi chuyển. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai người kia lại bị trúng đòn nghiêm trọng như vậy, quả thật giống như một mặt trà đạp, mỗi lần giao thủ đều bị Lục Lâm Thiên trực tiếp nện xuống đất. Phốc. Không biết là lần thứ mấy bò lên khỏi mặt đất, hai người phun máu tươi, liên tục bị thương làm hai người biến thành trọng thương, sắc mặt kinh hãi. Hai người nhìn lên không. Lúc này mới ý thức được không phải Lục Lâm Thiên cuồng ngạo, mà thực lực của họ không thể đối kháng Lục Lâm Thiên. Vận dụng toàn lực đi. Bắc Cung Ngọc lau máu tươi, nhìn Độc Cô Trường Phàm nói, Lục Lâm Thiên thật quá mức cường hãn, lúc này chỉ có thể vận dụng toàn lực. Ân. Sắc mặt Độc Cô Trường Phàm ngưng trọng, khẽ gật đầu, thân ảnh bay lên không, linh lực truyền vào diệt hồn cô, nhất thời một đạo quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ tràn ngập. Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến, khôi phục lại khải giáp, cảm giác được năng lượng bàng bạc truyền tới cũng khiến cho hắn có cảm giác áp chế. Linh hổ diệt hồn. Độc Cô Trường Phàm lớn tiếng quát, trong nháy mắt cả không gian đều run lên, thiên địa năng lượng hội tụ xung quanh, nửa bầu trời biến thành phong vân biến sắc, uy áp thật lớn theo sau lan tràn. Ngưng tụ. Theo đạo thủ ấn cuối cùng rơi xuống, diệt hồn cô bay lên giữa không trung, nháy mắt hóa thành quang đoàn khổng lồ hơn ngàn thước. Chỉ nháy mắt không gian nhất thời run rẩy, giống như sóng thần gào thét, quang đoàn ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự hổ khổng lồ gần ngàn thước. Hống. Cự hổ như vật còn sống, năng lượng ngập trời, uy áp kinh người làm tất cả cường giả đều cảm giác tim đập thật nhanh. Mộc Long phá thế. Bắc Cung Ngọc quát một tiếng, Mộc Long tiên biến hóa lớn hơn ngàn thước. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, Mộc Long tiên hóa thành đầu cự long màu xanh biếc. Nhưng dáng vẻ chỉ giống như tạp long mà thôi, long uy lan tràn vô cùng sinh động. Lục Lâm Thiên, nhìn xem ngươi làm sao tiếp tục hung hăng càn quấy. Độc Cô Trường Phàm quát lớn, thủ ấn đẩy ra, cự hổ bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, mà sắc mặt hắn cũng trắng bệch, một kích toàn lực làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Đi! Bắc Cung Ngọc đẩy ra thủ ấn, Lục Long cũng ầm ầm oanh kích tới. Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh rơi xuống, thời không lao ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, lần này hắn toàn lực thi triển, cả không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ trống rỗng hội tụ, không gian như đọng lại, bao phủ khắp phạm vi mấy ngàn thước, kể cả hư ảnh bạch hổ cùng Lục Long. Lại là một chiêu này, vô dụng thôi. Hai người như sớm có chuẩn bị, toàn lực đánh vào bên trong bạch hổ cùng Lục Long. Hống. Ngao. Bạch hổ Lục Long rít gào, uy lực tựa hồ gia tăng, nhất thời muốn tránh thoát thời không lao ngục. Ca ca. Thời không lao ngục răng rắc rung động như sắp bị phá nát. Độc Cô Trường Phàm lộ nụ cười lạnh, quát. Lục Lâm Thiên, lần này nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản, ở trước mặt sáu đại hoàng tộc, ngươi cho rằng mình có lực đối kháng sao? Chỉ biết dựa vào tổ tiên bảo hộ, một đám ếch ngồi đáy giếng, luôn tự cho mình siêu phàm. Các ngươi có được thiên phú bẩm sinh của tổ tiên, mà ta từng bước một đi tới, nhiều lần trải qua tôi luyện gian nguy,
đám người nhị thế tổ như các ngươi làm sao so sánh được, không phải chỉ dựa vào tổ tiên bảo hộ sao, tổ tiên các ngươi lĩnh ngộ ra thuộc tính, còn các ngươi lại biết cái gì, hôm nay thuộc tính thứ 6 xuất thế, ta sẽ cho các ngươi. Biết ở trước mặt của ta, các ngươi chỉ là phế vật. Âm thanh lục lâm thiên cuồn cuộn quanh quẩn trên bầu trời, giống như sấm sét từng trận, làm người ta cảm giác như nổ vang bên tai. Bên trong thời không lao ngục, lục lâm thiên kết xuất thủ ấn, nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Vừa dứt lời, quanh thân lục lâm thiên hiện lên kim mang, như mặt trời phóng lên cao, kim mang chói mắt nương theo sau khí tức cực độ quỷ dị khuếch tán, chậm rãi lan tràn khắp cả thiên không. Kim mang chiếu xuống mặt đất, chân khí vô cùng vô tận xa lạ lan tràn, khí tức sắc bén tiêu sát. Oanh long long, tiếng sấm sét vang vọng, chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không, cả không gian run rẩy xen lẫn tiếng sấm vang rền. Cả không gian đột nhiên hôn ám, phảng phất như thiên địa lâm vào trong bóng tối, năng lượng vô hình dao động, mặt đất chấp lên. Bên trong đan điền lục lâm thiên vũ đan liên tục xoay tròn, trong đan điền khí hải năng lượng bàng bạc không ngừng tràn ra ngoài. Chỉ thấy năm loại năng lượng thuộc tính vây quanh lục lâm thiên, tản ra quang mang chói mắt. Mà năm loại năng lượng thuộc tính lại vây quanh bên dưới kim mang càng thêm chói mắt. Một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt, mọi người đều cảm giác được năng lượng kim mang kéo tới, xung quanh đất rung núi chuyển, sông suối dựng đứng bốc cao lên trời. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, từng luồng kim quang không ngừng thẩm thấu, dũng mãnh lao về hướng lục lâm thiên, kim mang gào thét không ngừng hội tụ. Lục lâm thiên lăng không đứng thẳng, kim quang rạng rỡ, cực kỳ đồ sộ, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác được năng lượng khủng bố sắc bén kia, các cường giả ngây người, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang trên người lục lâm thiên. Thuộc tính mới a, thật sự là thuộc tính mới. Lục lâm thiên lĩnh ngộ được thuộc tính mới. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới, ngoài mộc thủy hỏa thổ phong còn có thuộc tính thứ 6. Trời à! Trong giây lát trên quảng trường, ngoại trừ Kim Huyền, Nam Thúc, cùng nhóm người lục tâm đồng, ai cũng run rẩy chấn kinh lẫn kích động, há hốc miệng không ngừng dùng mình. Thậm chí người của 6 đại hoàng tộc đều không cách nào bảo trì chấn định. Đây là thuộc tính mới, với họ mà nói tự nhiên hiểu được đại biểu cho điều gì. Thuộc tính thứ 6, tiểu tử này lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng. Vân Tiếu Thiên thật chưa từng nghĩ tới tiểu tử năm xưa đã đạt được thành tựu hôm nay, thiên phú của hắn thật sự là khủng khiếp. Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Độc Cô Cảnh Văn run lên, khuôn mặt ngẩn ngơ. Đây là sự thật, Lâm Thiên làm được. Bắc Cung Vô Song kích động nói. Bên trong không gian, lúc này xuất hiện vài chân khí thật khó hiểu, lúc này cực kỳ run rẩy rình tới, không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Năng lượng bàng bạc tưới vào thân thể lục Lâm Thiên. Kim quang chói sáng giống như thần tích hàng lâm. Nhưng vào lúc này, trong mắt lục lâm thiên đột nhiên bắn ra kim quang, chấn khai mây đen dày đặc trên bầu trời, âm thanh tiếng quát vang xa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim. Tiếng quát hạ xuống, linh hồn mọi người run rẩy, chỉ thấy kim mang phóng lên cao, mang theo lôi điện nhanh chóng lan tràn. Ngay tiếp theo kim mang như lưu tinh chảy xuống, đột nhiên truyền vào bên trong không gian quỷ dị trước người lục lâm thiên. Chỉ thoáng chốc liền xuất hiện một màn làm lòng người tâm kinh đảm chiến. Không gian rung chuyển, hoàn toàn chao đảo. Năng lượng thổ hệ biến mất, mà một cỗ uy lực vô hình đã bắt đầu tăng lên, càng lúc càng khủng bố. Cỗ năng lượng tràn ngập khí tức sắc bén sát phạt, chân khí vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa. Mà theo năng lượng kim hệ tưới xuống, nháy mắt uy lực tăng lên gấp 14 lần, cả không gian rung động lung lay như sắp đổ, như muốn nứt vụn. Uy lực đang tăng lên lại giống như gặp phải cổ bình, dần dần chậm lại. Đột nhiên không gian bên ngoài tràn ngập kim mang lại vỡ vụn. Đồng thời uy lực 14 lần của thời không lao ngục tiếp tục kéo lên, lướt qua cổ bình, nháy mắt tăng lên gấp 16 lần. Nhưng ngay thời điểm đó, trong thiên địa lại tràn ngập mây đen nhanh chóng hội tụ. Oanh long long, cuồng phong gào thét, sấm sét vang vọng. Lại là thiên địa dị tượng. Nam Thúc lặng người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đại biến, tinh quang bắn ra, rốt cục trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, cả người kích động. Vũ khí thiên cấp, đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Nam Thúc kinh ngạc nhìn lên không trung,
không cách nào giữ được bình tĩnh, thân hình kích động run rẩy. Đây hình như là vũ kỹ do Lục Lâm Thiên tự nghĩ ra đi, năm xưa lão chủ nhân cũng là như thế, vũ kỹ thiên cấp xuất thế, sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Thần sắc Kim Huyền cũng khiếp sợ, có ai có được bổn sự này, ngoại trừ lão chủ nhân cũng chỉ có Lục Lâm Thiên, đây là người thứ hai hắn nhìn thấy. Cho dù có người sáng lập được vũ kỹ thiên cấp cũng phải đạt tới đế giả mới làm được, mà không phải đế giả nào cũng có khả năng này. Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế. Lục Lâm Thiên tự nghĩ ra vũ kỹ, lúc này thăng chức thiên cấp. Lúc này mọi người đã bị đả kích tới ngây dại thẫn thờ. Thế nhưng đối diện với sự thật, người của sáu đại hoàng tộc không thể không tin tưởng cùng thừa nhận, Lục Lâm Thiên đã làm được, cũng triệt để trà đạp lòng cuồng ngạo của bọn họ, đánh vỡ tự tôn của họ, họ thân là hoàng tộc nhưng nếu so sánh với Lục Lâm Thiên, lúc này đã tự thấy xấu hổ. Thiên phú của Lục Lâm Thiên thật sự như lông phượng sừng lân a. Người mà đại tiểu thư xem trọng, quả nhiên là không tầm thường, như vậy trong tộc sẽ không còn ai phản đối được nữa rồi. Bắc Cung Nhất run rẩy, ánh mắt kích động. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua nữ nhi, trong mắt cũng rung động, ánh mắt nữ nhi của hắn thật sự phi phàm, lần này cũng không nhìn lầm người. Độc Cô Cảnh Văn cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, trong mắt khẽ động, như muốn nói với cha nàng, người mà nàng vừa ý thật sự không kém, bởi vì hắn đã chứng minh thực lực của hắn. Lục Lâm Thiên dung hợp thuộc tính thứ 5, uy lực tăng lên gấp 16 lần khủng bố, tuy trình độ khủng bố tới cực hạn, nhưng uy lực chồng lên đương nhiên tiêu hao cũng chồng lên. Công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc hoàn toàn không thể nhúc nhích, thân hình bị đọng lại, một cỗ khí tức tiêu sát sắc bén khiến Lục Long cùng Bạch Hổ đều run rẩy. Phá! Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, chỉ thấy bên trong thời không lao ngục kim hệ đột nhiên có một cánh tay kim quang phá không bay ra. Bàn tay khổng lồ như Phật thủ ấn, lớn tới mấy ngàn thước, không gian nứt vụn, phong vân khuấy động, lập tức vỗ lên Lục Long cùng Bạch Hổ. Ca ca! Chảo ấn đánh xuống, hư không tối đen ẩn hiện, lực phá không vỡ áp, trực tiếp đem hư ảnh Bạch Hổ Lục Long phá. Toái vỡ áp trên thần hoàng thai, ngay sau đó chụp vỡ. Không gian cũng không có bao nhiêu động tĩnh, hư ảnh Lục Long Bạch Hổ phá nát, hóa thành Mộc Long Tiên cùng Diệt Hồn Cô rơi xuống đất. Năng lượng ngập trời giống như quang hồ bao phủ khắp phạm vi hơn vạn thước. Phanh phanh, quảng trường như sơn băng địa liệt, cả thần hoàng thai cũng bị đánh thành cho bụi, năng lượng kinh khí cuồng bạo sôi trào kịch liệt, cả không gian đều biến thành bóp méo. Hô hô, lực cuồng bạo thổi quét, người vây xem đều thối lui, uy lực khủng bố làm người run như cầy sấy. Phốc, Bắc Cung Ngọc cùng Độc Cô Trường Phàm đồng thời phun máu tươi, chân khí lập tức uể oải. Suy, thời không lao ngục kim hệ nháy mắt biến mất theo chảo ấn khổng lồ, giữa không trung lại khôi phục ánh sáng. Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Trường Phàm, lần này các ngươi còn lấy gì đối kháng với ta? Lục Lâm Thiên nháy mắt đi tới trước mặt hai người, trên hai tay tràn ngập chân khí bức người, kim mang chói mắt, mang theo vẻ sắc bén cùng sát khí. Phanh phanh, hai quyền hung hăng đánh lên thân thể hai người, kim mang xuyên thấu bá đạo, khải giáp của họ lập tức nứt nẻ lan tràn. Tiếp tục, thêm hai quyền đánh ra, tàn ảnh kim mang hung hăng giáng lên LNG ngực cả hai người. Phốc, liên tục nhận lấy hai quyền, cả hai lại phun máu tươi, khải giáp tiếp tục nứt vỡ. Phá cho ta, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, hai đấm lại đánh thẳng vào ngực cả hai lần nữa. Phốc, hai người lại phun máu tươi, thân hình bắn ngược hung hăng oanh kích vào đống đổ nát của thần hoàng thai bên dưới. Oanh long long, đất rung núi chuyển. Đá vụn kích tán, tiếng sấm vang vọng trời cao. Lục Lâm Thiên vẫy động vũ dực, thân hình cũng lao vào trong đống đá vụn. Ông ông, tiếng sấm nổ mạnh, vũ dực vẫy động bay lên, trong nháy mắt thân hình Lục Lâm Thiên lại bay ra. Suy, Lục Lâm Thiên rơi xuống đất, đem cho bụi thổi tung khuếch tán, kim mang tán phát bốn phía, chân khí khiến người run rẩy. Mà lúc này hai tay của Lục Lâm Thiên đang nắm lấy cổ họng của Độc Cô Trường Phàm cùng Bắc Cung Ngọc. Chỉ cần hắn dùng sức chỉ sợ sẽ bẻ gãy cổ của họ. Mà lúc này khải giáp trên người cả hai đều phá nát, Lục Lâm Thiên dựa vào kim hệ sắc bén đã đánh khải giáp hai người thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lại nhìn sắc mặt trắng bệch đầm đìa máu tươi của cả hai, lạnh lùng nói. Hiện tại ta chỉ cần dùng chút sức các ngươi lập tức vong mạng, ở trước mặt ta, các ngươi còn có tư cách gì hung hăng càn quấy,
tổ tiên cấp thiên phú cùng ưu thế cho các ngươi, ở trước mặt ta đã không còn sót lại chút gì. Lục Lâm Thiên, đừng! Bắc Cung Nhất hét lớn một tiếng, thân ảnh nhảy ra. Đại hộ pháp, ngươi có chuyện nói sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có ác cảm gì với vị đại hộ pháp này, cho nên thái độ vẫn đỡ hơn một chút. Lục Lâm Thiên, nể tình thần nữ cùng lão hủ, người đã thắng lợi, thả Bắc Cung Ngọc đi. Ánh mắt Bắc Cung Nhất run lên, chỉ sợ mặt mũi của mình không đủ, đành phải kéo theo đại tiểu thư, khuôn mặt già nua lộ nụ cười khổ, kết quả hôm nay thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Lục Lâm Thiên nhìn lướt qua Bắc Cung Nhất, khóe môi khẽ cười, đột nhiên vung tay, thân hình hai người nặng nề rơi xuống đất cách vài chục thước. Phanh phanh, hai người lại phun ra máu tươi. Hai người nhìn Lục Lâm Thiên, không cách nào thừa nhận sự thật đã xảy ra, họ đã bại, bại cực thảm. Quảng trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh áp lực, có chút đáng sợ. Lúc này Lục Đại Nhân Hoàng tộc đã biết, làm Lục Đại Hoàng tộc bọn họ không còn có tư cách tự phụ trước mặt Lục Lâm Thiên nữa. Lục Lâm Thiên đã thoát ra khỏi phạm trù Lục Đại Hoàng tộc, vì hắn kiểm soát thuộc tính thứ 6, có lẽ không lâu sau hắn sẽ đặt chân vào đệ thất hoàng tộc. Cường giả thần hoàng đoà biểu tình vô cùng ủ rũ, không ai ngờ sẽ là kết quả này. Mặt Độc Cô Trường Linh càng trắng hơn, cùng Độc Cô Trường không mắt thẫn thờ. Nam Thúc nhìn đằng trước, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt không thay đổi. Nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng mắt Nam Thúc rưng rưng, tuy người này không phải đệ tử của gã nhưng ở trong lòng đã xem Lục Lâm Thiên như đệ tử của mình, từng bước nhìn hắn trưởng thành, từng bước nhìn hắn lớn mạnh. Cho đến ngày hôm nay, Nam Thúc vui mừng, cảm thán. Rồi chẳng hiểu sao mắt lóe tia lạc lõng. Trong đám người, Độc Cô Luật nước mắt lưng tròng nói. Nghĩa phụ có thể yên nghỉ rồi, từ nay về sau Lục gia sẽ đạt đến độ cao mà người không tưởng được. Độc Cô Luật có chút tình cảm riêng với Lục gia. Lục Lâm Thiên thu về áo giáp thanh linh, khoanh tay đứng. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Trường Phàm, lạnh nhạt nói. Độc Cô Trường Phàm, người thua, hãy cùng ca của ngươi tự phế tu vi đi. Lời nói lạnh băng rơi vào tai đám người Độc Cô gia tộc đặc biệt chói tai. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả cặp mắt cùng nhìn cằm chằm vào Độc Cô Trường Phàm, không biết gã có tự phế tu vi không. Độc Cô Trường Phàm run rẩy vùng vẫy đứng dậy nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, khóe môi chảy máu, mắt thẫn thờ. Độc Cô Trường Phàm thì thào. Ta thua, yên tâm, ta sẽ không quỵt, ta sẽ tự phế tu vi. Độc Cô Trường Phàm dứt lời liền kết thủ ấn. Ánh sáng nhạt quanh quẩn trên ngón tay. Lục Lâm Thiên mắt lạnh nhìn, Độc Cô Trường Phàm có nhân phẩm tốt hơn Độc Cô Trường Linh nhiều, ít ra dám làm dám chịu. Một tiếng quát vang lên. Khoan đã. Một bóng người nhảy ra từ đám người Độc Cô gia tộc. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên, hắn sớm biết người Độc Cô gia tộc sẽ không trơ mắt nhìn tộc nhân Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi. Tiếng quát dứt, ánh sáng trên tay Độc Cô Trường Phàm vụt tắt. Gã ngước mắt lên nhìn. Người đó đã đáp xuống trước mặt Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm ủ rũ nhìn người đến. Đại trưởng lão. Đây là đại trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phàm Vân. Độc Cô Trường Phàm khẽ nói. Đại trưởng lão, tu vi của Trường Phàm không tinh, làm Độc Cô gia tộc mất mặt. Đại trưởng lão nhìn Độc Cô Trường Phàm. Không liên quan đến ngươi, là do Lục Lâm Thiên quá mạnh. Thiên phú của Độc Cô Trường Phàm đã là một trong những người đỉnh cao nhất trong tộc suốt mấy năm qua, tất cả chỉ tại Lục Lâm Thiên, hắn quá mạnh. Đại trưởng lão nói xong ngước mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn sao, hãy nói ra điều kiện của ngươi đi. Chỉ cần làm được thì Độc Cô gia tộc ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ điều kiện của Độc Cô gia tộc hấp dẫn người lắm sao? Ta chỉ muốn nhận tiền cược của ta là được. Những điều kiện khác thì ta không cần biết. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên lạnh lùng nhìn Độc Cô Phàm Vân. Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ thì tùy tiện đi, các đại gia tộc có mặt ở đây, không biết các ngươi có làm mất danh tiếng của tổ tiên Độc Cô gia tộc mình không? Ha 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 ha. Tiếng cười to cuồng ngạo phóng túng của Lục Lâm Thiên làm toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc cơ mặt co giật. Không ngờ Lục Lâm Thiên này cứng đầu cứng cổ, bảo để Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tự. Phế tu vi thì đánh chết bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng bảo Độc Cô gia tộc quỵt nợ, ngay trước mặt các đại gia tộc thì bọn họ cũng không làm được. Vì nếu làm như vậy, danh tiếng tổ tiên Độc Cô gia tộc mất hết.
Lục Lâm Thiên nói như thế rõ ràng là khắp nơi áp chế bọn họ. Cơ mặt đại trưởng lão co giật, ánh mắt âm trầm. Lục Lâm Thiên, người một vừa hai phải. Đây là Độc Cô gia tộc, núi không chuyển thì nước chuyển. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Lão già, muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra, bà nội nó đừng dở giọng uy hiếp. Nếu sợ Độc Cô gia tộc ngươi thì hôm nay ta đã không đến. Tính tình của ta cứng như lửa vậy đấy, không ăn cứng. Rõ ràng Độc Cô Phàm Vân đang uy hiếp hắn, Lục Lâm Thiên hận nhất là bị uy hiếp, thế là hắn nói thẳng không chút khách sáo. Độc Cô Phàm Vân nổi giận. Khốn kiếp! Lục Lâm Thiên dám không thèm để Độc Cô Phàm Vân vào mắt, há mồm ngậm miệng kêu lão già chọc giận lão, và cũng tìm được cơ hội ra tay. Vừa hét xong đại trưởng lão định tấn công. Một thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng vang vọng trong quảng trường. Ỷ lớn hiếp nhỏ, có còn cần chút danh tiếng của Độc Cô gia tộc không? Là ta mang hắn đến, ngươi dám đỡ upsilon.ng vào thử xem. Thế thì đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Người phát ra thanh âm chính là Nam Thúc, thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Nam Thúc dứt lời, thân hình không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhưng phát ra khí thế vô hình khiến người không dám khinh thường. Nghe Nam Thúc nói, Độc Cô Phàm Vân vốn muốn công kích nhưng cố kiềm nén lại. Độc Cô Phàm Vân nhìn Nam Thúc, nói. Độc Cô Ngạo Nam, đừng quên ngươi cũng là một thành viên của Độc Cô gia tộc. Nam Thúc lạnh nhạt nói. Ngày xưa mẫu thân của ta cũng là một phần của Độc Cô gia tộc. Trong giọng nói chất chứa lạnh lẽo. Nghe Nam Thúc đáp lại, cơ mặt Độc Cô Phàm Vân co giật muốn nói gì rồi lại không thốt nên lời. Độc Cô Ngạo Vũ hơi biến sắc mặt. Lắc người chớp mắt đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên, quét mắt nhìn mọi người. Đại trưởng lão, người Độc Cô gia tộc ta nói chuyện đương nhiên phải giữ lời. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói làm đại trưởng lão biến sắc mặt. Tộc trưởng, nhưng mà... Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tuyệt đối không thể tự phế tu vi. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay ngắt lời đại trưởng lão. Đại trưởng lão đừng nói nhiều nữa. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, cười khổ nói. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi bất phàm, hai bát trọng tôn cấp cũng không làm gì ngươi được, thiên phú và thực lực đều cao đẳng. Độc Cô gia tộc ta đã nói ra tất nhiên giữ lời, nhưng ta muốn biết là nếu Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi có lợi gì cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, con ngươi co rút. Đôi mắt sâu thẳm kia bao la như đại dương, Lục Lâm Thiên nhìn vào đó đánh động cả linh hồn. Lục Lâm Thiên không tiện không kiêu, thản nhiên đối diện. Vạn kim khó mua lòng vui vẻ, trong lòng ta thích. Đây là bọn họ muốn đánh cuộc, không liên quan gì ta. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Độc Cô Ngạo Vũ mắt lóe tia sáng. Chúng ta làm một giao dịch đi, nếu ngươi thấy được thì bàn tiếp. Lục Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Mời Độc Cô tộc trưởng nói. Khỏi đoán cũng biết Độc Cô Ngạo Vũ muốn bảo vệ Độc Cô Trường Phàm, Độc Cô Trường Linh. Độc Cô gia tộc ta có một mật địa tổ tiên để lại. Tu luyện trong mật địa giúp cho linh hồn được nhiều ích lợi, dù là tử đệ dòng chính Độc Cô tế tổ, người dưới thần hoàng khí địa giai cũng không có tư cách đi vào, người ngoài càng không có khả năng vào trong. Nếu ngươi rút lại đánh cuộc thì có thể vào mật địa tu luyện một năm, thấy sao? Độc Cô Ngạo Vũ nói xong mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Mắt Lục Lâm Thiên hấp hái. Quả nhiên là vậy. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, mình đoán đúng, Độc Cô Ngạo Vũ không nỡ để Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi. Lục Lâm Thiên đang suy tư, Độc Cô Cảnh Vân truyền âm vào tai hắn. Lâm Thiên, mau đồng ý đi. Trong mật địa có hiệu quả kinh người cho linh hồn, xem như thánh địa của Độc Cô gia tộc. Hơn nữa ngươi không thể không nể mặt phụ thân của muội. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Độc Cô tộc trưởng, ta thắng hai phần tiền cược, thêm một cổ linh dược đỉnh. Ta thật sự không để bụng thời gian đi vào một năm. Độc Cô Cảnh Văn ở phía xa thấy há không định nể mặt phụ thân mình thì đứng ngồi không yên. Lâm Thiên này thật là... Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, lặng im một lúc, mắt lóe tia sáng nhìn Lục Tâm Đồng, dương quá ở phía xa. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Vậy đi, ta có thể cho ba huynh muội các ngươi cùng nhau đi vào trong tu luyện một năm. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy nhìn Lục Tâm Đồng, dương quá. Ba người cùng vào mật địa Độc Cô gia tộc tu luyện. Có ích lợi lớn cho linh hồn, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt, ta nể mặt Độc Cô tộc trưởng, thành giao. Lục Lâm Thiên vốn không định bắt buộc Độc Cô Trường Phàm,
Độc Cô Trường Linh tự phế tu vi. Nếu Lục Lâm Thiên làm như vậy thì thật sự kết thù sâu với Độc Cô gia tộc, Nam Thúc, Cảnh Văn, Hồng Lăng kẹp ở giữa rất khó xử. Lục Lâm Thiên chỉ muốn dạy cho Độc Cô gia tộc bài học để bọn họ nhớ kỹ, trong lòng hắn có thước đo chừng mực. Tộc trưởng, trong mật địa. Đại trưởng lão chưa nói hết câu đã im miệng, biết đây là vì bất đắc dĩ. Thấy Lục Lâm Thiên đồng ý, tất cả Độc Cô gia tộc nhân thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Trường Linh ở phía xa mắt lóe tia sáng. Lục Lâm Thiên quét mắt bốn phía, mắt hấp hái. Lục Lâm Thiên phớt lờ người khác, quét mắt qua Nam Thúc, ánh sáng vàng trong tay quét qua hút đống đá vụn sau lưng. Hai luồng sáng cưỡng ép hiện ra từ đống đá vụn. Hai luồng sáng rơi vào tay Lục Lâm Thiên, là Diệt Hồn Cô, Mộc Long Thiên của Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trường Phàm. Lục Lâm Thiên cầm Diệt Hồn Cô, Mộc Long Thiên, thủ ấn biến đổi, một hộp gấm hiện ra trong tay. Nắp hộp mở, bên trong đựng một viên chuẩn đế phẩm đan dược đế linh tấn thần đan lúc trước Lục Lâm Thiên luyện chế ra. Lục Lâm Thiên cầm ba món đồ, ánh mắt nghiêm túc, đột nhiên chân dẫm đất vọt lên cao. Trước bao cặp mắt trong quảng trường nhìn, Lục Lâm Thiên quỳ hai gối nặng nề giáng xuống trước mặt Nam Thúc. Hai đầu gối Lục Lâm Thiên quỳ xuống, mặt đất rung rinh thủng một cái hố cạn. Nam Thúc ngạc nhiên, biến sắc mặt hỏi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì thế? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, thuộc tính kim khuếch tán quanh thân, ánh sáng vàng rực rỡ. Hai tay Lục Lâm Thiên cung kính nâng Mộc Long Tiên, Diệt Hồn Cô, và cả đế linh tấn thần đan lên. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử tự biết ngu dốt, không vào được Nam Thúc để vào mắt. Nhiều năm qua tiểu tử toàn nhờ Nam Thúc chỉ đạo dạy bảo, khắc khổ tu luyện mới có ngày hôm nay miễn cưỡng được tương lai. Hôm nay ngay trước mặt các đại gia tộc, tiểu tử với thuộc tính kim, đế linh tấn thần đan. Và cả chiến tích Mộc Long Tiên, Diệt Hồn Cô cầu Nam Thúc. Thu tiểu tử làm đồ đệ, mong Nam Thúc thành toàn. Dứt lời tay Lục Lâm Thiên nâng Mộc Long Tiên, Diệt Hồn Cô, đế linh tấn thần đan, chán đập mạnh xuống đất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phút chốc mọi cặp mắt nhìn Nam Thúc, Lục Lâm Thiên. Nhiều cường giả mắt hấp hái, thì ra Lục Lâm Thiên được Độc Cô Ngạo Nam giáo dục ra. Nghe đồn Độc Cô Ngạo Nam đã đột phá thành đế. Dạy dỗ ra Lục Lâm Thiên cũng đến trình độ cao vậy. Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc mắt hấp hái. Đại thiếu gia ngày xưa không có thần hoàng khí chẳng ngờ phiêu bạt 300 năm bên ngoài thế nhưng có thể đột phá thành đế, dạy dỗ ra Lục Lâm Thiên mạnh hơn bất cứ người nào trong Độc Cô gia tộc, chỗ nào cũng đè trên Độc Cô gia tộc. Nam Thúc nhìn thanh niên quỳ trước mặt mình, người run rẩy. Thanh niên này là Nam Thúc xem hắn lớn lên. Nhìn hắn từ một thiếu gia vô dụng trưởng thành đến ngày nay ngạo thị thiên hạ và người cùng thế hệ. Nam Thúc không ngờ ngày này đến mau vậy. Trong lòng Nam Thúc sớm xem tiểu tử trước mắt là đệ tử của mình, nhưng vì có vết xe đổ nên không muốn nhận thêm đệ tử. Bao nhiêu lâu nay Nam Thúc đã hiểu rất rõ tính cách của tiểu tử này, con người tà khí, cuồng ngạo thật nhưng rất tôn sư trọng đạo. Lục Tâm Đồng tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống cạnh Nam Thúc. Nam Thúc hãy nhận ca ca đi. Ca ca luôn muốn được Nam Thúc thu làm môn hạ, xin Nam Thúc thành toàn. Dương Quá tiến lên, cũng quỳ xuống đất. Xin Nam Thúc hãy thu nhị đệ. Xin Nam Thúc hãy thu Lâm Thiên. Xin Nam Thúc hãy thu Lâm Thiên. Xin Đại Bá hãy thu Lâm Thiên. Vân Hồng Lăng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn tiến lên, ba thân hình yểu điệu ngay ngắn quỳ trước mặt Nam Thúc. Trận thế bái sư làm người xung quanh rất ngạc nhiên, trong đó còn có hai nữ thần. Trong đám người, giọng Độc Cô vang vọng, quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Độc Cô Mị cùng phụ thân quỳ một gối xuống đất. Xin thành chủ hãy thành toàn. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Cùng với hai người quỳ một gối xuống đất hét lên thỉnh cầu, tựa như phản ứng dây chuyền, lục tục có mấy vạn người trên quảng trường quỳ một gối xuống đất. Tiếng la tụ tập lại đinh tai nhức óc. Từng đợt sóng âm quanh quẩn trên bầu trời. Tình hình này khiến cường giả lục đại nhân hoàng tộc giật nảy mình, mắt hấp hái. Đặc biệt người Bắc Cung gia tộc, thấy Bắc Cung Vô Song quỳ trước mặt Nam Thúc, môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì. Nam Thúc ngước lên nhìn đám người quỳ dưới đất, con người co rút. Đứng lên hết đi. Nam Thúc nhìn đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song quỳ dưới đất, mắt dâng lên trao sót. Nam Thúc cười bất đắc dĩ nói. Đám nhóc các ngươi thật là, đứng lên hết đi, ta thu tiểu tử này là được. Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng hân hoan đứng dậy.
Đa tạ Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên quỳ trước mặt mình, khẽ nói. Tiểu tử, đứng lên đi, ta nhận. Nam Thúc dứt lời liền cầm lấy Mộc Long Tiên, Diệt Hồn Cô, Đế Linh Tấn Thần Đan từ tay Lục Lâm Thiên, cùng với thuộc tính kim. Lễ bái sư nặng thế này có mấy người nhận được, có lẽ không ai. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên, lòng thầm mừng rỡ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Rốt cuộc Nam Thúc chịu nhận hắn làm đồ đệ. Mắt Lục Lâm Thiên lộ tia mừng rỡ, dập đầu thật mạnh. Thấy Lục Lâm Thiên dập đầu bái sư, Nam Thúc mở miệng nói. Khoan đã, ta không nói nhận ngươi làm đồ đệ. Lục Tâm Đồng nhìn Nam Thúc chằm chằm. Nam Thúc mới rồi đã nói là nhận. Đám người Độc Cô Cảnh Văn cũng khó hiểu nhìn Nam Thúc. Lục Lâm Thiên sửng sốt ngó Nam Thúc. Nam Thúc không thể nói rồi nuốt lời. Nam Thúc nhìn Lục Tâm Đồng và Lục Lâm Thiên, nhẹ giọng nói. Ngày xưa ta đã thề là đời này không nhận đồ đệ. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lục Lâm Thiên chửi thầm sao Nam Thúc có thể tùy tiện thề thốt kiểu này. Nam Thúc nhìn chằm chằm biểu tình ngạc nhiên trên mặt mọi người, ngước mí mắt lên cuối cùng ngừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Nam Thúc nói. Tuy ta không thu đồ đệ nhưng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ý ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên bật thốt. Nghĩa tử. Lúc này bái Nam Thúc làm sư phụ là sau khi Lục Lâm Thiên đến Độc Cô gia tộc thì luôn chôn giấu quyết định trong lòng, muốn nhanh chóng tìm ra cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi Lục Lâm Thiên biết Nam Thúc trước mắt chính là thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia tộc thì trong bụng đã có ý kiến. Lục Lâm Thiên cứ băn khoăn suy nghĩ Nam Thúc là thành chủ Độc Cô gia tộc. Lần này trở về Độc Cô gia tộc phải chăng sẽ không trở lại Phi Linh Môn nữa? Thế thì Phi Linh Môn sẽ mất đi trụ cột lớn. Nhưng Nam Thúc và Phi Linh Môn vốn không có nhiều quan hệ, có vị trí thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia, lỡ như Nam Thúc không chịu về Phi Linh Môn thì Lục Lâm Thiên cũng không tiện níu giữ làm gì. Vì vậy sau khi vào Độc Cô gia tộc, trong lòng Lục Lâm Thiên luôn vắt óc suy nghĩ. Nếu hắn bái sư thì tiện mở miệng hơn, hiện tại trụ cột lớn nhất Phi Linh Môn không thể rời đi được. Nay Nam Thúc muốn nhận Lục Lâm Thiên làm nghĩa tử, trong mắt hắn cho rằng nghĩa tử và đồ đệ đều như nhau, thậm chí quan hệ càng gần gũi hơn một bước. Lục Lâm Thiên chỉ ngây người giây lát rồi tiếp tục dập đầu. Tiểu tử bái kiến nghĩa phụ. Thùng thùng. Lục Lâm Thiên liên tục dập đầu 9 cái rõ to. Mắt Nam Thúc lộ ý cười. Được rồi, đứng lên đi. Nếu nhìn kỹ thì thấy hốc mắt Nam Thúc ướt nước. Nam Thúc nâng Lục Lâm Thiên dậy, nói. Dập đầu nhiều không đại biểu cái gì, có tấm lòng là tốt rồi. Trên quảng trường, mọi người thấy cảnh này cũng rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng cuối cùng Độc Cô Ngạo Nam sẽ thu nhận Lục Lâm Thiên làm nghĩa tử. Lục Tâm Đồng cười tươi như hoa nhìn Nam Thúc. Hi hi, chúc mừng Nam Thúc thu được một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn Lục Tâm Đồng, cười cười không đáp. Nam Thúc nhìn thẳng Độc Cô Ngạo Vũ, nói. Tộc trưởng. Ta thu nghĩa tử có phải cũng xem như một nửa người Độc Cô gia tộc không? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam Thúc, gật đầu nói. Đại ca là người Độc Cô gia tộc, thành chủ thành thần hoàng, nghĩa tử của đại ca tất nhiên xem như một nửa người Độc Cô gia tộc. Nam Thúc liếc đám trưởng lão Độc Cô gia tộc, hỏi. Các ngươi có ý kiến gì không? Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc nhìn nhau, lúc này tất nhiên là không ý kiến ý có gì. Thành chủ thành thần hoàng nhận nghĩa tử. Tính ra thì coi như một nửa người Độc Cô gia tộc. Nam Thúc quét mắt đám trưởng lão. Không có ý kiến thì tốt. Nam Thúc lại nhìn hướng Độc Cô Ngạo Vũ. Tộc trưởng, hiện tại Lâm Thiên là nghĩa tử, cũng là một nửa người Độc Cô gia tộc, linh vũ song tu, lại lĩnh ngộ thuộc tính kim. Nói sao thì đều xứng với đại tiểu thư Độc Cô gia tộc. Hai người trẻ tuổi Lâm Thiên và Cảnh Văn sớm có tình cảm, cho nên ta tại đây với thân phận là nghĩa phụ của Lâm Thiên cầu hôn tộc trưởng. Trưởng thấy sao? Nam Thúc nói năng nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy. Nam Thúc dứt lời, quảng trường rộ lên ồn ào ngạc nhiên bất ngờ. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lòng ấm áp. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết ngay từ đầu Nam Thúc đã lo lắng cho hắn, có lẽ vì muốn kết hợp cho hắn và Cảnh Văn nên mới cố ý nhận hắn làm nghĩa tử. Độc Cô Ngạo Vũ chưa nói gì thì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cả đàn trưởng lão lên tiếng phản đối. Tộc trưởng, tuyệt đối không được. Lục Lâm Thiên này dù gì là người ngoài, tuyệt đối không thể. Nam Thúc mắng vào mặt đám trưởng lão Độc Cô gia tộc. Vớ vẩn,
mới rồi ta hỏi các ngươi có phải Lục Lâm Thiên là một nửa người Độc Cô gia tộc không, các ngươi không ai nói một lời. Nếu vậy thì tại sao Lục Lâm Thiên không thể? Điều này không xúc phạm tộc quy nào hết. Một trưởng lão cứng cổ nói với Nam Thúc. Thành chủ, dù có tính thế nào thì Lục Lâm Thiên chỉ là nửa người Độc Cô gia tộc, không được. Vang tiếng quát to. Ai nói không được? Độc Cô Cảnh Văn Yểu Điệu tiến lên trước một bước, đưa mắt nhìn quanh đám trưởng lão Độc Cô gia tộc. Độc Cô Cảnh Văn nạt. Việc riêng của ta không đến lượt các người xen vào. Nếu các người không đồng ý thì cũng không cần thần hoàng khí của ta. Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Lâm Thiên. Độc Cô Cảnh Văn gian xong tiến tới trước mặt Lục Lâm Thiên, kéo tay hắn ra hiệu, quỳ một gối xuống đất. Nữ nhi thỉnh phụ thân thành toàn. Lục Lâm Thiên thuận theo quỳ một gối. Xin Độc Cô tộc trưởng thành toàn. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi và Lục Lâm Thiên, quét mắt qua hai người. Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Nếu ta không đồng ý thì sao? Độc Cô Cảnh Văn ngửa đầu, mắt đẹp hấp háy, môi hồng hé mở. Phụ thân đã hứa với nữ nhi rồi, chỉ cần Lâm Thiên có thể chứng minh chính mình, hiện tại Lâm Thiên chứng minh bản thân chưa đủ sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy mặt ngoài bình tĩnh, lòng chìm xuống. Không biết trong lòng phụ thân của Cảnh Văn nghĩ gì? Đám trưởng lão biến sắc mặt, nhưng phản ứng không kịch liệt như trước. Tộc trưởng, nhưng, xin tộc trưởng hãy nghĩ kỹ. Xin tộc trưởng hãy nghĩ kỹ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn đám người xung quanh, mắt nhìn Nam Thúc. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Đại ca đã mở miệng thì ta không đồng ý cũng phải ưng. Đám trưởng lão nghe vậy kinh sợ thảng thốt. Tộc trưởng, không thể được. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay ra hiệu đám trưởng lão đừng nói nhiều. Các vị trưởng lão xin đừng nhiều lời nữa. Lục Lâm Thiên xem như một nửa người Độc Cô gia tộc, không tính trái tộc quy. Độc Cô Ngạo Vũ nói xong nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên trước mặt mình. Đứng dậy đi, hiện tại không kịp thời gian, chờ dịp khác hai người lại chọn ngày đính hôn. Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lòng mừng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp tươi như hao nở. Đa tạ phụ thân thành toàn. Có thể khiến phụ thân đồng ý là dự tính tốt nhất, Độc Cô Cảnh Văn không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra. Trái tim căng thẳng của Lục Lâm Thiên cũng nhẹ lòng hơn. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng. Nếu Độc Cô gia tộc không chịu đồng ý thì hơi rắc rối. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lộ ý cười. Lục Lâm Thiên, vẫn còn gọi ta là Độc Cô tộc trưởng sao? Có phải nên đổi xưng hô không? Khuôn mặt Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ cúi đầu nháy mắt ra hiệu với Lục Lâm Thiên, nhỏ giọng nói. Lâm Thiên, nên đổi xưng hô đi. Lục Lâm Thiên phản ứng lại, sửa miệng hành lễ với Độc Cô Ngạo Vũ. Tham kiến nhạc phụ. Độc Cô Ngạo Vũ vừa lòng cười nói. Ha ha ha, đứng lên đi. Đối với thanh niên áo xanh trước mắt này Độc Cô Ngạo Vũ còn gì không vừa lòng. Nam Thúc mắt lóe tia sáng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, cười mỉm chi, lặng lẽ thụt lùi bên cạnh Kim Huyền. Kim Huyền nói với Nam Thúc. Ngươi thu một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn người áo xanh, gã khoanh tay đứng, nhếch môi cười nói. Tiểu tử này. Lục Lâm Thiên trở thành nữ tế của Độc Cô gia tộc chúng ta. Hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Linh Vũ song tu, Vũ giả toàn hệ còn có thuộc tính mới, đủ xứng đôi đại tiểu thư. Trên quảng trường, đám người Độc Cô gia bàn tán xôn xao. Đối với bên ngoài thì cái tên Lục Lâm Thiên sớm gây rung động, lúc này trở thành nữ tế của Độc Cô gia tộc, nghĩa tử của thành chủ thật khiến người hân hoan. Rất nhiều tộc nhân dòng chính Độc Cô gia tộc trên quảng trường lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng đại tiểu thư. Tiếng chúc mừng như sóng trào dâng, đám trưởng lão nghe, rất là bất đắc dĩ. Độc Cô Trường Linh thì biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Lâm Thiên và Độc Cô Cảnh Văn đứng dậy, bốn mắt giao nhau. Mắt Độc Cô Cảnh Văn lóe tia sáng. Mắt Độc Cô Cảnh Văn hấp háy, nàng biết nếu thanh niên áo xanh trước mắt nàng không tự chứng minh bản thân thì gia tộc của nàng làm gì dễ dàng đồng ý, phụ thân đâu chịu đồng ý như thế này. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thanh niên áo xanh làm nàng động tâm, nàng biết trước kia không nhìn lầm người. Thanh niên áo xanh đã vượt qua dự đoán lúc trước của nàng, đến độ cao mới, một độ cao mà toàn gia tộc của nàng phải chú trọng. Lục Lâm Thiên nắm tay ngọc của nữ nhân yêu kiều trước mặt mình, mỉm cười hỏi. Sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Rốt cuộc dành về nữ nhân của mình, nữ nhân xinh đẹp làm thiên địa rung động này về sau sẽ quang minh chính đại ở chung với hắn.
Độc Cô Cảnh Văn không đáp, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười khuynh thành. Lục Tâm Đồng vui vẻ chạy đến bên cạnh hai người. Chúc mừng ca ca và Cảnh Văn tẩu tử. Lục Lâm Thiên buông tay Độc Cô Cảnh Văn ra, tay khều mũi tinh xảo của Lục Tâm Đồng. Nha đầu này. Độc Cô Cảnh Văn lộ biểu tình xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ càng xinh đẹp động lòng người. Bắc Cung Ngọc vùng vẫy đứng dậy từ khi nào, chậm rãi lảo đảo tiến lên trước. Bắc Cung Ngọc nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, ta thua, sau này sẽ đi theo làm tùy tùng. Bắc Cung Ngọc ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Ngọc, tuy gã thua nhưng là một nam nhân dám làm dám chịu. Bắc Cung Ngọc, chiến đấu với ngươi chỉ vì ta muốn chứng minh mình xứng đôi vô song. Ngươi cũng là một nam nhân đích thực, ít ra dám làm dám chịu. Đi theo làm tùy tùng thì bỏ đi, nhưng ta không thể trả lại Mộc Long Tiên cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Ngọc, mắt lóe tia sáng. Nguyên nhân Lục Lâm Thiên đối chiến với Bắc Cung Ngọc chủ yếu vì trấn nhiếp Bắc Cung gia tộc trước mắt bao người Bắc Cung gia tộc chứ hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn lớn cùng gia tộc này. Bắc Cung Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng cảm kích gật đầu nói. Cho ngươi Mộc Long Tiên, Lục Lâm Thiên, đa tạ. Bắc Cung Ngọc nói xong chậm rãi lùi xuống, đã có người Bắc Cung gia tộc tiến lên dìu gã xuống. Dương Quá nhìn tất cả diễn ra, nở nụ cười. Toàn bộ người Bắc Cung gia tộc thở phào một hơi. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn quảng trường hỗn độn, nói. Được rồi, cũng không còn sớm, tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai Phong Cảnh Văn làm thần nữ, tiếp theo bắt đầu thần điện. Bất giác trời đã gần hoàng hôn, tà dương như máu chiếu rọi đài thần hoàng bị san bằng, phản chiếu ra ánh sáng màu vàng. Ngày mai sẽ mở thần điện ra, các đại gia tộc đành đi về trước chuẩn bị. Đại trưởng lão của Thác Bạt gia tộc là Thác Bạt Đỉnh xa xa nhìn đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, ánh mắt hằn học. Chốc lát sau nhóm Lục Lâm Thiên quay về định viên nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Lục Tâm Đồng, Độc Cô Băng Lan, Dương Quá, Tuyết Sư biết điều vội về phòng nghỉ ngơi. Kim Huyền thì chẳng biết đã đi đâu. Vẫn trong khuê phòng của Độc Cô Cảnh Văn. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, hỏi. Cảnh Văn. Đêm đó nàng đi gặp phụ thân của mình có phải đã xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cảnh Văn đáp. Không có gì, là chuyện của chúng ta. Phụ thân nói chỉ cần huynh đánh bại được cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ Độc Cô gia tộc liền đồng ý cho hai ta bên nhau. Nay huynh đã làm được. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, dù sao chuyện đã qua, sau này không cần quá lo lắng. Được rồi, huynh cũng đã mệt, nhanh điều tức đi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên. Đôi mắt mông lung si mê. Sau này Độc Cô gia tộc sẽ không nói gì nữa, chúng ta không cần phải lo lắng. Lục Lâm Thiên hỏi. Ngày mai mở ra thần điện mất bao lâu? Độc Cô Cảnh Văn nhoẻn miệng cười, nàng vốn có nhan sắc tuyệt đẹp, khí chất cao nhã giờ mỉm cười càng đẹp nhất trần gian. Mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên, Độc Cô Cảnh Văn nói. Ta cũng không biết, chắc cần một ít thời gian. Thần điện do tổ tiên 6 đại gia tộc bày ra. Nghe đồn bên trong có bí mật rất lớn, có lẽ là truyền thừa cao nhất của 6 đại gia tộc nên cần chút thời gian. Dù sao huynh cũng sẽ tu luyện trong mật địa Độc Cô gia tộc 1 năm. Lục Lâm Thiên hỏi. Phải rồi, trong mật địa thật sự có nhiều ích lợi cho linh hồn sao? Chuyện thần điện tuy Lục Lâm Thiên tò mò nhưng tự hiểu hắn không vào được. Như trong điện Huyền Vũ trong Huyền Vũ Hoàng tộc, chỉ huyết mạch Huyền Vũ Hoàng tộc mới vào được. Nếu như không có Tiểu Long... Thiên trụ giới thì lúc đó Lục Lâm Thiên đã gặp rắc rối to. Mật địa là tổ tiên Độc Cô gia tộc muội để lại, tu luyện bên trong khiến linh hồn được ích lợi rất lớn. Nghe nói lão tổ đời thứ nhất của Độc Cô gia tộc muội bày ra mật địa này, ảo diệu bên trong thì tuy muội đã tu luyện một thời gian dài trong đó nhưng còn nhiều thứ không lĩnh ngộ được. Huynh luôn may mắn, không chừng sẽ được cơ duyên gì trong đó. Môi son hé mở, răng trắng muốt như bạch ngọc. Độc Cô Cảnh Văn cao quý tựa đóa hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trong thiên địa này, tăng thêm sắc màu vô tận cho thiên địa. À, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, xem ra trong mật địa thật sự hơi bất phàm, mình phải chăm chỉ tu luyện lĩnh ngộ một phen. Cách tăng mạnh linh hồn lực vốn hiếm thấy, cũng rất khó tăng mạnh linh hồn lực. Trong mật địa Độc Cô gia tộc là một cơ hội, người Độc Cô gia tộc có linh hồn lực cực mạnh không chừng liên quan đến mật địa này. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt. Lòng tràn đầy kinh diễm. Bàn về sắc đẹp, khí chất thì vô song, Bạch Linh ngang ngửa Độc Cô Cảnh Văn, nhưng hương vị không giống nhau. Bạch Linh yêu mị chúng sinh, vô song cao quý đạm nhã.
Độc Cô Cảnh Văn thì có cả khuôn mặt đẹp tuyệt trần và khí chất cao nhã. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, vẻ mặt xấu hổ, nở nụ cười ngọt ngào nói. Đừng nhìn nữa, mau điều tức đi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt. Vẫn xem không đủ. Nàng cao quý xuất trần, tựa như tiên nữ giáng trần. Lục Lâm Thiên giang đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực. Độc Cô Cảnh Văn tựa vào LNG ngực rắn chắc, sóng lòng trào dâng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi. Huynh lại muốn làm gì? Lục Lâm Thiên ôm nữ nhân trong lòng, ngửi mùi thơm thân thể xử nữ u nhã đơn thuần, nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục, nhan sắc tuyệt đẹp. Hai tay Lục Lâm Thiên sờ hình dáng yểu điệu, thon thả cân xứng. Độc Cô Cảnh Văn ngước mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt mê ly. Huynh lại dở trò xấu. Lục Lâm Thiên hết chịu nổi, nữ nhân trong ngực da trắng mịn, tóc đẹp dài như suối, đường cong thân thể nhấp nhô, tất cả ký nam nhân nổi thú tính hừng hực. Lục Lâm Thiên không để ý lời Độc Cô Cảnh Văn nói, hai tay chạm vào thân thể nhấp nhô đẹp xinh, dọc theo đường cong quyến rũ. Độc Cô Cảnh Văn nũng nịu nói. Lâm Thiên, hãy mau điều tức đi, đừng mà. Đột nhiên đôi môi mềm nóng cháy rán trên bờ môi son, Độc Cô Cảnh Văn không nói nên lời, không kiềm được đáp lại. Chốc lát sau cả người Độc Cô Cảnh Văn run rẩy, nàng cảm giác một bàn tay ma quỷ luồn vào trong vạt áo xoa nắn trong quần áo thoảng mùi thơm, làm toàn thân nàng tê dại. Bàn tay ma quỷ của Lục Lâm Thiên trượt trên làn da trơn mềm, xúc cảm thân ngọc da tuyết mịn màng, mềm như tơ lụa, bóng loáng như ngọc. Mãi khi tay Lục Lâm Thiên từ vạt áo chạy lên trên, cách á sigma viết thường lót ngực mỏng manh xoa bóp trà sát hai con thỏ ngọc non mềm. Độc Cô Cảnh Văn đã nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng vì Lục Lâm Thiên xoa nắn, cả người bủn rủn. Đôi môi mềm kia luôn dán trên môi anh đào đỏ hồng mọng nước của nàng. Tất cả nước chảy thành sông, hai người bất giác ngã xuống giường. Quần áo Độc Cô Cảnh Văn xốc xếch làm người mơ màng, bên dưới vải áo là ngọc thể phong quang tươi đẹp. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại dán sau lưng. Thân hình thon dài hiện ra vẻ quyến rũ sức sống mà mềm mại, da thịt băng thanh ngọc khiết toát ra ánh sáng trơn bóng. Độc Cô Cảnh Văn bị đè trên giường, nhìn nam nhân trên người mình, mắt đẹp mê ly, gò má hơi hồng. Lâm Thiên, sớm muộn gì ta sẽ là người của huynh, chờ huynh điều tức xong rồi lại muốn được không? Ta sợ huynh mệt. Lục Lâm Thiên không trả lời, lúc này mà mệt gì? Hai tay vuốt ve thân hình đường cong quần áo xốc xếch. Lục Lâm Thiên cởi hết quần áo trên người nữ nhân xinh đẹp này, chỉ sót lại á sigma viết thường lót và tiết khố màu trắng tím mỏng manh miễn cưỡng che cơ thể hồng hồng xinh đẹp. Ngọc thể mềm mại, mái tóc như mây tản ra trên giường. Từ gò bồng đào trắng nõn cao V upsilon T đến CP ập mông tròn, đôi chân thon dài thành đường cong tuyệt đẹp. Da thịt trắng trẻo như ngọc, đôi mắt xấu hổ bất đắc dĩ khép mờ, mắt mông lung làm khuôn mặt xinh đẹp thêm phần quyến rũ. Lục Lâm Thiên nhìn cảnh tượng này thì mắt bốc lửa, dưới thân nóng rực, bàn tay ma quỷ lột xuống vật che hai nơi. Thân thể xử nữ phấn điêu ngọc mài, ngọc ngà nõn nà đập vào mắt Lục Lâm Thiên. Nhấp nhô đường cong, da thịt trơn bóng tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công. Lúc này tác phẩm nghệ thuật được mấy viên minh châu trong phòng phản chiếu ánh sáng ngọc mông lung. Trên gò bồng đào trắng nõn băng cơ ngọc cốt trưởng thành cao V upsilon T non mềm phụ trợ hai điểm đỏ chói mắt. Eo nhỏ một bàn tay ôm hết, mềm mại như tơ, bụng trắng phẳng, đùi ngọc thon dài xinh đẹp. Tất cả cực kỳ hoàn mỹ đến mức Lục Lâm Thiên không nhẫn nại được nữa, chỉ muốn nhanh chóng hái đóa tuyết liên này. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đè lên, phá cửa. Độc Cô Cảnh Văn khẽ rên. A, à, nữ nhân xinh đẹp như tiên dáng trần cao chân mày liếu, khẽ cau, hàm răng cắn chặt, Lục Lâm Thiên đã xâm nhập vào. Người Lục Lâm Thiên run run thuận thế vươn lên, từng bước xâm nhập, chiếm hữu thân thể cao quý thánh khiết của Độc Cô Cảnh Văn. Bản quyền ảm mãnh liệt làm người choáng váng ký, khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Văn hé mở môi son rên rỉ thở dốc, xấu hổ mà bất đắc dĩ uyển chuyển than khẽ. Đó là cảm giác rất đặc biệt, đau đớn rất nhiều rồi lại vui sướng thỏa thích. Độc Cô Cảnh Văn rất là xấu hổ, khuôn mặt đỏ rực. Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ bất đắc dĩ nhắm chặt mắt không dám mở ra. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân xinh đẹp dưới chân nhíu mày liễu, chợt nhận ra mình không thương hương tiếc ngọc chút nào. Lục Lâm Thiên ngừng lại, ân cần hỏi han. Đau không? Độc Cô Cảnh Văn mở mắt đẹp, sóng mắt dịu dàng ướt nước, kiều diễm mông lung.
đỡ hơn nhiều. Lục Lâm Thiên nói, ta sẽ nhẹ nhàng chút. Lục Lâm Thiên lại nhích người, chút xấu hổ còn sót lại trong Độc Cô Cảnh Văn cũng say mê theo dao động, môi son non mềm hấp dẫn như vậy tiếng rên rỉ quyến rũ. Trên giường có dấu đỏ chói mắt ấm áp tuôn ra từ khi nào, từng giọt rơi trên giường tựa các đóa hoa rực rỡ. Trong phòng, Ngọc Thể xinh đẹp thon dài mềm mại không xương bất lực vặn vẹo dưới thân Lục Lâm Thiên, chân mày cau, bản quyền vọng dâng trào, phúc phú phiên vân, liều chết triền miên, thỏa thích thừa hoan. Khi lần ký cực kỳ mãnh liệt cuối cùng ngừng lại, tiếng thở dốc dồn dập, đầu óc Độc Cô Cảnh Văn trống rỗng. Sung sướng làm người ta bủn rủn mê say, choáng váng kiệt sức làm Độc Cô Cảnh Văn nghẹt thở. Trên bầu trời màn đêm rũ tấm mảnh tre, ánh trăng như nước ngoài khung cửa sổ. Trăng trốn vào tầng mây không nỡ quấy rầy hai người đang hái âm dương trong đình viện tinh xảo yên tĩnh. Một đêm chớp mắt qua đi, sáng sớm, bóng đêm ẩn đi, thần quang phá bình minh từ từ đánh thức vạn vật đang ngủ, hoàng hôn nhạt dần biến thành làn khói mỏng nối với chân trời. Tia nắng sớm thứ nhất từ phương đông chiếu đến, khoảnh khắc bao phủ không gian Độc Cô gia tộc. Bên ngoài đình viện tinh xảo, mây mù lượn lờ giữa dãy núi dâng lên sương mù nhẹ nhàng. Dãy núi được tô màu trắng ngà dịu dàng, sương trắng phao nhuộm cảnh vật mông lung mộng ảo. Tuy là người tu luyện nhưng phiên vân phúc vũ một đêm làm Độc Cô Cảnh Văn ngủ say sưa như người bình thường. Hai người ôm sát nhau ngủ, thân thể xinh đẹp mềm mại không xương của Độc Cô Cảnh Văn bị Lục Lâm Thiên đè dưới thân. Khi ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rực lên, Độc Cô Cảnh Văn mở mắt đẹp ra, thân thể mềm mại khẽ run cảm giác mọi thứ đêm qua, tuyệt vời khó tả. Độc Cô Cảnh Văn nhìn nam nhân ngủ cạnh mình, khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc. Đang ngủ mà khóe môi vẫn cong lên tà khí, làm Độc Cô Cảnh Văn nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tựa nàng tiên hay hồng. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt độ cong tà khóe bên môi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tỉnh lại, mở mắt ra. Nàng tỉnh rồi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, vuốt khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần. Trời sáng. Độc Cô Cảnh Văn cau mày liễu. Môi mím lại, mắt đẹp khép hờ, bộ dáng hấp dẫn chẳng biết là đau đớn hay xấu hổ làm Lục Lâm Thiên nhìn đăm đăm, lại động tâm. Lúc này cảm nhận nữ nhân xinh đẹp động lòng người, quyến rũ hiểu điệu ta ẩn ta upsilon ông nằm cạnh mình, Lục Lâm Thiên biết nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Môi Lục Lâm Thiên hôn nhẹ vành tai ngọc trơn, dịu dàng thì thầm. Cảnh Văn, từ hôm nay trở đi nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta. Nghe lời tâm tình đó thân thể mềm mại khẽ run, Độc Cô Cảnh Văn ngại ngùng, tay ngọc đè đôi môi tà khí cong lên. Độc Cô Cảnh Văn nói, muội không phải của huynh thì còn của ai nữa? Lục Lâm Thiên cười gian. Nếu vậy thì, Lục Lâm Thiên kéo tay ngọc đặt bên môi xuống, lật người lên ngựa, định lại chinh chiến xa trường. Lúc này giọng Độc Cô Băng Lan từ ngoài phòng vọng vào. Tiểu thư, người trong tộc đến, mời tiểu thư đi từ đường. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Băng Lan này lại đến làm hỏng chuyện tốt. Rõ là bị buộc đang đánh trận phải rút binh. Tay Độc Cô Cảnh Văn khều chóp mũi Lục Lâm Thiên. Được rồi, muội phải đi từ đường, hôm nay còn cần mở thần điện ra. Độc Cô Cảnh Văn chui ra từ dưới thân Lục Lâm Thiên, nhanh nhẹn mặc váy dài vào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn thân hình đường cong mỹ miều, hắn đứng dậy mặc vào trường bào sạch sẽ. Độc Cô Cảnh Văn nói. Sau này đánh nhau với người hãy cẩn thận chút, đừng làm muội lo lắng. Độc Cô Cảnh Văn sửa sang quần áo giúp Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Chúng ta đi. Độc Cô Cảnh Văn bước gót sen chợt khẽ rên, nhíu chặt mày. Lục Lâm Thiên hỏi. Sao vậy? Độc Cô Cảnh Văn liếc xéo Lục Lâm Thiên. Cũng tại huynh, đêm qua không chút không thương hương tiếc ngọc, hiện tại đi đường đau chết. Sáng sớm. Trên quảng trường Đài Thần Hoàng, hôm qua còn một đống hỗn độn dường như trong một đêm đã bị người Độc Cô gia tộc sửa sang lại xong, nhưng dấu vết đại chiến còn đó. Đài Thần Hoàng khổng lồ đã bị san bằng, chưa trở về hình dạng cũ. Từ đường Độc Cô gia tộc nằm ở quảng trường bao la to lớn làm người ta rung động khó tin, bốn phía dãy núi vòng quanh. Ngọn núi cao lớn nhất đâm thẳng lên trời, bên dưới có một tòa cổ điện khổng lồ, chính là từ đường của Độc Cô gia tộc. Trên ngọn núi cao VUT, đại điện sừng sững nhiều năm trời, cổ kính dày nặng, vững như bàn thạch. Phía xa đằng trước đại điện trải đá xanh, cổ kính loang lổ. Lúc này có nhiều người đứng trên quảng trường. Vù vù vù. Quảng trường yên lặng,
giữa không trung vang nhiều tiếng xé gió. Từng bóng người như tia sáng xé gió bay tới, chốc lát sau số người nhiều giống như hôm qua. Khi đám người Độc Cô Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên, Độc Cô Băng Lan, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đến quảng trường thì nhóm Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng đã sớm tới. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, người các đại gia tộc đều tới đây. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc cung kính đứng bên ngoài cung điện Từ Đường cổ kính. Cùng với Lục Lâm Thiên đến, đám người Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Chuyên Tôn Tông Nguyên đều nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Đám người này gật đầu chào, Lục Lâm Thiên không tự phụ mình cao hơn người, cũng gật đầu lại. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc này không trung sau lưng Lục Lâm Thiên vang nhiều tiếng xé gió, các bóng người lần lượt đáp xuống. Cùng với mấy người đáp xuống, không gian hơi động lại. Nhóm người đáp xuống, người Độc Cô gia tộc trên quảng trường hành lễ. Tham kiến tộc trưởng, chào các vị đại trưởng lão. Là Độc Cô Ngạo Vũ và đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân, nhị trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê, tam trưởng lão Độc Cô Lâm Khoa. Hiện tại Lục Lâm Thiên là nữ tế của Độc Cô gia tộc nên tất nhiên cũng tới bên cạnh Độc Cô Ngạo Vũ chào hỏi, Độc Cô Ngạo Vũ. Gia hiệu miễn lễ. Đám người đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân thì biểu tình bất đắc dĩ, bọn họ không thể thay đổi được gì. Trong đám đông, sau lưng nhóm cửu trưởng lão, bát trưởng lão, thất trưởng lão, ai nấy biểu tình khó xem, bọn họ đều bị Lục Lâm Thiên chà đạp thê sợ thảm. Đám người Độc Cô Ngạo Vũ đến, trò chuyện một lúc với mọi người rồi bước vào Từ Đường. Người có thể trực tiếp đi vào Từ Đường chỉ có mấy trưởng lão, thần tử, thần nữ ít ỏi của các đại gia tộc, toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, mấy thanh niên đoàn thần hoàng. Độc Cô Trường Phàm không ở, Độc Cô Trường Linh và Độc Cô Trường không cùng bốn thanh niên bất phàm khác đều có mặt. Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Vân Thiếu Thiên, Dương trưởng lão, mấy đại hộ pháp Vân Dương Tông may mắn được vào đại điện Từ Đường. Trong đại điện diện tích cực kỳ bao la, đằng trước có nhiều bài vị cực kỳ cổ xưa, dường như toàn là bài vị tổ tiên Độc Cô gia tộc. Nghi thức phong Độc Cô Cảnh Văn làm thần nữ rất rườm rà, Lục Lâm Thiên luôn đứng một bên nhìn. Chuyện này vốn không liên quan gì hắn, mắt Lục Lâm Thiên nhìn quét đại điện, không thấy Nam Thúc tới. Sau nghi thức rườm rà từng bước một, bước cuối cùng hoàn thành xong đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân điểm trên trán Độc Cô Cảnh Văn. Độc Cô Cảnh Văn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thần nữ của Độc Cô gia tộc, có chức trách mở ra thần điện. Đại trưởng lão Độc Cô Phạm Vân dứt lời, toàn thân Độc Cô Cảnh Văn run rẩy, quanh người toát ra khí thức kỳ dị với tốc độ kinh khủng trở nên hùng dũng. Linh lực phô thiên cái đại tràn ra, chấn động không gian quanh người Độc Cô Cảnh Văn rung lắc. Độc Cô Cảnh Văn chợt hét lên. A! À, tiếng quát biến thành sóng âm từng đợt lan tràn trong đại điện, thanh âm như sấm sét ầm ầm, xuyên kim phá ngọc. Chớp mắt Độc Cô Cảnh Văn ngẩng đầu lên, trán bắn ra cột sáng trắng rực rỡ. Cột sáng trắng xông phá sóng không gian, cuồn cuộn tựa như sóng nước. Cột sáng màu trắng bắn ra đâm lên trên nóc đại điện. Khí thế khiến tim người đập nhanh, uy áp khủng bố. Chớp mắt ánh sáng bao bọc người Độc Cô Cảnh Văn, váy dài bay phần phật. Khí thế thần hoàng khí cường đại ồ ạt tuôn ra từ người Độc Cô Cảnh Văn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ửng đỏ. Khí thế thần hoàng cùng với uy thế khiếp hồn người lan tràng, khí thế đó chấn động tâm hồn. Đặc biệt với người trong Độc Cô gia tộc thì xen lẫn trong thần hoàng khí là khí thức làm linh hồn, huyết mạch người rung động. Khí thức đó vô hình lan tràn trong không trung. Bao phủ không gian, thẩm thấu vào mỗi người Độc Cô gia tộc. Lục Lâm Thiên hơi biến sắc mặt nói. Uy áp thật mạnh, thần hoàng khí rất mạnh. Thần hoàng khí mạnh mẽ của Độc Cô Cảnh Văn làm tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên cũng rung rinh. Thần hoàng khí cường đại khuếch tán, uy áp làm người Độc Cô gia tộc không chống cự được. Khí thế lan ra đại điện, bao phủ quảng trường. Bên ngoài quảng trường, tập thể tộc nhân Độc Cô gia tộc không cách nào chống cự. Uy áp này đến từ huyết mạch, linh hồn. Ai nấy mặt đỏ rực quỳ rạp hành lễ. Bái kiến thần nữ. Từng thanh âm quanh quẩn trong quảng trường, mọi người hành lễ. Trong đại điện, tất cả trưởng lão cũng không ngoại lệ, thanh âm cất lên. Bái kiến thần nữ. Trong thanh âm cung kính chất chứa thần phục từ tận đáy lòng. Người toàn Độc Cô gia tộc lúc này chỉ có mình Độc Cô Ngạo Vũ là chống cự được uy áp thần hoàng khí. Trong đại điện. Đám người Vân Thiếu Thiên, Dương trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, người mềm nhũn. Thần hoàng khí này cũng có thể áp chế bọn họ. Vân Hồng Lăng thì hơi khác biệt, mặt đỏ au, trán lóe ánh sáng trắng,
thân hình không chịu nổi uy áp bị đè quỳ rạp xuống đất. Người các đại gia tộc hơi biến sắc mặt, ra vẻ không chịu áp lực quá lớn, nhưng không chừng là âm thầm chống cự lại. Thật lâu sau khí thế từ Độc Cô Cảnh Văn thu về, đại điện trở lại bình tĩnh, mọi người mới đứng lên được. Một lát sau, thần điện mở ra, cường giả 6 đại gia tộc xuất hiện trên một góc không trung. Bên dưới là dãy núi chập trùng mông lung, đỉnh núi ẩn hiện trong mây mù. Vù vù vù. Trên không trung một sơn cốc, mọi người đứng lơ lửng. Độc Cô Phàm Vân quay đầu nói với người của các đại gia tộc. Là nơi này, hãy chuẩn bị một phen, chuẩn bị mở ra thần điện. Lục Lâm Thiên đi theo bên cạnh, nhìn chằm chằm phía dưới. Một góc sơn mạch tràn đầy năng lực, tu luyện tại đây sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát nhưng không tìm thấy thần điện nằm ở đâu. Cường giả các đại gia tộc hơi kích động. Rốt cuộc sắp mở ra thần điện. Thần điện tổ tiên để lại đã tới lúc mở ra. Độc Cô Cảnh Văn truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, sau khi muội vào thần điện thì huynh hãy yên tâm tu luyện trong mật địa, có lẽ không lâu sau muội sẽ ra ngay. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, một năm cũng không có gì, trong khi tu luyện thì thời gian luôn qua nhanh. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn không trung sơn cốc trước mặt. Chuẩn bị mở ra thần điện đi. Độc Cô Ngạo Vũ khoanh tay đứng, khí thế bế nghễ thiên hạ, con người hơi rung động. Bao nhiêu năm qua tụ tập cường giả có khí hoàng khí thiên giai 6 tộc mới mở ra được thần điện nhưng toàn là không thành, hiện tại đã mở ra trong tay gã. Chuẩn bị đi, mở ra thần điện. Độc Cô Ngạo Vũ dứt lời, mắt lóe tia sáng mong chờ. Vù vù vù. Cùng với Độc Cô Ngạo Vũ lên tiếng, 6 khí tức tuôn ra dao động. 6 thần tử, thần nữ của cá đại gia tộc bay lên cao. Gồm có Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Chuyên Tôn Tông Nguyên, và cả Thác Bạt Thanh Vũ. 6 người đối diện nhau, sớm biết trách nhiệm nặng nề của 6 đại gia tộc rơi vào người họ. 6 người gật đầu với nhau, hoàng khí thiên giai phô thiên cái địa tuôn ra. 6 người bộc phát khí thế, không trung đóng băng, lung lay sụp đổ. Trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, tầm mắt tối sầm. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Khí thế thật mạnh. 6 người cùng vận dụng dao động hoàng khí thiên giai, Lục Lâm Thiên bị áp chế vô hình, linh hồn run rẩy. 6 loại hoàng khí thiên giai, Lục Lâm Thiên cảm giác vũ đan lục sắc trong người hắn cũng xoay tròn ứng cùng. Đi. Giây lát ngắn ngủi, 6 cường giả hoàng khí thiên giai bắn ra cột sáng linh lực và thuộc tính trong tay mình. Mỗi cột sáng có màu khác nhau mang theo uy áp kinh người, thô cỡ cánh tay, kéo theo các dao động sóng năng lượng thuộc tính thiên địa hùng hồn. 6 cột sáng bắn thẳng tới trước, chớp mắt mang theo chấn động không gian. Giao thác tụ thành một điểm trên không gian rộng rãi. Ầm ầm ầm. 6 cột sáng đan chéo nhau thành một điểm, đột nhiên nguyên thiên địa rung bần bật. Trong phút chốc khí tức cổ xưa mênh mang từ đằng trước chậm rãi khuếch tán ra. Vù vù vù. Khí tức đó như đến từ không gian hư không, cho người cảm giác tuyên cổ trường tồn không ngừng. Trong lòng mọi người bỗng chốc run rẩy linh hồn. Cường giả các đại gia tộc cực kỳ kích động, người run rẩy. Thần điện sắp mở ra. Vù vù vù. 6 cột sáng đỡ upsilon.ng vào một điểm đột nhiên nổi lên từng đợt dao động, khí tức rung động hồn người khuếch tán. Không gian vặn vẹo dữ dội phát ra tiếng răng rắc như vòi rồng. Thanh âm răng rắc khuếch tán, dao động sóng không gian càng lúc càng kịch liệt, như thể nguyên thiên địa đều run rẩy. Giờ phút này, tất cả cường giả có mặt đều cảm giác tim đập nhanh. Trên sóng không gian dao động có sóng năng lượng cực kỳ khủng bố lan tràn, linh hồn mọi người run rẩy. Các cường giả nhìn chằm chằm không gian vặn vẹo, mắt không chớp cái nào, hít thở trở nên nặng nề hơn nhiều, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Thần điện mở ra là chuyện lớn nhất hiện nay đối với 6 gia tộc. Răng rắc, chớp mắt sóng không gian mở rộng, khí thế khiến tim người đập nhanh. Mọi người nhìn không trung đằng trước xuất hiện một không gian to lớn hư ảo. Không gian rộng lớn khổng lồ, bốn phía một mảnh hư không bao la vô bờ, không thấy cuối. Tất cả bị sương mù dày đặc rộng lớn bao bọc, sóng không gian gợn sóng lăn tăn. TNG hư không bao la vô bờ, một cung điện khổng lồ đứng sừng sững cả ngàn thước vượt hư không đâm thẳng chân trời. Nhìn từ xa không thấy nóc đại điện, không đo được độ rộng, tựa như thương long ngẩng đầu, có khí thế thông thiên. Khí tức kỳ dị lặng lẽ phô thiên cái địa xuyên qua không gian ập đến. Lục Lâm Thiên thì thào. Đó là thần điện sao?
khí tức thương mang viễn cổ này làm tim người ngừng đập. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn sáu người. Các người vào hết đi, mọi thứ trong thần điện phải dựa vào các người đi tìm hiểu. Vù vù vù. Sáu người gật đầu, Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Chuyên Tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thành Vũ lao lên trước nhất, bay vào không gian vặn vẹo. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn mắt đẹp liếc nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình yểu điệu nhảy lên theo sau. Sáu bóng người trong khoảnh khắc tiến vào không gian vặn vẹo, biến mất. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng với sáu người vào không gian vặn vẹo thì không gian liền phục hồi lại như cũ, khí tức thê lương viễn cổ đang từ từ tan biến. Khi khí tức này hoàn toàn biến mất khỏi không gian, tất cả bình tĩnh lại. Trong đình viện cổ xưa mà trang nhã, Lục Lâm Thiên băn khoăn bất an. Trong thiên thính, Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên. Ngồi xuống đi. Đôi mắt Độc Cô Ngạo Vũ trong trẻo như có thể dung chứa mọi thứ. Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Đa tạ nhạc phụ. Lục Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, không biết nhạc phụ kêu hắn đến làm gì. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên, mắt nhìn thẳng hắn. Lâm Thiên, kêu ngươi đến vì có hai chuyện. Lục Lâm Thiên thận trọng lên tiếng. Mời nhạc phụ nói. Dù sao thân phận vị nhạc phụ này không tầm thường, tộc trưởng Độc Cô gia tộc một trong sáu đại gia tộc. Đẳng cấp tu vi thực lực của Độc Cô Ngạo Vũ thì đến nay Lục Lâm Thiên vẫn không nhìn ra, nhưng ít nhất có thể khẳng định trước mắt gã là cường giả khủng bố. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Lục Lâm Thiên. Việc thứ nhất là Cảnh Văn cũng đi vào thần điện, cần chút thời gian mới ra được. Ngày mai ngươi hãy vào mật địa tu luyện đi, về mặt tu luyện thì ngươi có đại ca của ta chỉ đạo, hiện tại còn lĩnh ngộ thuộc tính mới nên không cần ta nói thêm cái gì. Vào mật địa rồi sẽ giúp linh hồn được nhiều ích lợi, có nhiều trợ giúp cho ngươi. Lục Lâm Thiên cảm ơn. Đa tạ nhạc phụ. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Ngươi đã gọi ta một tiếng nhạc phụ thì không cần cẩn trọng, khách sáo vậy. Nhà đầu Cảnh Văn không nhìn lầm người, lúc trước trưởng lão trong tộc có nhiều phê bình về ngươi, xin đừng để bụng. Trưởng lão trong tộc cũng không sai, chỉ vì lập trường khác nhau. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tế hiểu. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Ngươi hiểu thì tốt, ngày mai ba huynh muội các ngươi vào mật địa, Hồng Lăng cũng đi vào theo. Nàng cũng là một nửa người Độc Cô gia tộc, có hiện tại Độc Cô gia tộc ta. Lần này đi vào mật địa không chừng Hồng Lăng cũng sẽ tiến bộ. Lục Lâm Thiên hơi bất ngờ, hắn không ngờ ngày mai Vân Hồng Lăng cũng đi mật địa. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Chuyện thứ hai là về Thác Bạt gia tộc, tam muội của ngươi đánh khô Thác Bạt Thanh Lục bị thương nặng, lại trúng thiên linh hồn độc của tam muội ngươi, người bình thường không thể giải trừ. Đại trưởng lão Thác Bạt gia tộc đã tìm ta, hy vọng ta nói chuyện với ngươi. Nếu được thì ngươi hãy kêu tam muội giải trừ thiên linh hồn độc cho Thác Bạt Thanh Lục đi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tế biết. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, người Thác Bạt gia tộc thật là ngang, tìm đến tộc trưởng Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Ngươi và Thác Bạt gia tộc không có mâu thuẫn gì, thì không cần tạo dựng một cường địch, không có lợi cho ngươi. Nhưng giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục có thể thu chút lợi. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tế hiểu. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, nhạc phụ cũng không hiền lành gì. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Được rồi, người chuẩn bị ngày mai đi mật địa đi, những chuyện khác ta sẽ sắp xếp sau. Lát nữa ta cũng kêu người Thác Bạt gia tộc đi tìm tam muội của ngươi. Tay Độc Cô Ngạo Vũ bắn ra ánh sáng, một luồng sáng màu xanh hiện ra kèm theo khí tức cổ xưa bàng bạc. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Được đỉnh của ngươi vỡ, món chất linh cốc đỉnh này đẳng cấp cỡ hồn khí địa giai đỉnh phong, không kém hơn cổ linh dược đỉnh của Độc Cô Trường Linh bao nhiêu, thôi thì tặng cho ngươi đi. Độc Cô Ngạo Vũ dứt lời, ánh sáng xanh trong tay chợt lóe cùng với khí tức cổ xưa bàng bạc bay tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Đa tạ nhạc phụ. Tay Lục Lâm Thiên bắn ra ánh sáng thu luồng sáng to cỡ bàn tay vào trong tay. Đây là một tiểu đỉnh bát giác kỳ lạ, bên trên có bí văn quấn quanh, khí tức cổ xưa dồi dào khuếch tán khiến tim người đập nhanh, nhìn liền biết không phải vật bình thường. Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện. Được một dược đỉnh đẳng cấp đỉnh linh khí địa giai làm hắn rất vui vẻ. Nhưng tiếp theo sắc mặt Lục Lâm Thiên khó xem, hồn khí là phải thu vào trong não mình, nhưng hiện tại tiểu đao màu vàng đang bá chiếm đầu óc hắn, lần trước có một hồn khí địa giai bị hủy hoại ngay trong phút chốc. Lục Lâm Thiên thầm suy tính hoặc là thu chất linh cốc đỉnh vào đầu,
hoặc là đến lúc đó lại bị tiểu đao màu vàng một đao chém gãy, tiêu tùng. Lục Lâm Thiên không biết nên làm sao mới tốt, một đường suy tư. Lục Lâm Thiên băn khoăn không biết có nên luyện hóa chất linh cốc đỉnh mà nhạc phụ độc cô ngạo vũ cho không. Sau khi Lục Lâm Thiên quay về đình viện thì không nghĩ nhiều nữa, hắn tìm đến Lục Tâm Đồng, Dương Quá nói chuyện thác bạt gia tộc tìm độc cô ngạo vũ. Lục Tâm Đồng chu môi nói, cho hắn thuốc giải cũng được, ta vốn gai mắt hắn tự phụ mình là hoàng tộc chó má gì đó, cho hắn một bài học nhớ đời. Lục Tâm Đồng hơi ghét thác bạt gia tộc. Độc cô băng lan mỉm cười nói, Tâm Đồng, thôi thì cứ giải độc cho thác bạt thanh lục đi, không cần vô cớ chọc cường địch cho phi linh môn. Cùng lắm chúng ta lấy chút lợi lộc là được. Mắt Lục Tâm Đồng lóe tia cười gian. Cũng đúng, vậy ta sẽ thu. Chút lợi. Chốc lát sau, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, độc cô băng lan đang thảo luận chuyện đi mật địa tu luyện thì ngoài đình viện đã có người độc cô gia tộc đến bẩm báo, nói là đại trưởng lão của thác bạt gia tộc là thác bạt đỉnh mang theo người thác bạt gia tộc đến. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi đứng lên mang theo nhóm Lục Tâm Đồng ra ngoài nghênh đón, dù sao là đại trưởng lão của thác bạt gia tộc. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên thấy thác bạt đỉnh liền cười bắt chuyện trước. Thác bạt trưởng lão. Sau lưng thác bạt đỉnh mang theo thác bạt thanh lục ủ rũ và người thác bạt gia tộc khác. Thác bạt đỉnh thấy Lục Lâm Thiên thì cơ mặt hơi co giật. Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên trước mắt làm thác bạt đỉnh rung động. Lục Lâm Thiên nói. Mời các vị. Lục Lâm Thiên ra hiệu mọi người vào đình viện rồi nói chuyện. Trong đình viện, thác bạt đỉnh không ngồi xuống, cũng không khách sáo mà nói thẳng ý định đến đây. Lục Tâm Đồng cũng không khách sáo gì, nói đến giải độc thì nàng lộ vẻ mặt khó xử, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Lục Tâm Đồng tỏ vẻ vô cùng khó xử nói. Giải độc thì tất nhiên không thành vấn đề nhưng ta tu luyện thiên linh hồn độc không dành, giải độc cũng không nắm chắc, tiêu hao rất lớn với ta. Không chừng khi đó sẽ ảnh hưởng tu vi của ta. Mấy thanh niên thác bạt gia tộc hoàn toàn biến sắc mặt hỏi. Vậy làm sao đây? Thác bạt đỉnh gừng già càng cay, khuôn mặt già nua thay đổi sắc mặt, mắt lóe tia sáng nhìn thấu ý tưởng của Lục Tâm Đồng. Nếu giải độc có tiêu hao thì dĩ nhiên thác bạt gia tộc ta sẽ có bồi thường, nắm chắc được hay không cứ thử một lần xem. Lục Tâm Đồng nhấn mạnh. Tiêu hao này hơi lớn. Thác bạt đỉnh thầm bất đắc dĩ. Yên tâm, thác bạt gia tộc ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ai kêu bọn họ gây sự trước, Lục Tâm Đồng hạ độc mạnh như thế, chính độc cô Phàm Vân cũng không cách nào giải độc mà hoàn hảo vô khuyết. Lục Tâm Đồng liếc thác bạt thanh lục ủ rũ, nói như thể nàng chuyên giải độc chứ không phải người hạ độc. Vậy được rồi, người đã nói có thành ý như vậy thế thì đưa 10 món hồn khí địa giai đi, ta liền giải độc cho hắn. Cái gì? Tuy thác bạt gia tộc giàu có sản nghiệp lớn nhưng Lục Tâm Đồng há mồm đòi 10 món hồn khí địa giai làm người ta giật mình. 10 món hồn khí địa giai đối với thác bạt gia tộc cũng là số lượng không dễ lấy ra. Thác bạt đỉnh mắt lóe tia sáng. Tiểu nha đầu, khẩu vị hơi lớn rồi. Mắt thác bạt đỉnh hấp háy quét người Lục Tâm Đồng, thác bạt đỉnh thật sự không ngờ tiểu nha đầu dám nói như vậy. Lục Tâm Đồng nói. Thế này mà là khẩu vị lớn sao? Nếu không nể độc cô gia tộc thì ta đã không chỉ yêu cầu bấy nhiêu. Chỉ là hồn khí địa giai, trên người ta có mấy món. Thác bạt gia tộc của ngươi nghèo tới mức không lấy ra được chứ. Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn người thác bạt gia tộc như thể người thành phố nhìn dân quê. Người thác bạt gia tộc biến sắc mặt, 10 món hồn khí đẳng cấp địa giai, thác bạt gia tộc là hoàng tộc thuộc tính thổ, hồn khí này có thể lấy đâu ra cô nhiều chứ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn Lục Tâm Đồng, nói. Tam muội, nể mặt đại trưởng lão hãy bớt chút đi. Cô nương này sau khi nhìn bảo khố của Thanh Long hoàng tộc, cộng thêm thu hoạch hiện tại của phi linh môn thì không có khái niệm quý trọng hồn khí đẳng cấp địa giai. Nhưng Lục Lâm Thiên không quá lo lắng, lần này chắc chắn người thác bạt gia tộc hận hắn, tuy không đến mức thù sâu như biển nhưng sau này không ở chung tốt đẹp được. Lục Lâm Thiên tự biết dù hắn tốt thế nào với thác bạt gia tộc thì người ta cũng sẽ không cảm ơn, ngược lại cho rằng hắn dễ ăn hiếp. Chỉ có cho bọn họ bài học nhớ lâu chút thì mới khắc sâu trí nhớ, sau này không dám tùy tiện trêu vào. Cái này cũng như mối quan hệ của Lục Lâm Thiên kiếp trước ở Hoa Hạ với tiểu đảo quốc kia. Lục Lâm Thiên không muốn trêu vào thác bạt gia tộc trong hiện tại nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Đây vốn là thác bạt gia tộc trêu chọc Tâm Đồng trước, bọn họ nên ăn trái đắng. Lục Tâm Đồng nói, thôi được,
vì nể ca ca của ta nên đưa 8 hồn khí địa giai được rồi, thiếu một món cũng không thể bù đắp tổn thất của ta, ta sẽ không giải độc được. Nghe Lục Tâm Đồng nói, người trong Thác Bạt gia tộc biến sắc mặt nhưng biết nàng không ra tay thì Thác Bạt Thanh Lục tiêu đời. Thác Bạt Đỉnh nhìn Lục Tâm Đồng, khuôn mặt già nua run rẩy, ánh mắt bất đắc dĩ, biểu tình oán hận tràn đầy rồi lại hết cách. 8 hồn khí địa giai thì chúng ta không mang theo. Vậy đi, 3 hồn khí địa giai, 5 vũ linh khí địa giai được không? Mắt Lục Tâm Đồng hấp háy, lạnh nhạt nói. Thôi được, ta chịu thiệt một chút. Bình thường hồn khí và vũ linh khí cùng đẳng cấp thì giá trị hồn khí sẽ cao hơn chút. 8 món linh khí địa giai, 3 món hồn khí địa giai, 5 món vũ linh khí cuối cùng do mấy trưởng lão, thanh niên Thác Bạt gia tộc gom góp lại. Đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh không mang nhiều thứ như vậy. Lục Lâm Thiên lặng lẽ quan sát tất cả. Không biết đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh lấy 3 món hồn khí địa giai này ở đâu ra. 8 món linh khí địa giai rơi vào tay Lục Tâm Đồng, đám người Thác Bạt gia tộc vẻ mặt lòng nhỏ máu nhưng không còn cách nào khác hơn. Cuối cùng Lục Tâm Đồng giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục không đến 1 phút, dễ dàng làm xong. Điều này khiến người Thác Bạt gia tộc có cảm giác bị hố, bọn họ nâng Thác Bạt Thanh Lục, căm phẫn đau lòng rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn theo bóng lưng người Thác Bạt gia tộc đi xa, bĩu môi nói. Hừ, lần sau còn chọc vào ta thì ta không dễ nói chuyện như vậy. Có được 8 món linh khí địa giai làm Lục Tâm Đồng hơi vui vẻ. Lúc trạng vạng, Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Lâm Thiên đi tìm Nam Thúc. Trong kiến trúc cung điện Thanh Nhã, Lục Lâm Thiên thấy Kim Huyền, Nam Thúc đang ở cùng nhau. Lục Lâm Thiên hành lễ, nói với Nam Thúc chuyện ngày mai đi mật địa Độc Cô gia tộc tu luyện. Nam Thúc nói, trong mật địa có nhiều ích lợi cho linh hồn lực, có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho tu vi linh lực của ngươi, nhưng tác dụng với vũ giả nhỏ hơn chút. Lục Lâm Thiên hỏi, nghĩa phụ còn muốn tiếp tục ở lại Độc Cô gia tộc sao? Lục Lâm Thiên sẽ ở lại Độc Cô gia tộc thêm 1 năm, lòng hắn hơi lo lắng phi linh môn. Nam Thúc mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên. Ngươi cứ yên tâm tu luyện trong mật địa, mấy ngày nay ta sẽ rời khỏi Độc Cô gia tộc. Lần này cùng ngươi đến cũng vì có 2 chuyện khác phải làm. Một là bái tế mẫu thân của ta, thứ hai là ngôi vị thành chủ thành thần hoàng, ta nên trao lại. Có một số việc ta cần đi ra ngoài làm, nên mấy ngày nay sẽ quay về phi linh môn. Lục Lâm Thiên nghe thế thì yên lòng một chút, lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghĩa phụ chẳng lẽ không muốn ngôi vị thành chủ thành thần hoàng? Nam Thúc liếc Lục Lâm Thiên. Trừ thành chủ thành thần hoàng ra ta cần nó làm. Gì, không cần nữa. Kim Huyền nói. Bọn họ đều tu luyện trong mật địa, vậy ta theo ngươi trở lại phi linh môn đi. Dù sao trong Độc Cô gia tộc này sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên càng yên tâm hơn. Kim Huyền cũng trở lại phi linh môn. Có Nam Thúc, Kim Huyền cùng tọa trấn phi linh môn thì Lục Lâm Thiên còn có gì không yên tâm. Lục Lâm Thiên, Độc Cô Băng Lan lại quay về đình viện nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Hoàng hôn lại đến, lát sau màn đêm buông xuống, tấm mảnh sao rực rỡ. Trong đình viện, đêm qua phúc phú phiên vân, tối nay Lục Lâm Thiên cô đơn một mình. Lục Lâm Thiên nhìn nóc giường, đăm chiêu. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, trong đầu nhớ đến Tiểu Long, không biết nó ở Điện Thanh Long sao rồi. Tính thời gian thì Tiểu Long ở trong Điện Thanh Long cũng được 1 năm 2 tháng. Nhớ Tiểu Long nhưng Lục Lâm Thiên không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm, hơi mong chờ đẳng cấp tu vi của nó. Lúc ra khỏi thần điện Huyền Vũ thì tu vi của Tiểu Long đã là hậu kỳ bát giai, thực lực càng khủng bố. Lần này ra khỏi thần điện Thanh Long chắc Tiểu Long sẽ càng khủng hơn. Về thực lực của bản thân, Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ sắp tới làm sao đột phá linh lực. Tuy dựa vào các mặt thủ đoạn, thực lực thì thực lực của Lục Lâm Thiên không quá yếu, nhưng tu vi chưa đủ. Đặc biệt về mặt linh lực, hiện tại Lục Lâm Thiên còn ở trong tứ trọng linh tộc, nên mới tìm cách nâng cao đẳng cấp linh lực. Linh đạo vũ đạo, đẳng cấp cuối cùng ở đâu thì Lục Lâm Thiên không biết. Nghe đồn đế giả là đẳng cấp tu vi cao nhất, lại đồn rằng gom đủ 9 quyển vô tự thiên thư mới tìm ra bí mật đạp phá hư không. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế để lại lời nhắn chỉ cần đột phá thành đế thì chắc chắn không chạy khỏi ải đó, nhưng ải đó là ải nào? Tất cả làm Lục Lâm Thiên vô cùng tò mò, suy tư. Dù sao hắn muốn đột phá đế giai là chuyện còn rất xa xôi, Lục Lâm Thiên bỏ không nghĩ nhiều nữa, tiến vào trạng thái tu luyện điều tức. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, ngoài đình viện,
người Độc Cô gia tộc tiến đến dẫn đường mang ba người Lục Lâm Thiên đi mật địa. Chốc lát sau, trên bầu trời sơn cốc khổng lồ, đây là một sơn cốc cực kỳ to lớn, chính giữa có một ngọn núi duy nhất rất to. Núi từ dưới đất đâm thẳng lên, cao như xuyên thủng trời, từ trên lao xuống, dương mắt nhìn bốn phía xanh biếc, mây mù lượn lờ, hư vô mông lung. Khi Lục Lâm Thiên đến ngọn núi này thì thấy núi như tòa tháp to khổng lồ, Vân Hồng Lăng đã sớm tới nơi. Trông thấy Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng, bóng dáng yêu kiều vụt qua, Vân Hồng Lăng nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Lâm Thiên! Nhạc phụ đâu? Lục Lâm Thiên nhìn quanh, chỉ có mấy người Độc Cô gia tộc, không thấy nhạc phụ Vân Thiếu Thiên và Dương Trưởng Lão, Đại Hộ Pháp. Vân Hồng Lăng đáp, phụ thân ta đi gặp cứu cứu của ta, chắc hai ngày này bọn họ cũng sẽ trở về Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên như óng chân mày, cô nương Hồng Lăng này cũng sẽ đi vào mật địa tu luyện, nhạc phụ Vân Thiếu Thiên bận chuyện Vân Dương Tông nên không ở lại quá lâu được. Ầm ầm ầm. Trong khi nói chuyện, một cường giả Độc Cô gia tộc đi cùng Vân Hồng Lăng tới đây, dường như là một trưởng lão bỗng linh lực chấn động. Một cột sáng linh lực bắn ra từ tay trưởng lão vọt ra khỏi ngọn núi nổ tung giữa không trung. Trên ngọn núi khổng lồ huyền ảo lộ ra một lối vào không gian sóng gợn, khí tức làm người run sợ lan tràn. Trưởng lão Độc Cô gia tộc mở ra lối vào đến trước mặt Vân Hồng Lăng, nói. Biểu tiểu thư, chuẩn bị tiến vào mật địa tu luyện đi. Vân Hồng Lăng gật đầu, nhìn nhóm Lục Lâm Thiên, bốn người vụt qua cùng vào trong sóng không gian, mất hút. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên bay tới lối vào sóng không gian, trước mắt lóe ánh sáng trắng, toàn thân khẽ run như có lực cắn nuốt mạnh mẽ bên trong kéo hắn vào. Xoẹt. Chỉ trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên thấy sóng không gian biến mất, hắn đứng ở vùng đất kỳ lạ sương khói mông lung. Không gian rất to lớn, trong tầm mắt không thấy cuối. Trong không gian khắp nơi là một mảnh hư không. Cảnh tượng hư không, khắp chốn hỗn độn, nhưng kỳ lạ là trong hư không chẳng cần chân khí và linh lực vẫn lơ lửng được, trong không gian không tồn tại trọng lực. Chỗ này thật kỳ lạ. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Bọn họ nhìn không gian mây mù hư vô, ánh mắt nghi hoặc. Dương Quá nhìn không gian bao la, không phát hiện có điểm nào đặc biệt. Nhị đệ, không gian này dường như không có gì đặc biệt. Tu luyện trong này thật sự có thể tăng mạnh linh hồn lực sao? Vân Hồng Lăng ngước mắt đẹp lên nhìn bốn phía. Ta nghe cứu cứu nói bên trong có một loại năng lượng mà ở bên ngoài rất hiếm hoi, loại năng lượng này bổ ích cho linh hồn lực rất nhiều. Lục Lâm Thiên nghe vậy thì cẩn thận quan sát, tinh thần nhìn ngó. Trong nơi kỳ dị thế này bốn bề yên lặng không chút tiếng vang, ngay cả tiếng hít thở của mình cũng hồi âm lại, khắp nơi là hư vô. Lục Lâm Thiên kêu lên. Ủa, một năng lượng xa lạ. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết mới phát hiện trong không gian có một năng lượng vô cùng kỳ lạ, năng lượng này làm hắn có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút Lục Lâm Thiên liền nghĩ ra. Mới rồi âm dương linh vũ quyết xem xét năng lượng rất giống với năng lượng trong một góc không gian kèm theo bên trong vô tự thiên thư chữ thiền. Hai loại năng lượng này như cùng một nguồn nhưng lại không giống hệt nhau. Năng lượng trong không gian vô tự thiên thư chủ yếu khiến ý thức của Lục Lâm Thiên tăng mạnh, nói ngắn gọn là tăng cường tâm cảnh. Về năng lượng này, Lục Lâm Thiên phát hiện đa phần là trực tiếp tăng cường linh hồn. Lục Lâm Thiên nhướng mày, biểu tình khó hiểu. Lại vận chuyển âm dương linh vũ quyết cẩn thận xem xét năng lượng trong không gian. Lục Lâm Thiên một lần nữa cảm nhận năng lượng xa lạ, năng lượng ẩn giấu trong không gian, người bình thường không phát hiện được. Khi phát hiện năng lượng này thì cực kỳ mênh mông, như biến thành khí tức cực kỳ bình tĩnh, tồn tại như tơ năng lượng mỏng nhỏ. Dưới khí tức khó phát hiện đó là Lục Lâm Thiên cảm nhận dao động năng lượng mạnh mẽ, dao động làm ý thức của hắn cực kỳ thoải mái, tiểu hồn anh trong đất rất thư giãn. Năng lượng thật tinh thuần. Lục Lâm Thiên cảm nhận trong năng lượng này mơ hồ có dao động linh hồn mỏng manh và cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào. Mắt Lục Tâm Đồng lộ tia vui mừng. Ta cảm nhận được rồi. Bên trong có năng lượng ích lợi nhiều cho linh hồn. Lục Tâm Đồng đã phát hiện năng lượng trong không gian này. Dương Quá vẫn không cảm nhận được gì. Nhị đệ, tại sao ta không cảm giác được? Vân Hồng Lăng lên tiếng. Hình như ta cũng phát hiện ra. Vân Hồng Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện trong không gian có năng lực giúp ích nhiều cho linh hồn. Lục Lâm Thiên nói với Dương Quá. Đại ca là vũ giả, muốn quan sát được có lẽ cần chút thời gian. Dương Quá nghi hoặc hỏi.
Nhưng Hồng Lăng cũng là vũ giả, tại sao phát hiện ra? Lục Lâm Thiên cũng thầm thắc mắc. Vân Hồng Lăng mở miệng nói. Có lẽ vì mẫu thân của ta là người Độc Cô gia tộc, vừa sinh ra ta đã có linh hồn lực cực mạnh. Vũ giả bình thường không thể vận dụng hồn khí nhưng ta làm được. Có lẽ vậy. Lục Lâm Thiên nói. Mọi người hãy tu luyện đi. Mọi người gật đầu, Dương Quá cũng đến một bên khoanh chân ngồi, cẩn thận tu luyện quan sát. Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngồi một góc tu luyện. Trong không gian không có trọng lực, ngồi xếp bằng tựa như lăng không xoay quanh, cực kỳ huyền ảo. Lục Lâm Thiên chọn một góc ngồi, năng lượng tăng mạnh linh hồn lực rất hiếm thấy, không thể bỏ qua cơ hội này. Mắt Lục Lâm Thiên dâng lên tia mừng rỡ, bắt đầu tu luyện. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết chợt phát hiện tu luyện trong này còn có một năng lượng bàng bạc. Năng lượng hùng hồn đó giúp ích rất lớn cho việc tu luyện linh lực, tuy không có tốc độ siêu khủng như cắn nuốt linh lực nhưng nhanh hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Lục Lâm Thiên thầm mừng, tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Cùng với việc tu luyện, có lẽ vì Lục Lâm Thiên và không gian này rất thân hòa nên một lát sau xung quanh hắn có nhiều đốm huỳnh quang li ti quanh quẩn. Huỳnh quang xuất hiện. Năng lượng tụ tập xung quanh nhiều dần lên, dao động linh hồn bàng bạc bắt đầu lan tràn chấn động. Lúc này, dường như cảm giác dao động linh hồn, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên run khẽ, ánh sáng vàng khuếch tán tràn ra. Trong trán Lục Lâm Thiên phát ra lực hút kéo huỳnh quang tụ tập quanh thân hắn vào giữa trán. Cùng với lực hút, người Lục Lâm Thiên run bần bật, cơ mặt căng cứng, đầu óc tê dại. Lục Lâm Thiên cảm giác năng lượng tăng mạnh linh hồn lực tựa như kéo tơ tìm nguồn bị tiểu đao màu vàng trực tiếp hấp thu. Những năng lượng xuyên qua trán Lục Lâm Thiên bị tiểu đao màu vàng cưỡng ép hấp thu vào trong não hắn. Năng lượng kỳ lạ kia liên miên bất tận dâng lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh khuếch tán dao động kỳ dị, từng luồng năng lượng huỳnh quang vô hình nhạt nhòa thẩm thấu trong không gian, cuối cùng chui vào não. Cùng với năng lượng tiến vào đa phần bị tiểu đao màu vàng cướp mất. Nhưng Lục Lâm Thiên mừng như điên phát hiện tiểu đao màu vàng cưỡng ép kéo năng lượng vào não, dù bị nó lấy đi phần lớn nhưng còn lại chút ít cũng đã cực kỳ khổng lồ cho tiểu hồn ảnh, mau còn hơn hắn tự tu luyện. Trong khoảnh khắc tiểu hồn ảnh tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm, dù chậm nhưng đây là linh hồn lực. So sánh tốc độ linh hồn lực tăng trưởng đến mức này đã là khủng bố. Đại hồn ảnh không tham gia, ngồi xếp bằng luyện hóa linh hồn lực ba phân thân linh hồn có được trên người Độc Cô Trường Linh. Trong quá trình này Lục Lâm Thiên mừng rỡ phát hiện năng lượng trong không gian chẳng cần hắn tu luyện, lực thú từ tiểu đao màu vàng không quá mạnh mẽ nhưng như kèm theo lực lượng thần kỳ quái dị tự động rút năng lượng vô hình ra khỏi không gian. Năng lượng vô hình từ từ thẩm thấu, tụ tập lại trong không gian rồi liên tục chui vào trán Lục Lâm Thiên. Nếu có người Độc Cô gia tộc tại đây vào lúc này sẽ cực kỳ rung động. Tốc độ rút năng lượng vô hình của Lục Lâm Thiên nhanh hơn người có thiên phú tu luyện mạnh nhất Độc Cô gia tộc gấp mấy chục, trăm lần. Trong đó Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, tu luyện trong không gian này tốc độ linh lực và dao động năng lượng vô hình nhanh hơn rất nhiều. Năng lượng vô hình tiến vào não, năng lượng đậm đặc khác tụ tập lại, âm dương linh vũ quyết luyện hóa chúng nó nhanh chóng biến thành linh lực tinh thuần tiến vào não Lục Lâm Thiên. Cảm giác biến đổi đó. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên lại hiện nét sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu dựa theo tốc độ thế này trong vòng một năm đẳng cấp linh lực của Lục Lâm Thiên rất có thể lại đột phá, đây chỉ là vấn đề về thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất là tăng mạnh linh hồn lực, xem tốc độ hiện tại, Lục Lâm Thiên ước chừng chờ khi hắn thi triển ám ma phân thân bí pháp sẽ có nhiều thêm vài phân thân. Tăng mạnh linh hồn lực đại biểu cho thực lực mạnh mẽ hơn. Đối với linh giả thì như cường giả cùng đẳng cấp. Linh hồn lực khác biệt lớn thì thực lực cũng thành cách biệt trời và đất. Đôi khi linh hồn lực quyết định tất cả, linh hồn lực khó tu luyện nhất. Có ích lợi thế này khiến Lục Lâm Thiên hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, mọi thứ xung quanh không liên quan gì hắn. Cách gần đó, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Trong tình huống này thời gian trôi đi rất nhanh, mấy người đã mất khái niệm giờ giấc. Về Tuyết Sư. Lúc này lại đến tu luyện giả vất vả trong thiên trụ giới. Chủ nhân ở bên ngoài tu luyện một năm, Tuyết Sư chuẩn bị tinh thần tu luyện 20 năm trong thiên trụ giới. Trong Độc Cô gia tộc, cùng với thần tử, thần nữ các đại gia tộc vào thần điện, mọi thứ quay về bình tĩnh. Nhưng trong đó đoàn thần hoàng địa vị kém hơn trước trong toàn Độc Cô gia tộc. Chính, phó thống suất đoàn thần hoàng bị trà đạp thê thảm, hoàn toàn không đánh lại cô gia, thành chuyện cho mọi người Độc Cô gia tộc bàn tán sau giờ ăn.
Nhiều tộc nhân nhiều chuyện đào móc về Lục Lâm Thiên, có người chuyên môn tìm Độc Cô Mị, Độc Cô Luật. Hai người đều là vũ giả, vốn chỉ là tộc nhân chi thứ, ở trong thành thần hoàng, địa vị trong Độc Cô gia tộc không cao. Bọn họ được vào Độc Cô gia tộc vì Độc Cô Luật từ nhỏ quen Lục gia, đây cũng là điều kiện trong tộc đồng ý Độc Cô Luật. Có người nghe nói Độc Cô Luật, Độc Cô Mị từ nhỏ đi theo Lục gia thì đều chạy tới tìm, muốn thám thính ra ít tin tức, muốn biết tại sao thành chủ luôn ở trong Lục gia. Nghe nói thành chủ hiện tại đã thành đế, có lẽ chuyện này liên quan Lục gia. Cộng thêm cô gia cường đại như thế, bọn họ muốn biết Lục gia có bí ẩn gì không. Khi mọi người biết cô gia Lục Lâm Thiên từ nhỏ đến lớn là thiếu gia phế vật thì đều tỏ ra không tin, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ cho rằng Độc Cô Luật nói xạo. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, nói lên đại vị của Lục Lâm Thiên trong Độc Cô gia tộc đã lên cao nhanh chóng. Người các đại gia tộc đều ở lại Độc Cô gia tộc chờ thần tử, thần nữ đã vào thần điện. Bởi vì thần điện có ý nghĩa hết sức quan trọng với 6 đại gia tộc. Với 6 đại gia tộc thì trong thiên địa này có rất nhiều bí mật, chính bọn họ cũng không biết. Bọn họ hy vọng sẽ tìm ra đáp án trong thần điện. Ngoài ra hiện tại 6 đại gia tộc cực kỳ cường đại nhưng số ít cường giả 6 đại gia tộc mới biết cường giả đỉnh cao nhất hiện tại của 6 đại gia tộc từ sau lão tổ thì không còn ai vượt qua nữa. Không người nào đạt đến trình độ lão tổ. Cộng thêm một số bí mật mấy năm qua khiến cường giả 6 đại gia tộc không thể biết được, vì vậy hy vọng mọi thứ sẽ có đáp án trong thần điện. Vân Tiếu Thiên, Dương Trưởng Lão, Đại Hộ Pháp, mấy ngày sau 3 người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Tiếu Thiên làm tông chủ Vân Dương Tông không có nhiều thời gian phung phí, huống chi hiện tại đế đạo Min BH, thiên địa minh đang giằng co, mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng chưa biết khi nào đốt lên chiến hỏa. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 2 tháng, trong Độc Cô gia tộc vẫn luôn bình tĩnh. Không gian trong hoàng tộc Thanh Long, đột nhiên nguyên không gian run rẩy. Ầm ầm ầm. Mọi người trong hoàng tộc Thanh Long bị kinh động, mắt nhìn chằm chằm một hướng. Từng luồng khí tức mịt mờ ngó một hướng. Grao. Trong đất rung núi chuyển, từ một sơn mạch vang tiếng nổ điếc tai. Sơn mạch lung lay sắp sụp, giữa không trung có một vòng sáng năng lượng to lớn khuếch tán. Sóng không gian tan vỡ. Khí tức cổ xưa lắng đọng lan tràn. Vù vù vù. Các cường giả hoàng tộc Thanh Long xuất hiện xung quanh. Trong Long Mộ tộc, các cường giả Long Dược đại trưởng lão, Huyền Hạo, Long Bích Hàm đại công chúa, nhị trưởng lão nhảy lên. Ánh mắt mọi người căng thẳng mong chờ nhìn chằm chằm không trung phía trước. Giây lát sau trong toàn không gian thần dị xuất hiện một màn sáng năng lượng. Màn sáng năng lượng che dập trời. Khí linh hoàng tuôn ra từ không gian thiên địa. Nguyên thiên địa bị khí tức bao trùm, trong khoảnh khắc tất cả cường giả hoàng tộc Thanh Long run bần bật. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đất dưới chân núi vỡ ra từng tấc, tựa như cái vỏ di chuyển. Đất đai trong tộc Thanh Long run rẩy, không trung rung lắc, núi sụp đất nứt, khuấy động gió mây biến sắc. Tất cả làm cường giả kinh thán. Tiếp theo mặt đất sụp đổ rạn nứt, một tòa cung điện siêu khổng lồ từ từ nhô lên. Ánh sáng xanh chói lòa, cung điện khổng lồ hiện ra. Ánh sáng xanh bao phủ toàn bộ, đỉnh chóp có Thanh Long to lớn xoay quanh, ngũ trảo giáng xuống. Ầm ầm ầm. Cung điện khổng lồ không gì sánh bằng xuất hiện như kéo dài mấy chục dặm, khiếp hồn người. Khí tức tim đập chân run lan tràn, kiến trúc to lớn này yên lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc này tất cả người hoàng tộc Thanh Long rung động linh hồn, khí thế đè ép thiên địa. Đám người Long Ngộ, Long Dược nhìn nhau. Điện Thanh Long xuất thế. Cặp mắt nhìn chằm chằm điện Thanh Long khổng lồ, thân thể run bần bật. Long Bích Hàm biến sắc mặt, mắt đẹp rung động. Tiểu Long được truyền thừa của Thanh Long lão tổ. Ngày xưa Long Bích Hàm cũng không thể làm được bước này. Vang tiếng rồng ngâm. Growl. Trong điện Thanh Long có một luồng sáng vàng bắn lên cao biến thành hình rồng khổng lồ, kèm theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng vàng lấp lánh, chính là Tiểu Long. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ấn dưới bụng tựa như cột đá, bên trên phủ vảy sáng lấp lánh tràn ngập lửa màu vàng. Sóng không gian bị đông lại, vỏ thần huyền vũ trên lưng Tiểu Long không hiện ra, nó hoàn toàn là hình dạng rồng. Xung quanh tụ tập người hoàng tộc Thanh Long ngày càng nhiều, thấy thân thể to lớn của Tiểu Long mơ hồ toát ra uy năng làm không gian vặn vẹo. Cảm nhận uy thế khiếp hồn người siêu khủng kia, linh hồn mọi người rung động. Khí linh hoàng. Khí linh hoàng này dường như đã vượt qua đẳng cấp thiên giai. Có hoàng tộc Thanh Long kinh sợ,
Đối với bọn họ thì trước tiên cảm nhận được ngay khí linh hoàng đến từ linh hồn, huyết mạch. Loại khí linh hoàng này đã vượt qua đẳng cấp thiên giai. Ground. Thân hình hóa thành bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa của tiểu long chợt mở ra. Ba con mắt cùng lộ, tiếng gầm giống vang lên, tiếng rồng ngâm hóa thành sóng âm lan tràn ra. Tiếng rồng ngầm cực kỳ trầm thấp, thoáng chốc làm linh hồn, huyết mạch trong người các hoàng tộc thanh long đứng xung quanh run rẩy dữ dội. Mặc kệ có tu vi đẳng cấp cao tới đâu, cường giả hoàng tộc thanh long đẳng cấp bát giai cũng không chống cự được. Huyết mạch sôi trào thúc đẩy, linh hồn run rẩy, tất cả biến hình bản thể quỳ rạp dưới đất. Nửa tháng sau, trong cái lỗ không gian, mấy chục bóng người nhảy ra. Mấy người đi đầu là Huyền Hạo, Long Bích Hàm, Long Dược Đại Trưởng Lão, Tiểu Long cũng trong số đó. Không gian trước mắt vang thanh âm nũng nịu. Tiểu Long, sao bây giờ ngươi mới đến? Một bóng dáng thướt tha bay tới, từ xa đã có khí tức nóng cháy ập đến. Một thiếu nữ 18, 9 tuổi nhẹ nhàng lướt đến. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như bạch ngọc sáng bóng, mắt chứa ý cười. Đôi mắt to đen láy toát ra tia lém lỉnh. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần có chút ngây ngô, nhưng đường cong thân thể thì mỹ miều. Tiểu Long nhìn nữ nhân trước mắt mặc trang phục đỏ rực lộ ra chân ngọc trắng thon dài, kinh ngạc kêu lên. Thần Hy! Nha đầu này càng nóng bỏng. Tiểu Long quét mắt đùi ngọc trắng nõn nà, da thịt sáng bóng mềm mịn mỏng nước chống cặp mông trăng tròn, đường cong cao vê upsilon tê thẳng tắp như tường thành. Tiểu Long nhìn đăm đăm một lúc. Thần Hy nhìn Tiểu Long, bĩu môi hử khẽ. Như thế nào? Ngươi không nhớ ta sao? Nhìn dữ vậy. Ngọn núi trước ngực Thần Hy ưỡn ra, toàn thân toát ra quyến rũ chí mạng nhất. Đặc biệt tóc đỏ rũ xuống như thác nước, đỏ rực tựa ngọn lửa càng bắt mắt. Tiểu Long nói. Đương nhiên nhớ, không ngờ nàng cũng đến. Tiểu Long lưu luyến vấn vương đường cong thân hình bốc lửa. Chợt vang tiếng thánh thót. Long Nguyệt đại trưởng lão, đại công chúa. Hai bóng dáng yêu kiều bay tới. Người nói chuyện khoảng 28 tuổi, váy dài màu hồng bao người, mắt đẹp như sao, khiến người nhìn trái tim run rẩy. Bên cạnh nàng là thần nhu công chúa của hoàng tộc Chu Tước. Nàng khom lưng hành lễ với Long Nguyệt đại trưởng lão, váy dài màu đỏ nếp gấp như tia sáng đỏ chuyển động trải dài xuống, trong xinh đẹp có ung dung nhu mì. 3000 sợi tóc tơ sau lưng cột cao lên, một lũ tóc rũ trước ngực tăng phần quyến rũ. Long Bích Hàm nhìn nữ nhân mặc váy dài màu hồng. Lắc người đến bên nàng. Chu Loan, sao ngươi cũng đến đây? Nữ nhân xinh đẹp nói. Vì ngày hôm nay chúng ta phải đến chứ? Mắt đẹp nhìn Huyền Hạo, nữ nhân nói. Sao đại hoàng tử cũng đến? Nữ nhân xinh đẹp nhìn Huyền Hạo đứng bên Long Bích Hàm, cười tủm tỉm nói. Xem ra ta phải chúc mừng các người. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Long Nguyệt đại trưởng lão, nghênh tiếp chậm trễ xin thứ lỗi cho. Mười mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời, đi đầu là một người già nua đầu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng quắc, vô hình trung mang theo khí chất vương giả. Long Nguyệt trưởng lão nhẹ gật đầu nói. Hổ lỗ trưởng lão khách sáo, thật lâu không gặp, tu vi của hổ lỗ trưởng lão dường như lại tiến bộ. Hổ lỗ nói. Long Nguyệt trưởng lão cũng vậy. Hôm qua hoàng tộc Huyền Vũ đã đến, ngày mai là đại hội bốn tộc, các vị hãy nghỉ ngơi trước đi. Một thanh niên thô kệch mặc áo trắng, khoảng 22, 3 tuổi đứng cạnh hổ lỗ trưởng lão bỗng tới gần Thần Hy. Thần Hy, sao nàng đến đây? Để ta đưa nàng đi ngắm cảnh. Thần Hy do dự một chút, nhìn hướng Tiểu Long. Tiểu Long, đi cùng ta đi. Thần Hy mong chờ Tiểu Long sẽ đi cùng mình. Thanh niên áo trắng quay sang nhìn Tiểu Long. Tiểu Long liếc thanh niên áo trắng, nói với Thần Hy. Ta không đi. Tiểu Long không đi. Thần Hy lập tức từ chối thanh niên áo trắng. Hổ Vũ, vậy ta không đi. Thanh niên áo trắng nghe vậy nhìn Tiểu Long, mắt lóe tia khó chịu. Một thiếu nữ đứng cạnh thanh niên áo trắng bước ra nói. Thần Hy công chúa, hay là chúng ta? Cùng đi chơi. Thiếu nữ khoảng 18, 9 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, là người hoàng tộc Bạch Hổ. Nhưng thiếu nữ không có vóc dáng thô kệch như hổ tộc mà nhẹ nhàng, nhu mì như một linh miêu. Khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô, đường cong linh lung chết người, đẹp ngang ngửa Thần Hy. Thần Hy do dự một chút. Cũng tốt. Thần Hy liếc Tiểu Long một cái, cùng thiếu nữ nhảy người đi mất. Hổ lỗ mỉm cười nói. Hai nhà đầu này ở chung rất tốt. Hổ lỗ tiếp tục bảo. Mọi người hãy nghỉ ngơi đi,
hẹn gặp lại trong đại hội bốn tộc ngày mai. Sáng sớm hôm sau, trên một quảng trường to lớn, nhiều người đã ngồi. Quảng trường bao la, bốn phía có nhiều người qua lại, xem khí thế thì đều đến đẳng cấp thất giai. Chỉ có đẳng cấp thất giai mới biến hình người được. Growl growl. Bên cạnh có nhiều yêu thú hình cọp, dưới lục giai, số lượng đông đúc. Có con cọp mắt to, cọp có hoa văn vương, yêu hổ khác. Các tiếng gầm giống đinh tai nhức óc. Trên đầu quảng trường, bốn bệ đá, tứ tộc xếp hàng trên đó. Đại hội bốn tộc là bốn thú hoàng tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đại hội bốn tộc cực kỳ quan trọng với bọn họ. Trên bốn bệ đá hơi khác lạ. Bệ đá thứ bốn bên trái là hoàng tộc Huyền Vũ, dẫn đầu là Huyền Vũ, mấy cường giả nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Huyền Doanh, Huyền Kình cũng có mặt. Nhìn trên bệ đá thứ hai là người hoàng tộc Thanh Long, đặc biệt thân hình Tiểu Long, người hoàng tộc Huyền Vũ biểu tình khác lạ. Huyền Vũ, Huyền Doanh, Huyền Kình cực kỳ bất đắc dĩ. Ngày hôm qua ba người đến hoàng tộc Thanh Long tìm Huyền Hạo, Tiểu Long. Huyền Hạo rất bình thản, Tiểu Long thì chỉ nhẹ gật đầu với ba người, đó là nể mặt Huyền Vũ. Tiểu Long hoàn toàn phớt lờ người hoàng tộc Huyền Vũ khác. Người bốn thú hoàng tộc ngồi vào chỗ, chủ nhà lần này là hoàng tộc Bạch Hổ, thủ lĩnh hoàng tộc Bạch Hổ là đại trưởng lão Hổ Lỗ. Hổ Lỗ mở lời. Các vị, đại hội tứ tộc 500 năm một lần, người chiến thắng lần trước là hoàng tộc Thanh Long. 500 năm nay không xảy ra chuyện gì lớn, bốn thú hoàng tộc chúng ta đã 500 năm không nội chiến. Vì toàn thú tộc, đại hội tứ tộc vẫn phải tiếp tục kéo dài. Bên cạnh Hổ Lỗ có nhiều trưởng lão trong tộc, ai nấy tu vi không tầm thường. Không hiểu sao mà trong bốn tộc chẳng thấy tộc trưởng ra mặt, nhưng đại trưởng lão và công chúa, hoàng tử đến cũng đã đại biểu chú trọng. Thủ lĩnh hoàng tộc Chu Tước là Chu Loan đại công chúa, Chu Thần Nhu nhị công chúa. Thời viễn cổ trong tộc đồn rằng bốn thú hoàng tộc chúng ta vì nội chiến nên mới bị nhân loại áp chế, nhiều năm qua tứ tộc chúng ta luôn nội chiến không ngừng, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Sau đại hội tứ tộc thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, lỡ sau này lục đại nhân hoàng tộc có dục dịch gì thì chúng ta cũng không sợ. Sau lưng bọn họ có nhiều cường giả cũng tu vi phi phàm. Huyền Vũ vùng áo đen, nhìn Long Bích Hàm. Đại hội tứ tộc là người trẻ tuổi mạnh nhất bốn tộc so tài, người thắng trận đứng đầu tứ tộc. Đối diện ngoại địch thì tứ tộc sẽ nghe theo hiệu lệnh của người đó, nhưng không được xen vào nội vụ của các tộc. 500 năm qua tứ tộc nội chiến, nhờ Long Bích Hàm thống suất chạy tứ phía. 500 năm này đã vất vả cho Long Bích Hàm thống suất. Chu Loan, Chu Thần, đám người Hổ Lỗ trong hoàng tộc Bạch Hổ hơi hành lễ. Vất vả cho Long Bích Hàm thống suất. Long Bích Hàm thướt tha đứng, gật đầu nói. Các vị khách sáo, 500 năm nay ta không làm được gì, hôm nay hãy xem trong tứ tộc chúng ta có vị hậu bối nào có thể nhận lấy gánh nặng 500 này đi. Hổ Lỗ chủ nhà hỏi ý Long Bích Hàm. Long Bích Hàm thống suất, bắt đầu đại hội tứ tộc đi. Long Bích Hàm gật đầu nói. Bắt đầu. Đại hội tứ tộc bắt đầu. Hổ Lỗ đại trưởng lão hét to xong quảng trường vang tiếng chuông, quảng trường tĩnh lặng. Hổ Lỗ đại trưởng lão tuyên bố quy tắc, dựa theo quy định thì mỗi tộc phái hai thanh niên lên sân. Trong tiếng hò reo của đám người hoàng tộc Bạch Hổ, có hai người được đề cử. Một người là thanh niên áo trắng Hổ Vũ, là hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ. Một người khác là nữ nhân xinh đẹp hôm nay Tiểu Long gặp, tên Hổ Y, cũng là công chúa hoàng tộc Bạch Hổ. Hai người này lên sân làm không khí sôi động, chứng minh Hổ Y, Hổ Vũ có sức hiệu triệu mạnh mẽ trong tộc. Thanh niên áo trắng rào rạt tự tin, vừa lên sau liền phát ra khí thế hậu kỳ bát giai. Khí thế cực kỳ bá đạo uy mãnh, làm lòng người run sợ. Người hoàng tộc Chu Tước lên sân, một bóng dáng thướt tha đỏ rực xẹt qua, không khí mang theo hơi nóng cháy, là Thần Hy công chúa. Đường cong thân hình bốc lửa làm đám thanh niên hoàng tộc Bạch Hổ mắt nóng rực. Hoàng tộc Chu Tước còn một thanh niên khác, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm. Tuyển thủ bên hoàng tộc Huyền Vũ đương nhiên là huynh muội Huyền Kình, hoàng tộc Huyền Vũ. Hai người nhẹ nhàng lên sân, có lẽ vì trong lòng vốn biết rõ ai là người chiến thắng đại hội lần này. Trong hoàng tộc Thanh Long, một thanh niên bất phàm hành lễ với Long Nguyệt đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta lên đây. Long Nguyệt đại trưởng lão lên tiếng. Long Bích, lên đi, xem như rèn luyện cũng tốt, đừng quá nhiều áp lực. Tuân lệnh. Thanh niên nhảy xuống quảng trường, gã là người trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc vốn ôm chút hy vọng nhưng giờ lòng đã hiểu rõ, ra sân rèn luyện một chút cũng tốt.
người chiến thắng cuối cùng sớm đã được quyết định. Long Nguyệt đại trưởng lão mỉm cười nói với Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi nên đi lên. Long Nguyệt đại trưởng lão hiểu kết quả là ai, trừ phi ba tộc khác xuất hiện kỳ tích. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Bà ngoại, con lên đây. Tiểu Long giẫm chân, ánh sáng vàng lóe lên dưới bàn chân, lắc người đến quảng trường. Tám thanh niên nam nữ bốn thú hoàng tộc đứng trên quảng trường. Hổ Lỗ đại trưởng lão lại lần nữa tuyên bố quy tắc, Thanh Long và Bạch Hổ trực tiếp đối chiến, Chu Tước và Huyền Vũ cũng đánh nhau, chiến thắng cuối cùng chỉ có bốn người. Bốn người sẽ đánh nhau đến cuối cùng còn hai người. Nếu hai người cuối cùng chung một tộc thì vẫn phải phân ra cao thấp quyết định thống suất tứ tộc, trừ phi là một người chủ động nhận thua. Tám người sớm tự tìm hiểu rõ quy tắc. Trận thứ nhất bắt đầu, Thanh Long và Bạch Hổ đối chiến, Tiểu Long gặp Hổ Y, Long Bích đấu Hổ Vũ, Huyền Kình đấu thanh niên bất phàm của hoàng tộc Chu Tước, Huyền Doanh đấu Thần Hy. Trên quảng trường bao la đủ cho tám người thoải mái đánh nhau. Đại trưởng lão Hổ Lỗ tuyên bố bắt đầu, không khí căng thẳng lên. Trong tám người có sáu người tấn công ngay, thân hình nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã sáp lá cà. Bùm bùm bùm. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng kinh người thổi quét quảng trường khiến nhiều cường giả có mặt bị rung động, thực lực tổng thể sàn sàn như nhau. Chỉ có Tiểu Long đấu với Hổ Y hoàng tộc Bạch Hổ. Tiểu Long hờ hững liếc mắt qua, bát giai trung kỳ, tuy gần đến đỉnh nhưng không đủ lọt vào mắt Tiểu Long. Đẳng cấp thực lực cỡ này hoàn toàn bị Tiểu Long hiện tại nắm giữ năng lực. Lớn mạnh phất lờ đi. Hổ Y phất lờ làm Hổ Y tức giận, thân hình nóng bỏng ưỡn ra trước. Hổ Y trừng Tiểu Long, đôi mắt bực bội. Này, người có đánh không? Thực lực của nàng quá thấp, tự nhận thua đi, ta đỡ phải ra tay. Tiểu Long liếc Hổ Y một cái, thản nhiên nói. Hơn nữa lão đại của ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, ta cũng vậy. Hổ Y quát to. Hừ. Hổ Y lắc người, thân hình nhanh như tia chớp, nắm đấm ngọc oanh kích tới trước mặt Tiểu Long. Không gian vặn vẹo trước nắm tay, kinh phong cực kỳ sắc bén. Sóng không gian bị chấn vỡ ngay. Trong khoảnh khắc cú đấm mang theo kình phong bạo lực đập mạnh vào ngực Tiểu Long. Xoẹt. Cú đấm trúng mục tiêu nhưng không có tiếng thịt va đập. Cú đấm của Hổ Y trúng ngực Tiểu Long, xuyên qua LNG ngực, thân hình Tiểu Long cũng nhạt dần. Thấy cảnh này Hổ Y biến sắc mặt hét. Tàn ảnh. Hổ Y không ngờ tốc độ của Tiểu Long nhanh đến mức này. Ngọc Quyền chấn vỡ tàn ảnh Tiểu Long, Hổ Y thầm la nguy rồi. Bàn chân đạp đất, thân thể mềm mại lùi nhanh. Lúc này không gian sau lưng Hổ Y đột nhiên vặn vẹo, thân hình Tiểu Long quái dị xuất hiện. Lửa màu vàng bao bọc nắm đấm như sấm sét chấn vỡ không gian, mang theo lực lượng xuyên qua không gian trong khoảnh khắc xuất hiện sau lưng Hổ Y. Kình phong nóng cháy làm Hổ Y hoàn toàn biến sắc mặt, tốc độ mau đến mức nàng không thể tránh khỏi. Khí thế quái dị khuếch tán quanh thân Hổ Y. Cơ thể nàng tựa như vượt không gian trong khoảnh khắc thoát khỏi phạm vi nắm tay của Tiểu Long khống chế. Tiểu Long mắt lóe tia sáng. Lực lượng thời gian. Lực lượng này rất giống với thời gian loạn của lão đại. Tiểu Long vừa biến sắc mặt vừa thay đổi thủ ấn, thân hình kỳ dị vượt không gian. Tiểu Long ở trong thiên trụ giới nhiều năm, tuy không lĩnh ngộ được lực lượng thời gian nhưng nhiều ít dung hội quán thông một chút. Xoẹt. Khi Hổ Y cho rằng đã thoát khỏi đối thủ thì không gian sau lưng nàng đột nhiên vặn vẹo, thân hình màu vàng mơ hồ hiện ra. Ngọn lửa vàng bao quanh nắm tay chấn vỡ không gian lại đến sau lưng Hổ Y, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, không kịp né tránh. Giây phút nguy cấp, nắm đấm dán sát lưng Hổ Y chợt rút về, kình khí nóng cháy biến mất. Tiểu Long lùi về. Nàng hãy nhận thua đi, nàng không đánh lại ta đâu. Hổ Y còn tưởng sẽ phải chịu cú đấm. Thấy Tiểu Long thu tay về thì rất bất ngờ, khó hiểu. Hổ Y xoay người hỏi Tiểu Long. Hừ, tại sao ngươi dừng tay? Tiểu Long nhìn Hổ Y. Nàng là nữ nhân, thực lực kém như vậy, đánh nhau với nàng chẳng hay ho gì. Hổ Y nổi giận. Hừ, ngươi sỉ nhục người quá đáng. Rõ ràng là đối phương không thèm để nàng vào mắt, đường đường là công chúa hoàng tộc Bạch Hổ sao chịu nổi nhục nhã này. Tay ngọc giơ lên. Một trường gần trong gang tấc vỗ ra. Mép trường ấn lộ ra khe hở không gian đen thui, trường vỗ chúng ngay vào người Tiểu Long. Bùm bùm bùm. Lực lượng cường đại va chạm, thân hình Tiểu Long nhìn như mảnh khảnh nhưng lại tựa tảng đá không thể lay động. Tiểu Long chịu một trường mà như không có gì, khóe môi cong lên nụ cười. Tiểu Long vỗ trường chúng ngay ngực Hổ Y,
lúc phó trưởng Tiểu Long không chú ý đến nó trúng bộ ngực cao V Upsilon T của Hổ Y. Một trưởng nhanh như tia chớp vỗ xuống, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon C vang lên. Hổ Y bị chấn lùi mấy bước, mỗi thụt lùi một bước là dưới chân sẽ nứt rạn. Hổ Y bị đẩy lùi 7-8 bước mới ổn định thân hình. Tiểu Long vẫn chưa dùng hết sức. Tiểu Long nhẹ giọng nói. Đã bảo là nàng không đánh lại ta mà. Thực lực hiện tại của Tiểu Long như thế nào thì tự mình rõ ràng nhất, Hổ Y hoàn toàn không đánh lại được. Trong bát giai này Tiểu Long chẳng sợ ai. Hổ Y bị đẩy lùi, thân thể mềm mại run nhẹ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi gắt gỏng trừng Tiểu Long. Ngươi! Mới rồi tiểu tử này vỗ trưởng trúng chỗ kia của nàng, chắc chắn cố ý. Tiểu Long không hề phát hiện. Không đánh lại còn nổi giận. Tiểu Long không chú ý trưởng vừa rồi đỡ upsilon.ng vào chỗ không nên chạm vào. Miệng Hổ Y phát ra tiếng quát trầm thấp. Growl! Thân hình yểu điệu mềm mại của Hổ Y biến thành một con hổ trắng hoa văn vương. Bạch hổ như hổ rình mồi, cái đầu to khảm đôi mắt như ngọn đèn, to mấy trăm thước, toàn thân tỏa sáng toát ra khí hoàng giả, khí tức yêu hoàng khuếch tán. Không gian quanh thân bạch hổ như đông lại hoặc tan vỡ, cực kỳ huyền ảo. Thoạt trông vô cùng hung mãnh, uy thế to lớn làm người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Long nhìn bản thể khổng lồ của Hổ Y nhưng không thèm để bụng, chỉ hờ hững liếc mắt một cái. Bản thể Hổ Y gầm lên. Growl. Tiếng hổ gầm chấn không, trong thanh âm mang theo uy áp hùng hồn. Tất cả cường giả hoàng tộc bạch hổ xung quanh bị uy áp làm cứng người. Hổ Y phục hồi bản thể sớm nhất trong 8 người, đôi mắt to nhìn Tiểu Long đăm đăm làm thế chuẩn bị nhào lên, khiến người nhìn sợ teo tim. Sóng không gian khuếch tán quanh thân Hổ Y, người tỏa ánh sáng thuộc tính phong màu trắng, lực lượng vô cùng hùng hồn tuôn ra. Tiểu Long nhìn bản thể của Hổ Y, thản nhiên nói. Nàng có phục hồi bản thể cũng không đánh lại ta, nếu nàng không nhận thua thì ta không khách sáo. Hổ Y phất lờ Tiểu Long cảnh cáo. Growl. Mắt hổ to trầm xuống, thân hình khổng lồ giơ vuốt phải lên. Chớp mắt thân hổ xẹt qua không gian, thân hình uy vũ dữ tợn chấn rách không gian, mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người nhanh như tia chớp nhào vào Tiểu Long. Vốn cách nhau khá gần, trong khoảnh khắc thân cọp của Hổ Y đã đến trước mặt Tiểu Long. Cùng lúc đó, thân cọp vươn móng vuốt phải to lớn ra, vuốt gấp khúc sắc bén lóe tia sáng lạnh giáng xuống Tiểu Long. Vù vù vù. Giờ phút này, không gian như phong vân biến sắc. Không gian đầy trời tụ tập yêu nguyên thuộc tính phong, bốn phía gió nổi mây phun. Trong chớp mắt móng vuốt hổ với thế sấm sét bao phủ Tiểu Long. Răng rắc, vuốt hổ xé rách không gian lộ ra năm khe nứt đen thui khiến tim người đập nhanh. Tiểu Long mắt lóe tia sáng liếc qua. Hừ, Tiểu Long nhìn cự hổ giơ vuốt nhào tới, bàn tay phải giơ lên kéo theo năng lượng thiên địa phô thiên cái địa đánh ra. Năng lượng bàng bạc như sóng thần dao động, từng đợt sóng điên cuồng ập đến. Khi móng vuốt đến trước mặt Tiểu Long, khe nứt không gian đen thui dưới móng vuốt cách Tiểu Long mấy thước nhưng không tiến thêm được tấc nào. Cùng lúc đó, Tiểu Long có nắm tay, lửa màu vàng tuôn ra trước quyền ấn. Dao động năng lượng đáng sợ khuếch tán, không gian xung quanh vỡ từng tấc. Lùi cho ta. Quyền ấn đánh ra, tốc độ khủng bố bay ra. Tiểu Long phất lờ kình phong ập đến, người xông lên, cú đấm đập mạnh vào móng vuốt hổ của Hổ Y. Dầm. Vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, ngọn lửa màu vàng xuyên thấu vào vuốt hổ, lực lượng hùng hồn chút xuống. Cơ thể to lớn của Hổ Y bị đánh bay đi, thân hình mấy trăm thước bị cơ thể mảnh khảnh của Tiểu Long một đấm đẩy lui vài trăm thước. Dầm! Hổ Y té xuống đất, lực lượng mạnh mẽ làm cơ thể to lớn cũng khó đối kháng lại trọng kích. Hổ Y té cái bịch xuống đất tạo hố sâu lớn, đá vụn văng tung tóe, đất. Rung núi chuyển. Không ai nhìn thấu được đẳng cấp tu vi của Tiểu Long. Mạnh quá. Lúc này Tiểu Long giơ tay nhấc chân với trạng thái hình người lại trà đạp Hổ Y, nhiều cường giả lộ ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu Long một đấm đánh bay Hổ Y, thân hình mảnh khảnh áo vàng chợt lóe đáp xuống trước thân hổ khổng lồ của Hổ Y. Tiểu Long hỏi. Này, nàng có sao không? Ta thua. Dù Hổ Y còn giận dỗi nhưng biết rõ mới rồi đối phương vẫn nương tay, nàng không đánh lại người ta. Người hoàng tộc Thanh Long này quá mạnh. Hổ Y trở về hình người, nàng trừng Tiểu Long, khẽ hừ, hậm hực đi xuống. Growl growl. Gru. Sáu người bên cạnh lần lượt biến ra bản thể khổng lồ. Bản thể huyền vũ, Thanh Long,
Bạch Hổ xoay quanh giữa không trung. Thần Hy và thanh niên hoàng tộc Chu Tước biến hình, bản thể Chu Tước cực kỳ chói mắt. Bản thể Thần Hy đỏ rực, ngọn lửa nóng cháy bao bọc nàng. Trên đầu Thần Hy có mấy cọng lông chim nhiều màu hình thành phượng quan, cái đuôi mọc lông chim bảy sắc thật dài. Đôi cánh dương rộng, lửa tràn ngập khiến người nhìn linh hồn bị phỏng, không gian xung quanh dao động dập dờn. Bản thể Chu Tước rất giống phượng hoàng, giống thú thể Chu Tước quyết của Lục Lâm Thiên Y như đúc. Ầm ầm ầm. Sáu người phục hồi bản thể đối kháng, sóng âm kinh người tựa sấm sét. Năng lượng tụ tập, trên bầu trời gió nổi mây phun. Yêu hoàng linh hoàng đánh nhau, trong phút chốc khó phân thắng thua. Long Bích, Thần Hy, thanh niên khác thuộc hoàng tộc Chu Tước thì đẳng cấp tu vi thực lực chỉ tới đỉnh hậu kỳ bát giai, răng co một lúc rồi thua trận. Hai người hoàng tộc Chu Tước đều thua, Long Bích thuộc hoàng tộc Thanh Long thua vào tay Hổ Vũ. Bốn người còn lại gồm Tiểu Long, Hổ Vũ, Huyền Kình, Huyền Doanh. Hoàng tộc Huyền Vũ còn hai người, sắc mặt Huyền Vũ hơi mừng. Gã đã biết kết cuộc, Huyền Kình, Huyền Doanh mạnh đến mấy cũng không làm gì được Tiểu Long. Mấy trưởng lão trong hoàng tộc Huyền Vũ biểu tình phức tạp, không biết trong lòng suy nghĩ cái. Trận thứ hai, Huyền Kình đấu với Hổ Vũ, Tiểu Long đối chiến Huyền Doanh. Dường như hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Chu Tước hiểu rất rõ quan hệ giữa Tiểu Long và hoàng tộc Huyền Vũ. Lúc này Tiểu Long đối chiến với Huyền Doanh, ai nấy mắt hấp hái. Ầm ầm ầm. Hổ Vũ và Huyền Kình vừa lên sân lại lần nữa phục hồi bản thể khổng lồ va chạm. Hai người đều có thần yêu hoàng, đỡ upsilon.ng độ nhau thì uy thế càng thêm kinh người. Mỗi khi hai người công kích đều mang theo năng lượng cuồng bạo. Tốc độ của Hổ Vũ siêu nhanh, gã là hoàng tộc Bạch Hổ nên tốc độ, lực lượng kết hợp hoàn mỹ với nhau, uy thế kinh người. Huyền Kình là hoàng tộc Huyền Vũ, lực phòng ngự khủng bố không nói chơi. Cuộc chiến của hai người kịch liệt hấp dẫn hơn trận thứ nhất. Huyền Doanh nhìn Tiểu Long trước mặt mình, hỏi. Tiểu Long, người khỏe không? Huyền Doanh mặc trang phục màu lam, da thịt trơn bóng, mềm mại mơn mởn, ngũ quan tinh xảo, son phấn giảm nhẹ, cực kỳ cao quý. Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ta có khỏe hay không chẳng liên quan gì các người. Trong lòng Tiểu Long ôm tức giận với hoàng tộc Huyền Vũ không dễ dập tắt. Huyền Doanh tóc dài xõa vai, đồ màu lam bao lấy mông căng tròn vêu thật cao, cùng với gò bồng đào đầy đặn hình thành quyến rũ chí mạng nhất. Vốn nên là nữ nhân kiêu ngạo xinh đẹp, xa cách người nhưng lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Long. Huyền Doanh nói. Tiểu Long, chuyện không như ngươi nghĩ. Trong tộc có lỗi với ngươi, nhưng một số việc cũng vì bất đắc dĩ. Ánh mắt Tiểu Long âm trầm hỏi. Rốt cuộc có đánh hay không? Nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Long lóe tia sáng trí tuệ, Huyền Doanh khẽ nói. Ta nhận thua. Tiểu Long phất áo vàng, mắt lộ ra khó chịu. Nàng không nhận thua cũng không làm được gì, vốn không đánh lại ta. Thái độ của Tiểu Long đối với Đường Tỷ tốt hơn một chút, nếu là người khác thì Tiểu Long đã xông lên rồi. Huyền Doanh khẽ thở dài. Tiểu Long, có một số việc thật sự không như ngươi nghĩ. Thân hình thướt tha chậm rãi rời khỏi quảng trường. Huyền Doanh không chiến tự lui khiến hoàng tộc Chu Tước, hoàng tộc Bạch Hổ lộ vẻ mặt khó hiểu. Bùm bùm bùm. Giữa không trung, Huyền Kình và Hổ Vũ đánh nhau kịch liệt, trong một lúc không ai làm gì được ai. Hổ Vũ giống to. Quả nhiên có chút thực lực, vậy ta không nương tay nữa. Trong khoảnh khắc khí thế quanh thân Hổ Vũ lại tăng vọt. Khí thế hùng hồn từ hậu kỳ bát giai tăng nhanh lên trung giai, gần hậu giai. Khí thế khủng bố đè ép, không gian lung lay. A, à, mọi người ngạc nhiên nhưng không bao nhiêu người biết Hổ Vũ luôn che giấu thực lực. Đẳng cấp bát giai hậu kỳ trung giai, gần hậu giai mạnh hơn Huyền Kình chỉ mới đột phá bát giai hậu kỳ không lâu. Hổ Vũ như ngựa ô làm nhiều cường giả bất ngờ. Mọi người kinh thán, Hổ Vũ ra tay hết sức đẩy lùi Huyền Kình. Nếu không dựa vào lực phòng ngự cường đại thì Huyền Kình đã khó kéo dài. Bản thể khổng lồ của Huyền Kình phát ra tiếng gầm. Growl. Trên mai rùa chợt dâng lên ánh sáng cói mắt, ánh sáng tựa như màu mực đen, ảo ảnh Huyền Vũ hiện ra trên đầu Huyền Kình. Huyền Vũ ảo to ngàn thước, rùa rắn quấn nhau như vật sống, mang theo uy áp to lớn, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ khuếch tán. Dưới khí thế đó làm không gian vặn vẹo, sóng không gian lan tràn bốn phía. Huyền Kình giống to. Huyền Vũ nộ. Ảo ảnh khổng lồ sau lưng Huyền Kình xông hướng Hổ Vũ, trong khoảnh khắc bao trùm giữa không trung.
Giờ khắc này không gian run rẩy, tứ phía có năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập, năng lượng khủng bố phát ra đã vặn vẹo dòng khí không gian. Hổ Vũ ngẩng đầu lên như hổ rình mồi, quanh người có bạch hổ ảo vọt ra. Bạch hổ ảo toàn thân trắng tinh, ánh sáng trắng chói mắt che dập trời bao phủ bạch hổ, đôi mắt to sắc bén, thân hình to ngàn thước. Không gian quanh ảo ảnh sụp đổ từng tấc lộ ra khe nứt đen thui phía chân trời. Bạch hổ ảo thân hình to lớn làm mọi người cảm giác không thể chống cự, khí thế này quá cường đại, làm linh hồn người rung động, thời không loạn, hoa mắt. Hổ Vũ hét to một tiếng. Bạch hổ diệt. Thú ảnh cự hổ màu trắng bay ra, vô tận trước mặt sụp đổ ầm ầm lộ ra hố đen thui. Hắc ám sâu thẳm cắn nuốt linh hồn khiến người rợn tóc gáy. Chớp mắt hai thú ảnh bắn ra tựa như thái sơn áp đỉnh va chạm mạnh vào nhau. Xoẹt. Hai lực lượng va chạm, cả không gian run rẩy. Xung quanh hai thú ảnh đột nhiên hiện ra một vòng sáng đen thui, kỳ lạ là hai thú ảnh va chạm nhưng không có tiếng nổ quá lớn, chỉ có khí thế uy áp kinh người khiến các thú tộc bạch hổ có mặt sợ teo tim. Hai thú ảnh dây dưa rằng có một lúc sau thú ảnh Huyền Vũ dần thua về mặt khí thế một bậc. Hổ Vũ chộp lấy cơ hội ngay, hét to một tiếng. Phá! Vuốt hổ khổng lồ dơ cao đè xuống, cự hổ màu trắng ảo nổ tung. Không gian nổ cái bùm lộ ra lỗ đen thui to lớn, Huyền Vũ ảo bị nuốt vào. Bùm bùm bùm! Năng lượng khủng bố bùng nổ, không gian bị phá vỡ. Năng lượng kinh người đè ép, kinh khí ngập trời ép chặt. Bản thể khổng lồ của Huyền Kình bị đánh văng ra ngoài. Dù có lực phòng ngự cường đại thì Huyền Kình không chịu nổi phun ngụm máu. Phụt! Ta thua! Không cần đại chiến sinh tử, Huyền Kình trở về hình người. Huyền Kình thầm hiểu Hổ Vũ sẽ không thắng nổi. Hổ Vũ không nghĩ vậy, với đẳng cấp tu vi thực lực của gã chắc chắn chiến thắng đại hội tứ tộc lần này. Hiện tại chỉ còn lại linh thú tạp giao của hoàng tộc Thanh Long, ngoài miệng Hổ Vũ không nói nhưng trong lòng không thèm để Tiểu Long vào mắt. Trận thứ hai kết thúc, trên sân chỉ còn lại Tiểu Long và Hổ Vũ. Người hoàng tộc Bạch Hổ nở nụ cười, lần này bọn họ thắng chắc. Nhiều năm qua rốt cuộc hoàng tộc Bạch Hổ cô được một thanh niên thiên phú cường đại, vị trí thống suất tứ tộc 500 năm sắp rơi vào tay hoàng tộc Bạch Hổ. Hổ Lỗ đại trưởng lão tuyên bố trận thứ ba bắt đầu. Trên quảng trường, Hổ Vũ nhìn thẳng Tiểu Long. Tiểu Long vẫn giữ bình tĩnh như cũ, chỉ liếc Hổ Vũ một cái tỏ ra khinh thường. Hoàn toàn không có khí thế dương cung bạt kiếm giữa hai người mà mọi người tưởng tượng sẽ có. Hổ Y, Thần Hy thì luôn nhìn chằm chằm trong sân. Hổ Vũ nhìn Tiểu Long, lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa đủ trình. Trong hoàng tộc Bạch Hổ ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Hổ Vũ biết thực lực của Tiểu Long không tệ, ít nhất muội muội Hổ Y không làm gì thiếu niên áo vàng này được, nhưng mạnh cách mấy cũng không thể bằng gã. Nghe Hổ Vũ nói, Tiểu Long liếc gã. Nói nhảm nhiều quá. Tiểu Long dứt lời ánh sáng vàng chợt lóe, khí tức nóng cháy tuôn ra từ thân thể. Giây lát sau mái tóc Tiểu Long vàng cuộn sóng như sắp bốc lửa, nắm đấm như ngọc đánh ra một quyền ẩn, khoảnh khắc đã đến trước mặt Hổ Vũ. Hổ Vũ không ngờ tốc độ của Tiểu Long đến trình độ này, quyền ấn kình phong nóng rực đột nhiên xuất hiện khiến lòng gã trùng xuống. Hổ Vũ nhanh chóng thụt lùi, khí tức kỳ dị phát ra từ người gã thoáng chốc kéo giãn khoảng cách. Lực lượng thời gian của ngươi dường như không đủ trình độ. Tiểu Long sớm đề phòng năng lực thời gian của hoàng tộc Bạch Hổ. Ánh lửa màu vàng bừng lên quanh thân, quyền ấn xé giáo đuổi theo. Tốc độ của Tiểu Long bị thiên phú của Hổ Vũ ảnh hưởng nhưng vẫn cực nhanh, gã ngạc nhiên biến sắc mặt, ánh mắt trầm xuống. Hổ Vũ tung ra trường ấn chặn lại nắm đấm của Tiểu Long. Dầm! Quyền ấn được lửa vàng bao bọc đột ngột ập đến, đấm mạnh vào trường ấn của Hổ Vũ. Vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, dường như quyền kình bị trường cản lại. Xoẹt! Lúc này trên quyền ấn của Tiểu Long, ngọn lửa vàng khủng bố chút xuống, mang theo khí tức nóng cháy không thể ngăn cản bùng nổ. Lửa màu vàng xuyên thấu bàn tay Hổ Vũ trực tiếp oanh kích vào linh hồn gã, ám kình mạnh mẽ chút xuống. Công kích vật chất và linh hồn đổ xuống cùng một lúc. Lực lượng cường đại va chạm vào người Hổ Vũ, cơ thể gã bắn ngược trở lại, nặng nề đáp xuống đất tạo ra hố sâu thật to. Mặt Hổ Vũ tái nhợt lập tức hun ra búng máu. Phụt! Hổ Vũ ngước lên nhìn Tiểu Long chằm chằm, mắt nổi lên kinh hoàng. Phù! Nhiều cường giả xung quanh lộ vẻ mặt nghi hoặc, không ai ngờ nhẹ nhàng một chiêu vậy mà thực lực cường đại như Hổ Vũ bị đánh bay.
Cường giả các tộc lộ ánh mắt ngạc nhiên. Hoàng tộc Bạch Hổ vốn nắm chắc phần thắng, hiện tại lòng thấp thỏm. Bị Tiểu Long một chiêu đánh bay làm trái tim kiêu ngạo của Hổ Vũ bị đạp nát bấy. Hừ! Hổ Vũ biến thân bản thể Bạch Hổ khổng lồ. Growl! Một tiếng hổ gầm, cơ thể to lớn của Hổ Vũ bay lên đè hướng Tiểu Long. Móng vuốt hổ to lớn xé rách không gian đè xuống trước mặt Tiểu Long, khe hở không gian đen ngòm răng rắc lan tràn. Nhìn cú đấm đánh tới, Tiểu Long hờ hững liếc qua, mắt lóe tia sáng lạnh. Tiểu Long không lùi mà tiến lên, ngọn lửa vàng bao bọc bàn tay. Chớp mắt ánh sáng vàng lóe lên dưới chân Tiểu Long, mũi chân đạp đất, thân thể bay vọt ra nhanh như tia chớp lao lên. Tiểu Long lại tung nắm đấm mang theo lửa vàng như đạn pháo kèm ơ sóng xung kích chấn vỡ không gian, đỡ upsilon.ng mạnh vào chảo ấn của Hổ Vũ đè xuống. Tiểu Long đối phó Hổ Vũ không khách sáo như với Hổ Y. Bùm bùm bùm. Mọi người nhìn chăm chăm, chỉ thấy Tiểu Long phất lờ kình phong ập đến, cú đấm nặng nề đập vào chảo ấn của Hổ Vũ tựa như thiên thạch va chạm. Vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, C, cả không trung run rẩy. Giây tiếp theo, bản thể khổng lồ của Hổ Vũ không bay ngược về mà xé gió lao đi, đập mạnh vào quảng trường phía xa. Hổ Vũ lại phun ngụm máu. Phụt, bùm, toàn bộ mặt đất rung rinh. Từng khe nứt trên nề đất quảng trường bắt đầu từ mép khu vực cơ thể Hổ Vũ to lớn ngã xuống lan tràn ra thật xa mới ngừng lại. Thấy cảnh này nhiều người hút ngụm khí lạnh. Ui! Không ai ngờ Hổ Vũ phục hồi bản thể tăng thực lực vậy mà không đối kháng lại Tiểu Long. Thân hình áo vàng mảnh khảnh lại cường đại đến nhường này. Mắt đẹp của thần hy tràn ngập ngạc nhiên, thì thào. Tiểu tử này mạnh vậy sao? Hổ Y chố mắt líu lưỡi. Lúc này mới biết ban nãy đối phương nhường nàng rất nhiều, nếu không e rằng nàng không có cơ hội ra chiêu. Cơ thể to lớn của Hổ Vũ nhảy ra, ánh mắt kinh sợ rồi chuyển sang âm trầm. Một tiếng hổ gầm. Growl. Quanh thân Hổ Vũ dâng lên một bạch hổ ảo xé gió bay ra, ánh sáng trắng chói mắt che trời bao phủ. Không gian quanh thân hình ảo vỡ ra từng tấc, khiến linh hồn người chấn động, thời không loạn, hoa mắt. Hổ Vũ hét to một tiếng. Bạch hổ diệt. Công kích thiên phú bạch hổ diệt bắn ra, cùng lúc đó bạch hổ ảo như mãnh hổ vồ mồi lao vào Tiểu Long. Phía trời xa, ánh mắt Hổ Vũ âm trầm, chảo ấn vỗ mặt đất. Diệt! Mặt đất rung rinh, bạch hổ ảo nổ tung ngay trước mặt Tiểu Long. Bùm bùm bùm! Năng lượng khuếch tán, bạch hổ nổ tung tóe giữa không trung, chấn động không gian nổi lên sóng gợn lăn tăn, thời không loạn, linh hồn run rẩy, làm người ta đầu váng mắt hoa. Trong phút chốc kinh khí khủng bố tràn ngập trên bầu trời, không gian vỡ ra từng tấc. Không gian bị hủy diệt, kinh khí xô đẩy xé rách khe nứt không gian đen ngòm. Mắt thường trông thấy cơ thể Tiểu Long bị cuốn lấy. Không gian đột nhiên hỗn loạn, với khí thế này người bình thường khó thể quan sát. Thần Hy hét to. Tiểu Long. Thần Hy thầm lo âu. Nhiều người khác cũng rất lo lắng, ánh mắt căng thẳng. Trên đài cao, Long Bích Hàm. Huyền Hạo thấp thỏm, ánh mắt bất an. Trong không gian hỗn loạn, mọi người kinh thán, mắt Hổ Vũ lóe ý cười. Công kích thiên phú của gã không dễ đối phó. Vù vù vù. Khi kình khí biến mất, mọi người nhìn chằm chằm, chợt thấy trong không gian này xuất hiện một bóng sáng màu vàng, kình khí tán đi, bóng sáng ngày càng sáng hơn. Khi kình khí biến mất hẳn, các cặp mắt xoe tròn muốn rớt tròng. Giữa không trung, vị trí không gian mới bị kình khí xé rách. Nơi có khe hở không gian đen ngòm, Tiểu Long lành lặn đứng đó, không chảy một mảnh ra. Tiểu Long nhìn Hổ Vũ, phủi bụi dính trên trường bào. Đây là thực lực mạnh nhất của ngươi sao? Gãi ngứa cho ta còn không đủ tư cách, giờ đến lượt ta. Dứt lời, ánh mắt Tiểu Long tối sầm, bóng người tỏa ánh sáng vàng biến mất tại chỗ. Hổ Vũ ngước đầu lên, thân hình Tiểu Long biến mất khỏi mắt hổ, lòng gã nổi lên linh cảm không may. Chớp mắt mọi người nhìn chăm chú, Lục Lâm Thiên xuất hiện trên lưng hổ khổng lồ, phá không bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai chân Lục Lâm Thiên đứng trên lưng hổ Hổ Vũ to lớn. Hổ Vũ cũng cảm giác được. Nguy rồi. Thân thể cao lớn nhanh chóng lùi nhanh bước ra, nhưng giây sau Hổ Vũ phát hiện đang ở tầm thấp, trên người thì nặng vạn quân, không thể nhúc nhích được. Hổ Vũ liên tục gầm rú. Growl. Tiếng gầm giống dãy dạo ồm ồm vang xa. Đột nhiên khí tức yêu nguyên thuộc tính phong hùng hồn bộc phát khuếch tán bốn phía, nhưng mặc cho Hổ Vũ chống cự cỡ nào cũng không thể lay động,
lực lượng vô hình giam cầm gã không thoát khỏi Tiểu Long được. Tiểu Long đặt chân trên lưng hổ, áo vàng vung lên, màu vàng nhạt bao bọc quanh người, đốt không gian hơi biến hình, khí thế khiến lòng người run sợ, ực kỳ bá đạo không gì sánh được. Đi xuống cho ta. Giữa không trung, chân Tiểu Long đạp bản thể hổ vũ, hai mắt trầm xuống, khí thế đè ép thiên địa. Tiểu Long dứt lời, trước bao cặp mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú, Tiểu Long một cước đạp mạnh trên lưng hổ hổ vũ. Lực lượng mạnh mẽ nặng nề đè xuống thân thể khổng lồ của hổ vũ. Xoẹt! Bao nhiêu cặp mắt rung động quan sát, Tiểu Long đạp một cước, thân hổ khổng lồ của hổ vũ từ trên cao rơi xuống đỡ upsilon.ng nát không gian nặng nề va chạm vào quảng trường bên dưới. Bùm bùm bùm! Từng tiếng nổ điếc tai vang lên làm màng tai người đau rát. Bốn chân hổ của hổ vũ cắm phập vào quảng trường thật mạnh, như thể nền quảng trường cứng rắn làm bằng đậu hủ mềm. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, đá vụn văng tứ tán. Quảng trường nứt rạn, bốn chân bản thể hổ vũ khổng lồ lún một nửa vào quảng trường. Hổ vũ không ngừng ọc máu. Phụt! Khí tức hổ vũ cực kỳ suy yếu, hai chân Tiểu Long nhấn thân hình khổng lồ cắm xuống quảng trường, không thể nhúc nhích một ly. Ui! Cảnh tượng này làm nhiều ánh mắt quanh quảng trường hút ngụm khí lạnh, đã vượt qua dự đoán của mọi người. Đám người hoàng tộc Thanh Long cũng không ngờ đến kết cuộc như vậy, bọn họ biết hơn phân nửa Tiểu Long sẽ thắng nhưng không ngờ lại thắng mạnh mẽ như vậy. Tu vi bát giai trung kỳ, gần hậu kỳ của Tiểu Long muốn so sánh cường giả nhân loại thì đùa đối kháng cường giả đỉnh tôn cấp bát trọng nhân loại, cộng với thiên phú hoàng tộc Bạch Hổ e rằng cường giả bát trọng tôn cấp bình thường cũng vất vả trước hổ vũ. Lúc này hổ vũ không chịu nổi một kích của Tiểu Long, bị đánh bại tuyệt đối. Tất cả cặp mắt trong hoàng tộc Bạch Hổ kinh sợ. Bọn họ cho rằng với thực lực của hổ vũ thì hoàng tộc Bạch Hổ thắng chắc, ai ngờ thua thảm như thế. Trong hoàng tộc Chu Tước, các cường giả Chu Loan, Chu Thần lộ ánh mắt kinh ngạc nói. Mạnh quá! Trong đám đông, Huyền Kình, Huyền Doanh, Huyền Vũ, đám trưởng lão tộc Huyền Vũ nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt khó tin, cực kỳ rung động. Đám người hoàng tộc Thanh Long rung động qua đi thì mừng rỡ. Long Nguyệt đại trưởng lão nở nụ cười. Thời gian lặng lẽ trôi rất nhanh. Sáng sớm, trong sơn mạch Phi Linh Môn mây mù lượn lờ. Trong đình viện cung điện sau núi, một ngọc giản tin tức hiện ra trong tay Đông Vô Mệnh. Trên ngọc giản tin tức lóe ánh sáng rồi biến mất. Áo đen vung lên, ngọc giản vụt tắt, Đông Vô Mệnh biến sắc mặt, ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Quỷ tiên tử Bạch Hoanh mắt lóe tia sáng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của Đông Vô Mệnh thì chuyện không tầm thường. Đông Vô Mệnh trả lời. Tử vong Thâm Uyên bắt đầu có hành động. Quỷ tiên tử nghe thế người run rẩy, hoàn toàn biến sắc mặt lặp lại. Cái gì, tử vong Thâm Uyên? Đông Vô Mệnh suy tư, biểu tình nghiêm túc nói. Nam lão bảo tiểu tử kia sẽ tu luyện trong Độc Cô gia tộc một năm, tính thời gian cũng sắp đến rồi. Mắt quỷ tiên tử trầm trọng. Chuyện tử vong Thâm Uyên không tầm thường, hy vọng Lục Lâm Thiên sẽ trở về kịp lúc. Trong không gian hư vô, bốn người ngồi xếp bằng lơ lửng, tự tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi trong khi bốn người tu luyện, thời gian đối với bọn họ đã không còn khái niệm. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong không gian nơi Lục Lâm Thiên ở bắt đầu dao động, từng đợt năng lượng hiện lên. Vầng sáng trắng bao phủ không gian quanh người Lục Lâm Thiên. Trong không trung, năng lượng tuôn vào vòng sáng trắng quanh người Lục Lâm Thiên, năng lượng vô cùng tận. Cơ thể Lục Lâm Thiên như cái hang không đáy để mặc năng lượng kia rót vào không ngừng. Lúc này khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng vùn vụt. Năng lượng ngày càng đậm đặc, tốc độ khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Vòng sáng trắng bao quanh phát ra tiếng rít trầm thấp. Không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, tiểu đao màu vàng liên tục hấp thu năng lượng vô hình kia, thân đao vô cùng tận. Tiểu hồn anh ngưng tụ hơn trước kia nhiều. Năng lượng quanh thân tụ tập trong vòng sáng màu trắng. Trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa biến thành linh lực dâng trào tựa như hồ nước tuôn vào não Lục Lâm Thiên. Mới có vài ngày, năng lượng bàng bạc tụ tập, năng lượng không gian xung quanh càng dồi dào hơn. Trong đầu Lục Lâm Thiên, cùng với âm dương linh vũ quyết luyện hóa, năng lượng tinh thuần lao nhanh như vạn thú chạy trồm sộc vào não Lục Lâm Thiên. Vù vù vù, năng lượng dồi dào biến thành linh lực, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên tăng nhanh chóng mặt. Về việc đột phá tu vi. Đến đẳng cấp xuất cấp thì không chỉ là chân khí, linh lực đủ liền trực tiếp đột phá. Đối với vũ giả cần lĩnh ngộ thuộc đến trình độ nhất định mới được.
linh giả thì càng nghiêng về linh hồn lực đến tình trạng nhất định. Với Lục Lâm Thiên thì chẳng có một chút vấn đề, có thể trực tiếp đột phá. Cho nên linh lực dâng trào ùa vào không gian trong não thì vầng sáng trắng quanh thân Lục Lâm Thiên càng lúc càng đậm hơn. Giờ phút này, khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng cái vèo, không lâu sau đã bẻ gãy nghiền nát từ linh tôn tứ trọng đột phá đến ngũ trọng. Trong khi đột phá, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên và đại hồn anh đều được lợi ích lớn, tiểu hồn anh càng được nhiều hơn. Tốc độ năng lượng vô hình mà tiểu đao màu vàng cắn nuốt trong không gian này thoáng chốc tăng mạnh lên nhiều. Đột phá đến ngũ trọng linh tôn thì khí thế mới ổn định lại. Phù! Lục Lâm Thiên thở hắt ra, ngồi xếp bằng lơ lửng, nét mặt hớn hở. Lục Lâm Thiên cảm giác tu vi ngũ trọng linh tôn, ngũ trọng tôn cấp cộng thêm ưu thế lớn linh hồn lực. Lúc này nếu hắn lại thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, ám ma phân thân bí pháp thì thực lực sẽ tăng mạnh lên nhiều. Thực lực linh đạo lại tăng mạnh, Lục Lâm Thiên tự biết nếu sử dụng linh vũ quyết và thời không lao ngục thì uy lực sẽ càng cường đại. Ba ngày sau, trên ngọn núi cao Vệ Upsilon Tê đâm mây, sóng không gian chợt lóe, bốn bóng người bị bài xích chui ra. Vù vù vù. Bốn bóng người đứng thẳng, là Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên gãi chóp mũi. Một năm đã đến rồi sao? Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn lực trong đầu tăng mạnh rất nhiều, xem như thu hoạch lớn. Lục Lâm Thiên vào đình viện trước kia đã đến một lần. Độc Cô Ngạo Vũ đang ngồi, Lục Lâm Thiên chào rồi ngồi một bên. Độc Cô Ngạo Vũ cảm nhận khí tức từ người Lục Lâm Thiên, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Một năm nay dường như ngươi thu hoạch được nhiều. Có vẻ Độc Cô Ngạo Vũ xem xét được Lục Lâm Thiên thu hoạch nhiều điều. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Được chút ít. Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Ngày mai ngươi sẽ đi sao? Lục Lâm Thiên gật đầu. Không biết bao giờ Cảnh Văn rời khỏi thần điện, tiểu tế còn chút việc trong phi linh môn nên rời đi trước. Lục Lâm Thiên đã chờ mấy ngày, không biết khi nào Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Băng Lan mới rời khỏi thần điện, không ai nói chính xác được. Lục Lâm Thiên quyết định trở về phi linh môn trước. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Phi linh môn của ngươi vừa mới khởi bước nên đương nhiên nhiều việc làm. Nghe nói ở bên ngoài ngươi gây ra nhiều kẻ thù, sau khi rời khỏi Độc Cô gia tộc nhớ hết sức cẩn thận. Tin tức ngươi lĩnh ngộ thuộc tính mới thì người các đại gia tộc đều biết, khó bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài. Nếu kẻ địch của ngươi biết e rằng sẽ không để ngươi sống yên. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tiểu tế biết, hiện tại Lục Lâm Thiên có nhiều kẻ thù nên phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng hắn bây giờ không phải ai cũng có thể trêu vào. Hai người nhạc phụ và nhi tế trò chuyện một lúc lâu, Lục Lâm Thiên đứng lên xin phép đi, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Độc Cô gia tộc. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Tuyết Sư ở trong thiên trụ giới chỉ chớp mắt đã tu luyện 20 năm, bốn người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Hồng Lăng tiếp tục ở Độc Cô gia tộc, nghe nói Độc Cô gia tộc hy vọng nàng tu luyện thêm một thời gian trong gia tộc. Bên ngoài cấm chế thành thần hoàng, bốn người vọt ra ngoài. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn Độc Cô gia tộc, mắt chứa ý cười, lần này đến Độc Cô gia tộc có nhiều thu hoạch. Trong đại điện Phi Linh Môn, rất nhiều cường giả Phi Linh Môn đang ngồi. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói với nhóm người ngồi ghế trên. Khấu phó trưởng môn, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh mà trưởng môn thì chưa về, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trưởng môn còn ở trong Độc Cô gia tộc, không biết khi nào mới về. Tử Vong Thâm Uyên quá quan trọng, có lẽ các đại thế lực thiên địa minh đều nhận được tin tức, chúng ta không thể chậm hơn họ. Đông Vô Mệnh trầm ngâm thật lâu, ngước lên nhìn mọi người, nói. Vậy đi, chúng ta cũng đi Tử Vong Thâm Uyên, mời mấy vị hộ môn tôn sử đi trước. Nếu trưởng môn trở về sẽ lập tức chạy đi ngay. Hưng Thịnh tôn giả gật đầu nói. Vậy là tốt nhất. Hưng Thịnh tôn giả lại hỏi. Nam lão nói sao về việc này? Đông Vô Mệnh trả lời. Nam lão không nói gì, bảo chúng ta tự quyết định trước. Trong đại điện, hai bóng người lặng lẽ tiến vào. Các vị đều ở đây sao? Về động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên hãy để hai chúng ta đi cùng các người. Mọi người dương mắt nhìn lại, mắt lộ ý cười. Thiên địa nhị tôn. Người đến chính là thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tạ Địa. Có thiên địa nhị tôn đi cùng sẽ bảo đảm hơn nhiều. Trên lưng yêu thú phi hành, một thân hình thô kệch hỏi lão nhân áo vàng đứng trước mặt. Hử trưởng lão, lần này Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh có khai nào sẽ phát hiện lớn điều gì không?
Nếu Lục Lâm Thiên có mặt ở đây sẽ biết người này, là đảo chủ mới nhậm chức của đảo Khôn Dương, Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên, cũng là ca ca ruột của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền đã bị Lục Lâm Thiên giết dưới thiên đảo. Hai người từng gặp nhau tại Vạn Thú Tông. Người được gọi là Hử trưởng lão thân hình hơi già nua, trán hẹp mắt nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng mắt bắn ra tia sáng. Người lão không phát ra dao động khí thế gì nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đảo chủ, tử vong thâm uyên là việc lớn. Lúc trước Vân Dương Tông được một khối thượng cổ đại lục là lấy từ tử vong thâm uyên. Nghe đồn Vân Dương Tông được nhiều ích lợi trong thượng cổ đại lục đó. Một lão nhân đứng bên cạnh vẻ mặt mong chờ nói. Lần này tử vong thâm uyên lại có biến đổi, không biết sẽ có báu vật gì xuất hiện. Con mắt hí của Hử trưởng lão lóe tia sáng. Tử vong thâm uyên có động tĩnh, các đại sơn môn sẽ đi. Nếu thật sự xuất hiện báu vật gì e rằng sẽ lại một trận long tranh hổ đấu. Hử trưởng lão quay đầu nói với nhóm người đứng cạnh mình. Trên đại lục này nghe đồn có ba mật địa bí ẩn nhất. Hử trưởng lão chưa nói xong thì một nam nhân trung niên tu vi khí thế vũ vương bát trọng tò mò hỏi. Hử trưởng lão, không biết ba mật địa bí ẩn nhất đó là ở đâu? Đám người xung quanh ánh mắt mong chờ nhìn Hử trưởng lão chằm chằm, bọn họ không biết dành về mật địa bí ẩn nhất. Ngược lại Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên quét mắt qua, nói. Hử trưởng lão, nếu ta không đoán sai thì nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang kiểm soát phụ tinh đại điện. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc khống chế hư không bí cảnh. Cái cuối cùng là tử vong thâm uyên đúng không? Hử trưởng lão nhìn Dương Tề Thiên, nói. Đảo chủ biết khá nhiều, đúng là ba mật địa này. Trong ba chỗ bí địa nghe nói hư không bí cảnh là bí ẩn nhất, phụ tinh đại điện cũng cực kỳ quỷ dị. Tử vong thâm uyên luôn vô chủ, rất kỳ lạ. Không ai biết bên trong tử vong thâm uyên có cái gì, cũng không người nào biết tử vong thâm uyên lớn bao nhiêu. Một phụ nhân trung niên khí thế cỡ tu vi cao trọng vương cấp mở miệng hỏi. Hử trưởng lão, hay tử vong thâm uyên liên quan tới đế giả? Nếu liên quan tới đế giả thì tốt rồi. Hử trưởng lão liếc phụ nhân trung niên. Có một số việc các ngươi chưa thể biết được, ta cũng không biết nhiều. Tóm lại có tin đồn đế giả không thể vào. Mắt phụ nhân trung niên sáng rực. Đế giả không thể đi vào. Phụ nhân trung niên ngẩng đầu hỏi Hử trưởng lão. Hử trưởng lão, vậy không biết đảo Khôn Dương chúng ta có đế giả tồn tại không? Bên cạnh Hử trưởng lão có hai lão nhân luôn ngồi xếp bằng. Lão nhân ngồi bên trái mở mắt ra nhìn phụ nhân trung niên, nói. Trương Đan, có một số việc ngươi không nên biết thì bớt hỏi đi, bỏ nhiều thời gian vào tu luyện thì tốt hơn. Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, bề ngoài khoảng 60 mấy tuổi, khí thế không thua gì Hử trưởng lão. Phụ nhân trung niên biến sắc mặt, vội hành lễ nhận sai. Giản trưởng lão, đệ tử biết sai. Bề ngoài Hử trưởng lão âm trầm nặng nề nhưng thân thiện với đệ tử trong đảo hơn. Thôi, Trương Đan chỉ hỏi chuyện trong đảo. Hử trưởng lão tiếp tục bảo. Chúng ta ưu tiên chạy đi tử vong thâm uyên trước. Đi từ bình nguyên man hoang thì gần hơn nhiều. Hãy cẩn thận chút, có lẽ trong bình nguyên man hoang có một số yêu thú bất phàm. Giản trưởng lão nói, ta nhớ dường như chỗ gần tử vong thâm uyên có mấy chục tán tu thực lực không tệ. Hử trưởng lão lạnh nhạt nói, mấy tên háo sắc đó chỉ dám lẩn trốn, hễ ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn. Giản trưởng lão lại bảo, nhưng tu vi mấy lão quỷ đó không yếu. Không nhiều người dám dây vào bọn họ, chỉ cần nhỏ không ra khỏi bình nguyên man hoang thì không ai muốn dính dáng tới họ, dù sao toàn là người không dễ chọc. Nói cũng đúng, tuy mấy lão quỷ có tiếng xấu nhưng không ai muốn đơn độc trêu vào bọn họ. Mấy lão quỷ này không dễ đối phó. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên mắt lóe tia sáng lạnh nói. Nhắc tới không dễ đối phó phải kể đến Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Ba chữ Lục Lâm Thiên làm mọi người trên lưng yêu thú phi hành lộ khí lạnh, sát ý xẹt qua đáy mắt. Lục Lâm Thiên này giết đảo chủ tiền nhiệm và nhiều trưởng lão của chúng ta. Tại Vạn Thú Tông, Vũ Quyết trưởng lão cũng bị Lục Lâm Thiên giết, chúng ta phải trả thù này. Dương Vũ Tôn giả nói. Chúng ta tuyệt đối không tha cho Lục Lâm Thiên, nhưng hiện tại hắn đã là minh chủ đế đạo minh, không dễ đối phó. Dương Vũ Tôn giả hận không thể giết Lục Lâm Thiên. Mỗi khi nhớ đến đệ đệ chết trong tay hắn là Dương Tề Thiên hận không thể tự tay giết chết Lục Lâm Thiên. Nhưng Dương Vũ Tôn giả biết một là Lục Lâm Thiên bây giờ không như ngày xưa, thực lực Phi Linh Môn đã đến độ cao đáng sợ.
Lục Lâm Thiên còn là minh chủ đế đạo minh, muốn giết hắn sẽ gây chấn động toàn đại lục. Huống chi phần trăm Dương Vũ tôn giả tự tay giết được Lục Lâm Thiên không cao, gã không đánh lại hắn được. Một lão nhân 50 tuổi nói. Tử vong thâm uyên có động tĩnh, chắc phi linh môn cũng sẽ đến. Xem khí thế thì đã đến tôn cấp. Dương Vũ tôn giả nói. Nhưng không biết Lục Lâm Thiên có xuất hiện không? Trong đảo nhận được tin tức là gần đây Lục Lâm Thiên bạt tăm. Mắt Hử trưởng lão lóe tia sát khí. Lục Lâm Thiên này giết Phú Quyết, ta mà gặp hắn nhất định sẽ bầm thây hắn ra. Đám người biến sắc mặt, biết Phú Quyết tôn giả là đệ tử đắc ý nhất của Hử trưởng lão, nhưng đã bị Lục Lâm Thiên giết. Lúc trước Hử trưởng lão nổi khùng như sấm sét, hận không thể lao qua giết Lục Lâm Thiên ngay. Hử trưởng lão mới nói xong, lão nhân ngồi xếp bằng phía bên phải chợt mở mắt ra nhìn chằm chằm không gian đằng trước. Ủa, hình như có người đến. Trên bầu trời tĩnh lặng, thiên sứ tuyết sư xé gió bay đi. Lục Tâm Đồng đang nhắm mắt điều tức chợt mở mắt ra nhìn chằm chằm không trung trước mặt. Ca ca, phía trước dường như có nhiều cường giả. Cùng lúc đó, Dương Quá vung áo xám, thở ra chọc khí. Lục Lâm Thiên từ từ mở mắt ra nhìn Lục Tâm Đồng. Đúng là có nhiều khí tức cường giả. Hiện tại cô nương tinh thần quan sát rất xa, linh hồn lực đã mạnh lên. Dương Quá nghi hoặc hỏi. Có nhiều cường giả vậy chúng ta đi trong bình nguyên man hoang đi. Không biết là người của thế lực nào. Lục Lâm Thiên nói. Có mấy người đã phát hiện chúng ta, mặc kệ là thế lực gì, không cần quan tâm. Thực lực hiện tại của ba huynh muội bọn họ không sợ đỡ Upsilon.ng phải rắc rối gì đều thoát thân được. Thiên sĩ tuyết sư lượn mấy lần vượt qua không gian dài. Giờ phút này, bốn con yêu thú phi hành phía đối diện xuất hiện trước mắt ba người. Thiên sĩ tuyết sư trầm thấp gầm giống. Growl. Sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn, khí thế không bằng bốn thú hoàng tộc nhưng uy áp tựa vương giả không phải yêu thú bình thường có thể đối kháng. Cộng thêm lúc này đẳng cấp tu vi, khí thế của thiên sĩ tuyết sư khác trước kia. Tiếng sư tử gầm trầm thấp truyền đến. Bốn con tuyết sư bay đảo Khôn Dương toàn thân run rẩy. Một con thiên sĩ tuyết sư màu trắng đập cánh bay tới làm chúng nó run bần bật, những người đứng bên trên suýt té xuống. Đám người đảo Khôn Dương nhìn qua, thấy thiên sĩ tuyết sư trắng tinh như tuyết, đa số người hoàn toàn biến sắc mặt. Thiên sĩ tuyết sư là Lục Lâm Thiên. Nhiều người biết phi linh môn của phi linh môn có tọa kỵ là một con thiên sĩ tuyết sư bất phàm. Đột nhiên thấy thiên sĩ tuyết sư, mới rồi mọi người còn thảo luận về Lục Lâm Thiên thoáng chốc mắt nhìn chằm chằm. Ba người đứng thẳng trên thiên sĩ tuyết sư, thanh niên áo xanh đứng chính giữa không phải Lục Lâm Thiên còn ai khác. Lục Tâm Đồng trên lưng thiên sĩ tuyết sư, váy dài bay phấp phới nhìn người trên bốn con tuyết sư bay xoay quanh trên cao trước mặt. Ca ca, là người đảo Khôn Dương. Có nhiều người Lục Tâm Đồng từng gặp tại Vạn Thú Tông, chính là người đảo Khôn Dương. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Hắn sớm nhìn thấy bóng dáng Dương Vũ tôn giả Dương Tề Thiên, nhiều người đảo Khôn Dương khác. Khí tức vô hình quan sát, có tổng cộng 48 người, hai cao trọng vũ xuất, 7 cường giả tôn cấp. Đặc biệt ba người già nua chính giữa làm Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Lục Lâm Thiên nhìn ba người này, khí tức ẩn núp quan sát. Đứng đầu là lão nhân trán hẹp mắt hí, khí thế che giấu kỹ nhất lại khiến Lục Lâm Thiên nhìn đăm đăm. Lục Lâm Thiên không khó nhìn ra được khí thế của lão nhân, là vũ tôn bát trọng. Trên lưng bốn con yêu thú phi hành của đảo Khôn Dương, 48 người nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Nhiều người từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang lạnh băng. Dương Vũ tôn giả Dương Tề Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, mặt lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên quét mắt qua các cặp mắt lạnh băng, lòng trùng xuống nhưng mặt ngoài không lộ dấu vết. Thì ra là Dương đảo chủ, đã lâu không gặp, hạnh ngộ. Nếu lúc trước Lục Lâm Thiên gặp những người này sẽ quay đầu đi ngay, nhưng hôm nay thì khác. Trận thế thực lực người đảo Khôn Dương nhìn cực kỳ cường đại, nhưng ba huynh muội Lục Lâm Thiên cũng không dễ chọc. Hử trưởng lão nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, mắt hí bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Ngươi là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Đúng rồi. Lục Lâm Thiên nhìn người đảo Khôn Dương này ánh mắt không có nhiều thiện ý, hắn ra hiệu Lục Tâm Đồng, Dương Quá cẩn thận một chút. Hử trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, khóe mắt co giật, mắt lạnh băng thẳng thừng bắn phá. Đúng là ngươi thì tốt, nghe nói Vũ Quyết, đồ đệ của ta chết trong tay ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
hình như có chuyện này. Các đại sơn môn có thể làm chứng, một trận luận bàn, tử thương không bàn cãi. Thực lực của Vũ Quyết yếu hơn một chút. Mắt lão nhân này không tốt nên Lục Lâm Thiên chẳng thèm khách sáo. Trường sam của giản trưởng lão phồng lên chừng ba người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử thật ngông cuồng. Giản trưởng lão liếc sang Hử trưởng lão, một lão nhân già nua khác đứng bên cạnh. Hử sư huynh, Khúc sư đệ, chính là ba người này. Nên báo mối thù đảo Khôn Dương đúng không? Người già nua thứ ba được gọi là Khúc sư đệ ở hướng mắt lóe tia sáng, sát ý dâng lên trong mắt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cố ý vào, đây là tự đưa lên cửa. Hai vị sư đệ, hãy giao Lục Lâm Thiên cho ta, hai người bên cạnh tùy các ngươi, tốc chiến tốc thắng. Hử trưởng lão dứt lời quay sang nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý không thèm che giấu bắn thẳng hướng hắn. Tiểu tử, bình nguyên man hoang này là chỗ táng thân của ngươi, vận khí của ngươi. Không được may mắn. Các ngươi định xuống tay với ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hờ hững, khóe môi cong lên. Lục Lâm Thiên nói. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu không giết chết ta thì đảo Khôn Dương ngươi sẽ gặp rắc rối to. Ta có thể hiểu rằng đảo Khôn Dương ngươi đang upsilon toàn đế đạo minh ta. Hử trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, cười khẩy nói. Đế đạo minh, ha ha ha, ba người chết tại đây thì còn ai biết. Giết ba người này rồi thần không biết quỷ không hay, huống chi trên người Lục Lâm Thiên có hai món thần khí, chỉ một điều này đủ giá trị cho lão tấn công. Lục Tâm Đồng nhếch môi cười nói với Dương Quá. Ha ha ha, ba con chó già mà muốn giết chúng ta, đại ca có thấy buồn cười không? Dương Quá liếc nhóm người đảo Khôn Dương, dừng lại trên người ba người Hử trưởng lão, chẳng thèm để vào mắt. Mấy con chó giả buồn cười thật. Với thực lực tu vi hiện tại của ba huynh muội Dương Quá đâu thèm để người đảo Khôn Dương trong lòng. Giản trưởng lão tức giận quát. Tiểu tử ngông cuồng, lát nữa các ngươi sẽ không cười nổi. Giản trưởng lão nhảy vọt lên đứng giữa trời, bị Lục Tâm Đồng và Dương Quá kêu chó giả ký lão nổi sát ý. Vù vù vù. Hử trưởng lão, một lão nhân khác cũng bay lên. Ba người hình thành trận thế tam giác bao vây Thiên Sĩ Tuyết Sư vào trong. Mối thù sâu như biển sơn môn không thể hóa giải, cộng thêm trên người Lục Lâm Thiên có hai món thần khí, giờ một mình gặp ba người họ ở đây thì sao nhóm Hử trưởng lão bỏ qua được. Trong mắt ba người Hử trưởng lão không thèm để Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá vào mắt. Tất nhiên bọn họ không quá coi thường Lục Lâm Thiên, nhưng một nam một nữ khác thì không lọt vào mắt họ. Ba người Hử trưởng lão hợp sức tại đây càng sẽ không để các thiếu niên này vào lòng. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên bình thản, mắt chất chứa giễu cợt. Mấy con chó già kia, các ngươi muốn xuống tay thì nhớ suy nghĩ kỹ hậu quả, đừng để trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hử trưởng lão hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận ngút trời, khí thế phô thiên cái địa ập đến. Tiểu tạp chủng chưa dứt sữa, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Rơi vào tay bản tôn thì chuyện thứ nhất là bản tôn sẽ xé nát cái miệng thối của ngươi ra. Vù vù vù. Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão bộc phát chân khí, linh lực trong người ra. Ba người phát ra khí thế, thoáng chốc không gian tối sầm, năng lượng thiên địa tụ tập lại giấy lên cuồng phong rít gào giữa không trung. Đám người đảo Khôn Dương thấy ba vị trưởng lão trong đảo giơ tay nhấc chân kéo theo thanh thế hùng hồn như vậy thì rất giật mình, đắc ý chừng ba người Lục Lâm Thiên. Vì tử vong thâm uyên có động tĩnh nên ba vị trưởng lão mới ra khỏi đảo, giờ bọn họ ra tay, nhìn sao thì Lục Lâm Thiên cũng chết chắc. Lục Lâm Thiên nhìn ba người, hơi biến sắc mặt nói. Vũ Tôn bát trọng, Linh Tôn thất trọng. Trong ba người này người chính giữa đến cảnh giới Vũ Tôn bát trọng, từ khí thế thì chỉ là sơ kỳ. Hai người khác một là Vũ Tôn bát trọng, một người Linh Tôn thất trọng, thực lực đều cường đại. Lục Lâm Thiên không quá bất ngờ trước thực lực của ba người này, hắn biến sắc mặt vì mục đích đảo Khôn Dương xuất động trận thế cường đại như vậy sẽ không tầm thường. Chẳng lẽ muốn tấn công đế đạo minh sao? Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng. Lục Tâm Đồng nhìn ba người bao vây gần như đông lại không gian, mắt long lanh chẳng hề để ý. Vũ Tôn bát trọng, Linh Tôn thất trọng. Một Vũ Tôn bát trọng của ca ca, Vũ Tôn bát trọng còn lại thì giao cho đại ca. Để Linh Tôn thất trọng muội lo. Lục Tâm Đồng nhìn đảo Khôn Dương còn bốn cường giả tôn cấp, chớp mắt đẹp nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, còn lại giao cho ngươi hết được không? Tiếc rằng lần này không mang theo Phi Thiên Ngô Công, nếu không sẽ giúp được ngươi.
Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm giọng quát. Tiểu thư, không thành vấn đề. Mắt sư tử từ lâu đã hung tàn nhìn chằm chằm đám người đảo Khôn Dương. Dương Quá liếc Giản trưởng lão, dặn dò Lục Tâm Đồng. Tam muội nhớ cẩn thận chút, chờ đại ca giết chó già kia rồi sẽ giúp đỡ muội sau. Lục Tâm Đồng lắc đầu nói. Không cần đâu đại ca, chỉ là linh tôn thất trọng và mới đột phá chưa lâu, thứ này có thêm ba người cũng không đáng gì. Hử trưởng lão và tất cả người đảo Khôn Dương ngơ ngác nhìn nhau. Bị cường giả vây khốn mà ba người này chẳng thèm để vào mắt, bị khùng sao. Hử trưởng lão không nhịn được nữa. Ba tiểu xúc sinh ngông cuồng, muốn chết. Chân khí thuộc tính hỏa bộc phát, không gian khẽ run, bàn tay co lại. Giữa không trung gió nổi mây phun, một thủ ấn to lớn hàng trăm thước đột nhiên thành hình, đè ép không gian lung lay sụp đổ vỗ hướng ba người Lục Lâm Thiên và Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vũ Tôn Bát Trọng vừa hành động chợt một tiếng quát lạnh băng vang lên. Chó già còn chưa đủ trình độ huynh hoang trước mặt ta. Là phát ra từ miệng Lục Lâm Thiên. Tiếng quát ngừng, Lục Lâm Thiên bay lên cao. Năng lượng thuộc tính thủy hùng hồn từ bốn phía nhanh chóng tụ tập thành trưởng ấn khổng lồ, trên trưởng ấn có uy áp mạnh mẽ khiếp hồn người tràn ngập. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Linh Vũ Quyết. Một trưởng vỗ ra, không gian run rẩy, mép trưởng ấn lan tràn các khe không gian đen ngòm. Khí lạnh băng giá thấu xương lan tràn. Chớp mắt Lục Lâm Thiên phát ra khí thế, hử trưởng lão biết ngay đẳng cấp tu vi của hắn. Vũ Tôn Lục Trọng, muốn chết. Chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng, hử trưởng lão sắp thấy Lục Lâm Thiên thành cái xác rách nát, lão không chút do dự giơ bàn tay lửa khổng lồ đánh tới, không chút đường quay về va chạm vào trưởng của Lục Lâm Thiên. Khi hai trưởng ấn va chạm, không gian xung quanh tan vỡ lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Giữa không trung rung bần bật. Hử trưởng lão bỗng hoàn toàn biến sắc mặt, bàn tay lửa khổng lồ của lão hóa thành hàn băng bị đông lại, thậm chí lan tràn hướng cơ thể lão. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hiện tại trong Linh Vũ Quyết hắn bắt đầu lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương khắc. Từ khi rời khỏi Độc Cô gia tộc, Lục Lâm Thiên luôn lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lại tương sinh vừa tương khắc. Lục Lâm Thiên không khó khăn lĩnh ngộ ngũ hành, Vũ Tôn Bát Trọng có thuộc tính hỏa, thủy khắc hỏa. Lục Lâm Thiên dùng lĩnh ngộ của mình, thuộc tính thủy khắc chế, hiệu quả không tệ. Biến đổi trong khoảnh khắc làm hử trưởng lão biến sắc mặt quát. Phá! Mới rồi hử trưởng lão chưa dùng hết sức, vừa biến sắc mặt vừa tuôn ra chân khí thuộc tính hỏa phô thiên cái địa. Bùm! Bàn tay lửa khổng lồ lại bừng lên đánh tán loạn khí hàn băng trưởng của Lục Lâm Thiên. Kinh khí năng lượng đáng sợ thoáng chốc hóa thành bão tố, thành hình vòng tròn đột nhiên khuếch tán. Răng rắc! Trưởng ấn của Lục Lâm Thiên bị đánh trúng, thân hình hắn lảo đảo thụt lùi. Khi bị đẩy lùi khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên mỉa mai. Khi Lục Lâm Thiên lảo đảo bị đẩy lùi thì trong trưởng ấn hàn băng bị chấn nát đột nhiên có một tàn ảnh trưởng ấn bay ra, kèm theo linh lực hùng hồn tuôn trào, tràn ngập khí tức cực đoan khủng bố. Nhìn, kỹ thì linh hồn sẽ run sợ. Trưởng ấn tàn ảnh xé gió bay ra, gần trong gang tấc vỗ mạnh vào người hử trưởng lão. Năng lượng linh hồn bàng bạc chút vào người hử trưởng lão. Công kích thuộc tính thủy ẩn chứa công kích linh hồn. Chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong khoảnh khắc này Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão ở bên cạnh bật thốt kinh thán. Công kích vật chất cộng thêm công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất là công kích linh hồn khiến mọi người vô cùng e ngại. Linh hồn lực chút xuống, hử trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. Lão đảo lùi mấy bước. Không biết cuối cùng hử trưởng lão dùng cách gì mà vừa bị đẩy lùi chân đạp hư không, ở giữa không trung kéo ra một chuỗi tàn ảnh rồi ổn định thân hình. Ánh mắt hử trưởng lão phục hồi lại bình tĩnh, dường như đã tiêu trừ linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên cũng ổn định thân hình, áo xanh bay phần phật, lão đảo thụt lùi lại, không bị vấn đề gì lớn. Tuy thực lực của lão giả này là Vũ Tôn Bát Trọng nhưng xét ra thì một năm trước trong Độc Cô gia tộc, Bắc Cung Ngọc và Độc Cô Trường Phàm hợp sức với nhau, so sánh thì Vũ Tôn Bát Trọng này chỉ có nước né tránh. Hử trưởng lão lại nhìn Lục Lâm Thiên chăm chú, biểu tình cực kỳ khó xem. Hử trưởng lão không ngờ lão biết rõ Lục Lâm Thiên có tu vi Vũ Tôn Lục Trọng nhưng thực lực cường đại đến thế, linh vũ song tu vô cùng kỳ dị. Mới rồi trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn khó thể đề phòng, hử trưởng lão suýt gặp họa. Chó già, là tự các ngươi tìm tới cửa. Các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ chơi với các ngươi, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Lục Lâm Thiên dứt lời,
sắc mặt âm trầm, sát ý dâng lên trong mắt. Hắn và Đảo Khôn Dương đã là không chết không ngừng, hôm nay không cần kiêng dè gì nữa. Cùng lúc đó, Giản trưởng lão quát to. Dốc sức đánh chết, tốc chiến tốc thắng, miễn trừ tai họa ngầm. Giản trưởng lão lao lên, không gian xung quanh dao động không dứt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hử trưởng lão, Khúc trưởng lão ánh mắt âm trầm, mắt lóe tia sát ý cùng lao lên. Bốn phía gió nổi mây phun, không gian run rẩy. Dương Quá hét to. Tâm Đồng, cẩn thận chút. Áo xám bay phần phật, ánh sáng vàng chợt lóe. Một quyền ấn ánh sáng vàng trong tay Dương Quá oanh kích cùng Giản trưởng lão Vũ Tôn bát trọng. Tu vi của Dương Quá đã đến Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong, đối diện tôn cấp bát trọng thì không thèm để bụng. Chó già, sợ ngươi chắc. Lục Tâm Đồng không dễ ăn hiếp, nếu ai xem thường nàng đó là tự tìm chết. Váy tím phấp phới, thân hình thướt tha bay ra. Tay Lục Tâm Đồng bắn ra linh lực thất luyện khói độc bao phủ Khúc trưởng lão linh tôn thất trọng. Tiểu độc ma Lục Tâm Đồng làm sao để mắt tu vi linh tôn thất trọng. Bùm bùm bùm. Bốn người va chạm với nhau, không trung run rẩy, sóng không gian bị chấn vỡ khuếch tán. Lục Lâm Thiên khẽ quát. Tuyết sư, giết không tha. Lục Lâm Thiên dứt lời áo xanh phần phật, ngăn trước mặt Hử trưởng lão. Tuyết sư quát to. Tuân lệnh chủ nhân. Trong khoảnh khắc Tuyết sư biến to hơn 800 thước, uy thế kinh người khuếch tán. Bốn con yêu thú phi hành của Đảo Khôn Dương run bần bật. Tuyết sư giống to. Growl. Thân hình to lớn vỗ đôi cánh xuyên thấu không gian, cơ thể khổng lồ đỡ upsilon.ng vào đám người Đảo Khôn Dương. Tu vi Tuyết sư là bát giai trung kỳ gần hậu kỳ, Vũ Tôn ngũ trọng bình thường gặp phải thiên sĩ Tuyết sư tuyệt đối không thoải mái gì, uy thế không nhỏ. Hử trưởng lão nét mặt xa sầm quát. Nghiệt xúc. Hử trưởng lão vốn định đánh với Lục Lâm Thiên nhưng cảm nhận khí thế từ thiên sĩ Tuyết sư, tuy có bốn tôn cấp Đảo Khôn Dương đi cùng nhưng hai người tôn cấp nhất trọng, một người tôn cấp tam trọng, một người tôn cấp tứ trọng, không làm gì nghiệt xúc này được. Hử trưởng lão quát xong lao thẳng vào thiên sĩ Tuyết sư. Lục Lâm Thiên lắc người xuất hiện trước mặt Hử trưởng lão, nhếch môi cười ta, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Chó già, đối thủ của lão là ta. Khốn kiếp. Không biết bị tiếng chó già của Lục Lâm Thiên chọc hay vì hắn cản đường mà mắt Hử trưởng lão long lên lòng sọc, trưởng ấn vỗ hướng hắn. Răng rắc. Một trưởng đánh ra xé gió đập xuống người Lục Lâm Thiên, thoáng chốc thân hình hắn bị cắt nhỏ vụn. Sóng không gian tan vỡ nhưng không chút máu vẩy ra. Hử trưởng lão biến sắc mặt nói. Tàn ảnh. Mới rồi Hử trưởng lão không phát hiện, tốc độ của Lục Lâm Thiên quá nhanh. Long ảnh tí. Khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện thì quanh thân phủ áo giáp thanh linh, chân khí thuộc tính thổ ồ ạt khuấy động năng lượng thiên địa. Cánh tay phải vung, bàn tay co thành nắm đấm, ánh sáng vàng tụ tập, một con rồng vàng ảo bay ra. Rồng vàng to lớn gầm giống, cơ thể khổng lồ oanh kích vào Hử trưởng lão. Growl. Cùng lúc đó, thiên sĩ Tuyết sư đã xuất hiện giữa không trung trước mặt đám người Đảo Khôn Dương. Growl. Đôi cánh vỗ, mép không gian lộ ra khe nứt đen ngòm. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên hét to một tiếng. Hợp sức giết nghiệt xúc này đi. Bốn cường giả tôn cấp đột nhiên lao ra, ba vũ tôn một linh lực chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, khí thế kinh người. Vù vù vù. Bốn tôn giả, một tứ trọng vũ tôn, một tam trọng linh tôn. Bao gồm Dương Tề Thiên là hai vũ tôn nhất trọng. Bốn người, bốn cột sáng bắn ra va chạm vào thiên sĩ Tuyết sư. Một bóng người đột nhiên đến bên cạnh thiên sĩ Tuyết sư. Tuyết sư, người đối phó người khác đi. Ánh sáng tử kim chợt lóe, đoàn sáng màu đỏ xuất hiện trong tay. Growl, là đại hồn anh đến bên cạnh thiên sĩ Tuyết sư. Huyết quang chợt lóe, huyết lục ánh sáng tràn ngập màu đỏ tịnh mịch nằm trong tay đại hồn anh. Huyết lục xẹt qua mang theo tiếng đao rung rồng ngâm. Bốn cường giả tôn cấp Đảo Khôn Dương bắn ra cột cột sáng oanh kích tới, khoảnh khắc đánh vào người đại hồn anh. Bốn lực công kích chấn vỡ không gian nhưng khựng lại cách đại hồn anh mấy thước, không thể tiến tới nửa phần. Phập! Không chút cản trở, thoáng chốc đao quang từ huyết lục trong tay đại hồn anh như xé rách tờ dây cắt vỡ sóng không gian trước mặt thành một khe hở lớn. Tiếng đao ngân rồng ngâm vang vọng, một vũ tôn nhất trọng không kịp né tránh. Không gian bị đông lại, vũ tôn nhất trọng bị nhát đao của đại hồn anh xẹt qua đầu, cái đầu từ giữa không trung rơi xuống. Đầu mình hai nơi, một đao hai khúc, tốc độ nhanh làm người ta không kịp lấy lại tinh thần. Thiên sĩ Tuyết sư giống to. Growl.
trong cái miệng dữ tợn phun ra phong nhận ngập trời. Hai cánh trầm xuống, cuồng phong nổi lên, phong vân biến sắc. Bốn con yêu thú phi hành run rẩy, cơ thể to lớn va chạm. Không gian phía trước đông lại, nhiều cường giả vương cấp của đảo Khôn Dương bị cuốn vào trong. A! À, vang tiếng hét thảm, đáng sợ là mười mấy cường giả vương cấp bị thương nặng, chết. Một con yêu thú phi hành biến thành mảnh nhỏ. Hử trưởng lão, Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão thấy hết cảnh tượng đó, tức điên gầm rú. Khốn kiếp! Nhưng Giản trưởng lão, Khúc trưởng lão bị Lục Tâm Đồng, Dương quá công kích không thoát ra được. Hai cường giả đảo Khôn Dương này đánh nhau mới biết hai đối thủ trẻ tuổi khủng bố cỡ nào, chật. Vật khổ không thể tả.